Đây là Tố Tố, cô là vợ của thái tử tiên tộc, vì bị phi tần của thái tử ganh tị nên đã hãm hại cô phải mất đi đôi mắt, nhưng thì ra đây chỉ là kiếp nạn cô phải trải qua để phong làm thượng thần. Sau khi trở về làm thượng thần, cô đã đến móc lại đôi mắt của vị phi tần đó. Câu chuyện bắt đầu vào 7 vạn năm trước. Đây là chiến thần Mạc Uyên, ông đang tu luyện thần khí là quạt ngọc thanh côn luân, thì tự nhiên nó rừng mỡ bay tùm lum từ núi bay lên thiên cung, thấy mắc mệt nó bay ngược lại núi côn luân. Cả đám đệ tử thấy vậy lập tức đuổi bắt theo thần khí, nhưng nhìn vậy thôi chứ nó mê gái gần chết. Dù Mạc Uyên đã bắt nó lại nhưng nó vẫn tiếp tục bay đi tìm gái. Vừa ra khỏi cổng là thấy một cô gái, lập tức nó nhận cô ấy làm chủ nhân của nó. Thì ra đây là Bạch Thiển, con gái út của Hồ Đế, là vua của tộc Cửu Vĩ Hồ, được Chiết Nhan thượng thần dẫn cô lên Côn Luân để học phép thuật. Nhưng vì ở đây không nhận nữ nên ông đã biến cô thành một nam nhân và đặt tên cho cô là Tư Âm. Dẫu vậy tính mê gái khó bỏ nên cây quạt vẫn chọn cô. Lúc cả đám sự huynh đệ chạy tới thì đã thấy cô đang cầm pháp khí rất quan trọng của môn phái. Mạc Uyên sau đó cũng đi tới, ông liền nhận ra cô là nữ trong hình hài nam nhi. Nhưng vì quạt ngọc thanh côn luân đã nhận cô làm chủ nhân nên ông bắt buộc phải nhận cô làm đệ tử thứ 17, đặt tên cho cô là Tư Âm Thần Quân và tặng cô pháp khí ông vừa luyện ra. Tin này đã được truyền khắp tứ hải bác quan. Tất cả người trong tiên tộc đều biết Mạc Uyên có vị tiểu đồ đề mới xuất hiện đã được tặng pháp khí cực mạnh. Để mình giải thích sơ qua bối cảnh trong phim, phụ thần là người tạo ra đất trời, các vị thần tiên là đều hậu duệ của ngài, một số đã gặp nạn không còn nữa. Giờ tứ phương tám hướng chỉ còn lại 4 tộc mạnh nhất, Long tộc, Phượng tộc, Lân tộc và Hồ tộc. Ngoài ra còn có nhiều vị thần tiên có chức vị rất cao ngoại 4 tộc trên, được tất cả các vị thần tiên khác kính trọng, như Đế Quân, Chiết Nhan Thượng Thần, Chiến Thần Mạc Uyên và còn nhiều vị khác nữa, khi nào tới mình sẽ nói tới. Nữ chính chúng ta là thuộc Cửu Vĩ Hồ tộc, vì cô tối ngày ăn chơi quậy phá nên ba mẹ cô bắt đến trường cho bớt báo. Nhưng một khi đã báo đời thì đi đâu cũng báo đời, sau hơn 2 vạn năm bái Mạc Uyên làm sư phụ. Hôm nay cô và Tử Lan Thần Quân trốn xuống nhân gian xem bói kiếm tiền uống rượu. Khi cả hai đang tranh giành để xem bói cho một cô gái, thì bỗng nhiên có tên háo sắc tính sàm sỡ cô gái áo trắng. Rồi xuất hiện một thanh niên áo trắng ra tay nghĩa hiệp đánh nhau với tên ác bá. Thấy đánh nhau, cả hai thấy vậy cùng nhau bỏ đi về. Về tới nơi hai đứa quỳ xuống thỉnh tội, sư phụ chỉ nhắc nhẹ vài câu rồi thôi. Mạc Uyên kêu đệ tử cưng của mình vào trong hầm rượu, ông nói hôm qua đi ngang qua chỗ của Chiết Nhan Thượng Thần, ông đã lén lấy 3 giò rượu đào về cho cô, vì ông biết ngày mai là ngày sinh thần của cô. Mạc Uyên trìu mến nhìn cô nói rằng, con uống ít thôi nếu không là hại sức khỏe. Sau hơn 2 vạn năm tình thầy trò lúc này đã chuyển sang tình yêu đơn phương của sư phụ dành cho đệ tử. Cô chào sư phụ và quay lại phòng của mình với 2 giò rượu, đang đi được nửa đường. Có một luồng khí trắng bao lấy xung quanh cô và bắt cô đi. Thì ra Giao Quang Thượng Thần đã bắt cô đi, bà chị này rất thích Mạc Uyên. Hơn 2 vạn năm nay, việc Mạc Uyên cưng chiều đệ tử Tư Âm đã được truyền khắp tứ hải bát quang. Mọi người đều biết Mạc Uyên rất yêu thương đệ tử này. Từ đó Giao Quang Thượng Thần đang rất ứa gan cô. Nhưng không biết cô là nữ, cứ tưởng Mạc Uyên là BD nên tới đánh ghen. Vì chưa biết phải làm gì nên Giao Quang Thượng Thần muốn nạp Tư Âm làm đồ đệ để dễ ăn hiếp. Nhưng mà Tư Âm cũng không phải dạng vừa nên cô đã nói ra những lời xúc phạm đến Giao Quang. Vì thế cô bị Giao Quang nhốt vào thủy lao 3 ngày. Thủy lao này cứ cách nửa canh giờ nước sẽ ngập qua đầu một lần. Vì Tư Âm không biết bơi đã bị uống nước no luôn và cô phải cầu cứu sư phụ. Lúc này các sư huynh đệ đang tìm kiếm Tư Âm nhưng không thấy nên đã đi báo cho sư phụ. Mà người họ nghi ngờ bắt cóc Tư Âm là Giao Quang Thượng Thần, nên Mạc Uyên đã đến chỗ của Giao Quang đòi người. Bà Giao Quang này cũng là người cố chấp nên không chịu thừa nhận mình đã bắt cóc Tư Âm. Nhưng làm sao mà giấu được chiến thần Mạc Uyên? Ông đi thẳng vào thủy lao cứu được đồ đệ ra, vì tức giận bà Giao Quang dám nhốt đồ đệ mà ông cưng nên ông hẹn ngày tỉ thí võ công với Giao Quang để lấy lại công bằng cho Tư Âm. Lúc này Thiên Quân nghe nói chiến thần Mạc Uyên và Giao Quang Thượng Thần sẽ quyết chiến với nhau nên đã cử đại điện hạ xuống Côn Luân để giảng hòa, nhưng Mạc Uyên vẫn quyết đấu. Tới ngày quyết đấu của hai bên, cả đám đồ đệ núp sau phiến đá xem sư phụ đấu với Giao Quang. Hai bên đánh qua đánh lại không ai nhường ai. Cuối cùng Giao Quang cũng thua chiến thần, vì sao mọi người biết không? Vì ông là chiến thần mà nếu thua thì sao gọi là chiến thần được nữa. Còn về Tư Âm vì bị nhốt dưới nước lâu quá nên bệnh không thể dậy nổi. Vừa tỉnh dậy thì gặp hai vị sư huynh truyền lời của sư phụ là cô phải chép phạt Xuân Hương chân kinh 3 vạn lần trong vòng nửa tháng. Cũng trong lúc này có một cô nương đến từ Thanh Khâu muốn gặp Tư Âm. Hai bên gặp nhau, Tư Âm thì nhận ra cô gái này tên là Huyền Nữ, còn cô gái thì chỉ thấy Tư Âm giống với Bạch Thiển. Huyền Nữ là muội muội của thê tử Bạch Huyền Thượng Thần Thanh Khâu, được sự nhờ cậy của Huyền Chân tức tứ ca của Tư Âm. Muốn Tư Âm cho Huyền Nữ ở nhờ vì mẹ Huyền Nữ bắt gả cho con gấu đen nên Huyền Nữ không chịu phải bỏ trốn. Tư Âm sợ sư phụ không đồng ý cho Huyền Nữ ở lại nên đi xin sư phụ.
Ai ngờ sư phụ đồng ý nhanh quá, còn để Huyền Nữ ở gần phòng Tư Âm nữa. Sau khi sắp xếp xong chỗ cho Huyền Nữ thì Tư Âm đến hồ sen từ giã với hoa sen vàng mà sư phụ đang nuôi để về chuyên tâm chép phạt. Đây là hoa sen vàng, nhưng hoa sen vàng này không phải là một loại hoa bình thường đâu. Đây chính là con của phụ thần, cũng là em trai của Mặc Uyên. Vì sinh khó nên nó chết trong bụng mẹ. Cha Mặc Uyên đã dùng nửa đời tiên khí của mình để truyền linh hồn của nó vào hoa sen vàng. Ông dặn Mặc Uyên đem về Côn Luân, đặt nó vào hồ sen và dùng tiên pháp chăm sóc nó cho đến khi nó thành hình người. Sắp tới Mặc Uyên sắp bế quang tu luyện, mà ông sợ đệ tử cưng của mình lại đi gây chuyện nên đã bắt cô ở trong phòng chép kinh không đi báo đời nữa. Vì chỉ còn nửa tháng nữa là tới thiên kiếp của cô, để cô thăng thành thượng tiên. Trong lúc chép kinh buồn chán quá nên cô nảy ra ý định trốn đi chơi đêm. Cô rủ Dê Cửu sư huynh cùng đi gặp Chiết Nhan thượng thần. Ông sư huynh nghe nói được đi gặp thần tượng liền khoái khoái chịu đi liền. Thế là ông sư huynh đã mắc bẫy của vị tiểu đệ nghịch ngợm đi đến Thanh Khâu. Do nghe theo lời của cô đi đường tắc cho lẹ, lẽ đâu không thấy mà thấy đi nhầm vào cấm địa của vực giới. Vực giới là nơi ở của Lân tộc, mấy vạn năm nay luôn có ý đánh chiếm Thiên tộc. Đối những thần tiên có cấp bậc từ thượng tiên trở xuống thì khi bước vào đây không thể thi chuyển phép thuật được. Tự nhiên có một đám người mặc áo đen chạy ra định giết hai huynh đệ. Hai huynh đệ chỉ đành cố gắng chống cự. Ai ngờ bọn này yếu quá, đánh chưa được 3 giây trong phim là một nửa chết hết, một nửa nhục quá tự sát. Đang than vãn sao tụi này yếu quá, thì một đội quân của vực giới xuất hiện vây bắt họ. Họ chạy được một đoạn thì cả hai người đều bị bắt lại, một người Ly Hoán là đại hoàng tử vực tộc, một người là Tam công chúa. Đại hoàng tử vừa nhìn là biết cả hai người là tiên tộc. Sau đó Kình Thương xuất hiện, ông là vua của vực giới. Ông đang có ý định đánh thiên tộc nên lấy cớ hai huynh đệ giết người diệt khẩu nên bắt hai huynh đệ Tư Âm về phủ. Nhưng mà Tư Âm lại được công chúa để ý đến. Về đến phủ thì huynh đệ Tư Âm được tiếp đãi một bữa no say. Ai mà ngờ ông Kình Thương nhìn trúng cửu sư huynh của Tư Âm, ông muốn cửu sư huynh làm con nuôi. Nhưng thân làm đồ đệ của chiến thần thì làm sao có thể nhận giặc làm cha được, đó là một sự sỉ nhục cho sư môn. Thế là cả hai bị Kình Thương bắt nhốt lại, nhưng ông vẫn giữ ý định tổ chức ngày nhận cửu sư huynh làm con nuôi. Vì đây là một trong những kế hoạch để ông khởi binh đánh thiên tộc giành thống nhất tứ hải bát quan. Còn đây là Ly Kính Nhị Điện Hạ, con trai thứ của Kình Thương. Vì mẹ anh mất sớm nên anh trở nên ăn chơi lêu lỏng, suốt ngày chỉ biết phong lưu lếu lều với các mỹ nữ không chừa một ai. Còn về Tư Âm tuy bị nhốt nhưng cũng được công chúa quan tâm tới thăm, nhìn cái mặt là biết mê trai gọi. Bên này vì tới ngày sinh thần của thiên quân nên ông sai Tam Thái tử đem lễ vật ân thưởng tới vực giới. Nhưng Kình Thương thì không đồng ý nhận vì ông đang muốn khởi binh tạo phản mà. Thiên quân đang suy nghĩ Kình Thương này thiệt không biết điều, quà ta tặng mà dám từ chối. Ông đế quân xen vô nói mấy món quà đó không đáng giá nên người ta không nhận là đúng. Đế quân lại nói chỉ sợ Kình Thương đang có âm mưu tạo phản. Nhưng đế quân lại nghĩ không sao hết vì đã có chiến thần Mặc Uyên rồi, chuyện gì khó cứ để Mặc Uyên lo, đúng chịu sai cãi. Nói đến đây thiên quân đang bàn kế sách để chống lại Kình Thương thì được đế quân nhắc nhở về việc liên hôn với Thanh Khâu Bạch Đế. Nếu liên hôn thì cả ba tộc là thiên tộc, phượng tộc và hồ tộc cùng nhau đánh lại vực tộc, phần thắng rất cao. Đó là một công hai chuyện, quá lời. Các bạn có thắc mắc ông tóc trắng này nói cái gì mà thiên quân cũng đều nghe theo không? May quá có anh tiểu tiên áo trắng hỏi dùm mọi người nè. Để tiên ca áo sam này trả lời cho các bạn, anh chính là Ti Mệnh Tinh Quân thuộc hạ của Đông Hoa Đế Quân, là người cai quản số kiếp của người phàm. Theo lời của Ti Mệnh Tinh Quân, mình xin giới thiệu một chút về vị tóc trắng nha, đó là Đông Hoa Đế Quân được tứ hải bát quang kính trọng, ngay cả thiên quân cũng phải nể ông ta. Do là mười mấy vạn năm về trước Đông Hoa Đế Quân là chủ của trời đất, chủ nhân của tứ hải bát quang, sau đó bốn bề Thái Bình Đế Quân thấy buồn chán không muốn làm nữa, nên chủ động nhường lại chức thiên quân cho thiên quân hiện nay là cái ông dâu đen này giờ bị ông tóc trắng chặt chém. Vì vậy đế quân được xem là thái thượng hoàng của thiên quân hiện tại. Lúc này trên núi Côn Luân mấy sư huynh đệ đang đi tìm hai huynh đệ Tư Âm, nhưng vẫn không tìm thấy. Bên phía Tư Âm thì được công chúa nhờ chú chim nhỏ dẫn đường giải cứu, đi được nửa đường thì chú chim bay mất tiêu. Tư Âm gặp phải nhị hoàng tử vực tộc, thằng cha này vừa nhìn thấy trai đẹp lao vào trêu ghẹo đòi cởi áo người ta, chưa cởi được cái áo thì cái đùng cả hai rớt xuống nước, cũng may là nhị hoàng tử cứu Tư Âm lên bờ. Sau khi lên bờ cô định bỏ chạy, nhưng lại bị hắn ta kéo lại, bốn mắt nhìn nhau lòng trìu mến. Sau đó Ly Kính biết được cô là người mà phụ quân bắt về. Ly Kính được sự nhờ cậy của công chúa nên đã lên kế hoạch giúp cho Tư Âm chạy trốn. Ở Thanh Khâu nhị tẩu của Tư Âm vừa sinh một bé gái, cả nhà đều vui mừng. Vì trên trán của đứa bé có cái bớt hình hoa phượng vĩ nên em bé được đặt tên là Bạch Phượng Cửu. Ly Kính dẫn Tư Âm tới phòng tắm và nói cho cô biết về tình hình của cửu sư huynh. Trong lúc đang nói thì đại hoàng tử đi đến và đòi người nhưng Ly Kính không trả. Vậy mà Ly Kính lại nhìn ra Tư Âm giả trai, vì vậy anh đem lòng yêu mến cô.
muốn cứu cô và cửu sư huynh ra khỏi cung. Trước mắt anh kêu Tư Âm viết thư cho cửu sư huynh để sư huynh yên tâm. Trong lúc ngủ, Tư Âm đã báo tin mình đang ở vực giới cho sư phụ biết. Sau khi thức dậy thì Ly Kín uống say chạy vào phòng cô, bày tỏ Giang Minh thích cô, đang có rượu trong người hắn định lếu lếu cô luôn, thằng cha này khôn gần chết. Hai người giằng co thì Ly Kính bị Tư Âm xô ngã ra giường. Anh ta mệt nên ngủ luôn trên giường Tư Âm, bị cô lấy mình quấn quanh người lại. Phản kháng vậy thôi chứ bà Tư Âm khoái gần chết. Kình Thương gửi thư mời đến Tứ Hải Bát Quang rằng mình sẽ nhận đệ tử của Mạc Uyên làm con nuôi, nhằm mục đích muốn khiêu chiến với thiên tộc, làm mất mặt của Mạc Uyên. Tin này đến tai của đế quân, đế quân cho người giám sát ở Tử Đại Minh Cung, nếu Kình Thương có động tĩnh gì thì đế quân cũng là người biết trước. Chuyển cảnh Mạc Uyên đã biết Tư Âm bị bắt nên một mình đi đến vực giới cứu tiểu đồ đệ nghịch ngợm. Đang ngồi ngẩn ngơ thì Tư Âm thấy sư phụ bay tới, cô vui mừng vì sư phụ tới cứu. Ông dẫn Tư Âm đi cứu cửu sư huynh, đi tới đâu ông giết hết đám tay sai của Kình Thương đến đó. Thiệt chỉ có chiến thần mới làm được điều này, vì là người bình thường mà xuống vực giới thì sẽ bị mất hết pháp thuật tạm thời. Kình Thương đã đứng sẵn chờ Mạc Uyên tới, hai người đánh nhau một trận. Vì sức mạnh quá lớn nên những người đứng ngoài đều bị thổi xém tí té nhào ra đất. Đúng là ngang tài ngang sức. Có điều ông Kình Thương chơi ăn gian, nhân lúc người ta không để ý, ổng quay sang định giết đệ tử Mạc Uyên, hên là Ly Kính nhảy ra đỡ kịp. Thấy vậy Mạc Uyên liền bay qua cứu hai đệ tử. Mạc Uyên thấy sấm sét liền biết là thiên kiếp của Tư Âm đến nên đưa hai người bay đi. Lúc này Kình Thương không đuổi theo kịp, đành để bọn họ rời đi. Kình Thương trút hết tức giận lên người Ly Kính vì dám cứu người trước mặt ông. Ông ra lệnh cho đám binh lính nhốt Ly Kính lại, đại hoàng tử rất hả hê. Về đến núi Côn Luân, Mạc Uyên ra lệnh cho đám đệ tử Phong Sơn để tránh cho người ngoài vào. Ông dẫn Tư Âm vào núi chỗ sấm sét, ông đưa lưng ra đỡ đòn cho Tư Âm. Vì ông không muốn Tư Âm bị thương nên ông đẩy Tư Âm vào trong hang và phong ấn cửa hang lại. Còn mình thì ở ngoài chịu thiên kiếp thay cho đồ nhi. Với tu vi của Mạc Uyên còn chịu không nổi thiên lôi, nếu để Tư Âm chịu thiên lôi chắc sẽ biến lại nguyên hình con hồ ly. Sau khi ông chịu đủ thiên lôi thì bên này Tư Âm được thăng tiên, do luồn tiên khí hơi mạnh nên Tư Âm đã ngất đi. Mạc Uyên cũng đã bị thương rất nhiều, ông ẵm cô về phòng. Vì bị thương rất nặng nên ông phải bế quan dưỡng thương. Bên vực giới, sau khi công chúa biết nhị hoàng tử bị nhốt lại do cứu Tư Âm, công chúa quyết định thả nhị hoàng tử ra. Vì Mạc Uyên và Kình Thương đấu với nhau nên Thiên Quân mời Triết Nhan đến bàn kế áp chế Kình Thương. Nhưng Triết Nhan lại luật bất tòng tâm, không giúp được. Đế quân ra hạ sách đưa Ly Kính lên thay Kình Thương. Ly Kính sau khi được thả ra, anh đi đến núi Côn Luân để gặp Tư Âm và tỏ ý muốn cùng cô bỏ trốn. Nhưng cô không đồng ý và đuổi Ly Kính về. Ly Kính không về mà chạy tới ngọn núi có chứa một con linh vật hung ác. Tư Âm biết được nên chạy tới cứu và áp chế được con linh thú này. Khi cô định giết nó thì có một vị linh bảo thiên tôn xin tha cho con linh thú. Để cảm tạ Tư Âm, linh bảo thiên tôn tặng cô cây quạt phá vân. Đúng là người tìm một cây quạt không ra, người lại được tới hai cây. Thế là chỗ con linh thú ở giờ thành chỗ cho Ly Kính nghỉ ngơi. Con linh thú mà biết nói là nó chửi liền tại con nhỏ kia vai chính, không là thấy ngựa với tao. Nhà tao đang ở tự nhiên hai đứa bay nhảy vào đánh tao gần chết, đuổi tao ra khỏi nhà. Đã vậy bạn tao còn phải hối lộ mới cứu sống được tao. Trời ơi má ơi bất công. Và đây cũng là nơi để Ly Kính và Tư Âm hẹn hò. Lúc này Tư Âm cũng động lòng với Ly Kính. Mẹ của Huyền Nữ tới Côn Luân để dắt con gái về. Huyền Nữ không đồng ý theo mẹ về nên Tư Âm và Tử Lan tương kế tựu kế gán Huyền Nữ cho đại sư huynh. Nhìn tương tá ngon lành nên mẹ Huyền Nữ cũng tạm chấp nhận cho Huyền Nữ ở lại Côn Luân hư. Nhưng đại sư huynh không đồng ý. Bên này Ly Kính giả chết để lấy lòng Tư Âm. Người ta nói bệnh gì cũng có thể chữa, bệnh mê trai chỉ có đầu thai mới hết. Ly Kính ôm có một chút là Tư Âm chịu luôn. Và hai người thề non hẹn biển. Khoảng thời gian này Tư Âm thường hay hẹn hò với Ly Kính. Huyền Nữ biết được nên rất ganh tị và tìm cớ tiếp xúc với Ly Kính. Do Huyền Nữ có thuật dịch dung, Ly Kính vừa nhìn đã thấy giống Tư Âm. Huyền Nữ dựa vào khuôn mặt giống với Tư Âm, cô đi quyến rũ Ly Kính mà còn ra sức nói xấu Tư Âm với sư phụ cho Ly Kính nghe để Ly Kính hiểu lầm Tư Âm. Ngoài mặt nhìn cô ta hiền thục nhưng tâm địa rất độc ác. Đúng là mình chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại mình hết hồn. Cô ta đã lấy được lòng của Ly Kính, thường hay cùng Ly Kính đi xuống dân gian uống trà. Sau một khoảng thời gian yêu nhau mận nồng, chỉ còn thiếu lếu lếu nữa thôi là làm đám cưới. Tư Âm bắt đầu nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Cô quyết tâm từ bỏ tất cả để đi theo Ly Kính. Cô viết thư cho Tứ Ca nhờ Tứ Ca nói cho ba mẹ cô hay. Trong lúc đang viết thư thì được đại sư huynh tới báo, Ly Kính đang cùng Huyền Nữ nắm tay nhau đi dạo. Cô sững sờ chạy đi để kiểm chứng, không ngờ cô đã thấy Ly Kính và Huyền Nữ đang lếu lều. Khi thấy Tư Âm đến, Ly Kính liền xin lỗi vì tưởng rằng mình và cô, cho dù có quen nhau cũng không có kết quả gì.
vì thiên tộc và vực tộc nếu yêu nhau sẽ không thể có con được, cho dù có đi nữa thì lúc sinh đứa bé ra thì nó cũng là thai chết, làm cho Tư Âm còn nghĩ rằng mình đã yêu đúng người. Ai ngờ đâu Ly Kính lại là người phụ bạc, hứa với nhau đủ điều rốt cuộc Ly Kính lại thất hứa. Đối với Tư Âm, một khi đã yêu thì yêu hết lòng, còn nếu bị lừa dối thì cô không bao giờ tha thứ. Thế là cô toại nguyện cho Ly Kính và Huyền Nữ bên nhau. Cô chạy về phòng đóng chặt cửa lại và khóc. Ly Kính quyết định không ở đây nữa và dọn về vực giới. Huyền Nữ cũng đi theo anh ta mà không hề hối hận. Tư Âm vì tình mà uống say, sư phụ không yên tâm nên xuất quan sớm, tới khuyên nhủ đệ tử. Và báo cho Tư Âm biết Ly Kính dẫn Huyền Nữ rời khỏi núi Côn Luân. Tư Âm không thèm quan tâm tới họ nữa. Cô hỏi sư phụ về Đông Hoàng Chuông, sư phụ kể hết mọi chuyện trong quá khứ cho cô nghe. Và cũng cho cô biết thêm chỉ có Hồ Đế, Triết Nhan, Thiên Quân và Mạc Uyên mới có thể khống chế Chuông Đông Hoàng. Linh Bảo Thiên Tôn mở pháp hội nên gửi thiệp mời Mạc Uyên. Lúc này Ly Kính dẫn Huyền Nữ trên đường về vực giới thì bị Ly Oán bao vây bắt lại, đem về gặp Phụ Vương. Ly Kính bị trưởng một phát té lăn ra đất. Ly Kính thầm nghĩ ông làm cha tôi hơi lâu rồi đấy. Nhưng khi Kình Thương định giết Ly Kính thì Huyền Nữ chạy lại ngăn cản. Thế là ông ta chĩa mũi kiếm lên Huyền Nữ. Huyền Nữ này tâm địa xấu xa, muốn bảo vệ bản thân và Ly Kính nên đã hứa với Kình Thương là sẽ giúp ông ta lấy được bản đồ trận pháp của Mạc Uyên. Khi có được bản đồ này thì Kình Thương sẽ không còn phải sợ Mạc Uyên nữa. Nghe đến đây ông Kình Thương thấy cũng có lý nên thu kiếm lại. Nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa, cô ta ra hai điều kiện với Kình Thương. Một là tha mạng cho cả hai, hai là cô ta muốn đường đường chính chính được gả vào Đại Tử Minh Cung. Hai chuyện này quá nhỏ nên đã được ông nhận lời. Tuy Kình Thương đồng ý nhưng về Ly Kính thì vô cùng hối hận khi đã dẫn Huyền Nữ về. Bây giờ anh mới thấy được bộ mặt thật của cô ta. Lúc này Mạc Uyên cũng dẫn đồ đệ lên Thiên Cung để tham dự pháp hội, nói là đi dự pháp hội nhưng thực ra là để mượn hồ nước nóng được gọi là suối nhãn thiên của Linh Bảo Thiên Tôn để trị thương. Lần này Mạc Uyên xuất quan sớm là vì vực tộc và hoa sen vàng. Linh Bảo Thiên Tôn đi ngang qua núi Côn Luân và phát hiện ra sen vàng có hơi thở. Ông đoán sen vàng sắp thành hình. Chuyển cảnh đêm tân hôn của Huyền Nữ, Ly Kính uống say mềm đi về phòng. Buồn bã nhìn Huyền Nữ, nhưng mà Ly Kính lại nhớ tới Tư Âm. Ly Kính khẳng định nếu hôm nay là Tư Âm thì cô không bao giờ vì tính mạng của mình mà đi phản bội dòng tộc. Và rồi anh bỏ đi ra ngoài, ai ngờ đâu Đại Hoàng Tử đã đứng bên ngoài chờ và ra lệnh nhốt Ly Kính lại. Sau đó đem Huyền Nữ trói lên cây và đánh đập cho tan nát. Khúc này hả hê ghê, ai kêu cô ta phản bội thiên tộc. Ông Kình Thương đem Huyền Nữ vứt ở cửa núi Côn Luân. Huyền Nữ xảo trá báo tin Kình Thương quyết tâm khai chiến với thiên tộc cho Đại Sư Huynh biết. Được Đại Sư Huynh ẵm vào trong, Thiên Quân và Đế Quân xuống núi Côn Luân để bàn chuyện làm sao đấu với Kình Thương. Nhưng ông Đế Quân chỉ biết uống trà mà còn xin mấy cái ly trà đem về nữa. Thiệt là nhàn rỗi. Khi Mạc Uyên đang tiễn Thiên Quân và Đế Quân ra về thì thấy đại đồ đệ ẵm Huyền Nữ vào và nói Kình Thương sắp ra trận. Thế là Mạc Uyên đành xin Thiên Quân cho mình 20 vạn binh để đánh lại Kình Thương. Bên này Đại Sư Huynh đang ra sức cứu chữa cho Huyền Nữ. Huyền Nữ tỉnh lại liền chạy đến phòng Tư Âm để khóc lóc xin tha lỗi. Nhưng vì còn tức giận nên Tư Âm không tha thứ cho Huyền Nữ mà để Huyền Nữ quỳ ở đó và rời đi. Tư Âm ra đến cửa thì gặp cữu sư huynh cho hay là cùng nhau với sư phụ đi nghênh chiến. Các sư huynh đệ khác tự lãnh binh phòng vệ ở các nơi trên thiên tộc. Trong lúc mọi người đều đi giao chiến thì Huyền Nữ đã đến chính điện và lấy đi bản đồ trận pháp của Mạc Uyên. Trong quân doanh, Mạc Uyên cùng ba vị hoàng tử và Giao Quang Thượng Thần đang bàn kế sách chống lại Kình Thương. Khi hai đệ tử của Mạc Uyên bước vào thì cũng là lúc ông bàn xong công việc. Ông giới thiệu cho mọi người biết về hai đệ tử của mình, cửu đệ tử tên Lệnh Vũ và tiểu thập thất tên Tư Âm. Ông bày ra 7 trận pháp, mỗi trận có 7 cách biến hóa, tổng cộng có 77-49 lần. Các vị hoàng tử đã xem trận pháp nhưng chưa từng trực chiến, ông rất lo. Ông lệnh cho Lệnh Vũ ngày mai dẫn 1 vạn binh tiên phong, như vậy ông yên tâm hơn. Còn Tư Âm thì theo sát bên ông, đúng là đệ tử ruột có khác. Vì Tư Âm là con gái của Hồ Đế nên ông đã truyền pháp thuật phong ấn của Đông Hoàng Chuông cho cô. Bên chiến trường hai bên đang nghênh chiến với nhau, nhìn ngầu hết sức. Bên trắng nhìn là biết của thiên tộc, bên đen tất nhiên là của vực tộc rồi. Bên thiên tộc dẫn đầu là chiến thần Mạc Uyên, bên đen dẫn đầu là vua của vực giới Kình Thương. Mạc Uyên đưa tay ra lệnh cho binh lính bày trận pháp. Tất cả binh lính mặc đồ trắng đều đồng loạt xông lên. Bên trên thì bay vòng vòng thành một mạng lưới. Bên dưới thì đi thành hàng tạo thành tường thành vững chắc. Nhìn xa thì như đàn kiến đang đi, nhưng thật ra là người đi đó nha các bạn, đúng nhận sai cãi. Bên Kình Thương cũng không hề thua kém. Đại hoàng tử quát tay thì tụi binh lính của vực tộc cũng thổi kèn, đánh trống, họ bắt đầu đánh nhau rồi kìa. Bên Kình Thương toàn là những tên yêu ma, quỷ quái, nhìn mà phát sợ. Vì bên thiên tộc có trận pháp của Mạc Uyên nên lúc đầu rất thuận lợi. Bên Kình Thương tiến lại gần bao nhiêu thì bị tiêu diệt bấy nhiêu. Nhưng ông ta không sợ,
vì ông ta đã lấy được bản đồ phá trận từ tay Huyền Nữ rồi. Từ dưới đất có một con quái vật khổng lồ chui lên và nuốt chửng hết các binh lính của thiên tộc, làm cho Mạc Uyên trở tay không kịp. Thế là trận pháp bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Không còn trận pháp nữa, mọi người đành lều xông ra đánh một phen với vực tộc. Lệnh Vũ là đội tiên phong nên anh liều chết bảo vệ mọi người. Bên đây Ly Oán cũng bắt đầu xông trận, hắn liên tục chém chết nhiều thiên binh, con quái thú của hắn ngoắc cái đuôi một cái cũng chết rất nhiều người. Không có trận pháp, tiên tộc đang yếu thế hơn. Lệnh Vũ và Ly Oán bắt đầu sáp lá cả nhau, hai bên ngang tài ngang sức, hai người đều trưởng chúng nhau và cùng văng ra xa. Sau đó hai bên đều ọc máu, bị thương. Không may cho Lệnh Vũ đã bị bắn trúng hai mũi tên lên người. Bên này Tư Âm đã nhìn thấy và cô lập tức bay xuống để cứu sư huynh. Tuy Lệnh Vũ bị mũi tên xuyên qua người nhưng anh cũng cố mà chống lại bọn người Ly Oán. Nhưng rốt cuộc anh cũng không chống đỡ nổi vì bị trúng thêm mấy mũi tên nữa. Anh chết ngay tại chỗ. Đột nhiên trên trời xuất hiện một con hỏa thần điểu. Nó tạo một cơn địa chấn giữa đám quân lính. Sau đó tứ ca của Tư Âm xuất hiện, anh liền kéo hai người bay đi mất. Trận đầu tiên phần thắng nghiêng về vực tộc, cả hai bên thu quân về ăn cơm, ngày mai đánh tiếp. Về đến doanh trại, Tư Âm ngồi khóc bên xác của cửu sư huynh. Mạc Uyên đi vào nhìn thi thể của đệ tử ông cũng chết lặng. Tư Âm thì cầu sư phụ cứu sư huynh, nhưng làm sao ổng cứu được khi người đã chết. Trận pháp bị phá nên thương vong vô số. Ông ra một đối sách hơi hiểm, là cần 10.000 người đi vào chỗ chết để mở đường cho những người còn lại. Giao Quang Thượng Thần và Tố Cẩm tộc tình nguyện dẫn 10.000 binh để mở đường. Dù cô và mọi người biết một đi là không có đường về, thế là mọi người làm theo sự sắp xếp của Mạc Uyên, công phá vòng vây Kình Thương. Thế là bên Kình Thương đã bị bao vây. Kình Thương thấy thế bí nên đem vũ khí lợi hại nhất ra dùng. Đó chính là Đông Hoàng Chuông, nó có uy lực rất lớn. Một khi khai chuông thì nó sẽ hút hết tất cả mọi thứ trên thiên địa vào bên trong. Ông ta muốn tất cả đều phải chết cùng. Khi Đông Hoàng Chuông được khởi động thì tất cả mọi người đều bị hút bay vào chuông. Ngay cả binh lính vực tộc cũng không ngoại lệ. Ông biết không ai có thể khắc chế chuông Đông Hoàng ngoài ông. Vì thế ông dùng tính mạng của mình để khắc chế chuông Đông Hoàng, nhưng Kình Thương bay tới ngăn cản ông. Vì thế ông đánh nhau với Kình Thương 7749 chiêu. Cuối cùng hai bên đều bị trọng thương, thấy chuông Đông Hoàng sắp không ổn nên Mạc Uyên đá Kình Thương bay vào chuông. Ông cũng bay theo và nhìn xuống đám đệ tử và nói với bọn họ rằng chờ ta, nhưng thật ra là ông nói với Tư Âm. Sau đó ông dùng nguyên thần để trấn áp Đông Hoàng chuông. Thế là chuông Đông Hoàng đã được đóng lại và kèm theo đó là Kình Thương cũng bị nhốt ở trong chuông. Chuông rơi xuống nằm ngay giữa biển. Xác của Mạc Uyên bay xuống nằm trong lòng Tư Âm. Tất cả các đệ tử đều quỳ xuống khóc lóc. Và từ đó người của vực tộc đưa thư đầu hàng. Đế quân biết được Kình Thương bị phong ấn ở chuông Đông Hoàng, ông sai Ti Mệnh Tinh quân đến vực giới để gặp Ly Kính và giúp anh lên làm vua vực giới. Mọi người đã đưa thi thể của Mạc Uyên về núi. Cùng lúc đó hoa sen vàng trong hồ cũng bị héo úa do không còn tiên pháp của Mạc Uyên bảo vệ nữa. Vì Mạc Uyên đã hồn bay phách tán nên đến Chiết Nhan cũng không thể cứu được. Thượng thần Chiết Nhan được cho là người có y thuật cao nhất tứ hải bát quang. Do Tư Âm khóc lóc hoài không nín nên Bạch Chân đã lừa Tư Âm rằng chắc chắn Mạc Uyên sẽ quay về. Vì thế Tư Âm đã tin rằng sư phụ sẽ quay về nên cô không muốn theo Bạch Chân về Thanh Khâu mà cô quyết ở lại để giữ cho thi thể của Mạc Uyên còn nguyên vẹn. Hồn của em trai Mạc Uyên cũng vì thế mà ở lại cùng Tư Âm. Bạch Chân nghĩ mình lừa Tư Âm rằng Mạc Uyên sẽ quay về nhưng Chiết Nhan lại khẳng định sẽ có ngày Mạc Uyên quay về. Tư Âm đang ngồi buồn ngoài hồ sen, linh hồn của em trai Mạc Uyên xuất hiện ôm chầm lấy cô. Bỗng nhiên cô đứng dậy và đi vào bên trong hang động, nơi chứa thi thể Mạc Uyên. Cô nghĩ ra được cách để giữ cho thi thể của Mạc Uyên không bị tan biến, đó là lấy máu tim của cô để nuôi thi thể. Theo tuyên truyền của tộc Hồ Ly thì, chỉ có trái tim của Hồ Ly trắng chín đuôi là giữ cho thi thể không bị thối rữa. Em trai Mạc Uyên tới ngăn cô lại nhưng anh mới chỉ là linh hồn nên không thể ngăn cô lại được. Vì một ngày là thầy thì suốt đời là cha, nên cô nguyện ý làm như vậy. Bên phía vực tộc, Kình Thương không còn thì Ly Oán lên làm vua, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đời không như là mơ, vẫn còn nhị hoàng tử là Ly Kính mà. Thế là hai anh em so tài, Ly Oán đã thua và bị Ly Kính nhốt vào cực bắc của vực giới. Kim Ghê Thú là vật cưỡi của Kình Thương, nhưng nó nghe theo lời của Ly Oán nên cũng bị truy bắt, vì vậy nó bỏ trốn khỏi vực giới. Ly Kính lên làm Dật Quân và phong Huyền Nữ làm Dật Hậu. Trên thiên cung, vợ của đại hoàng tử dẫn một cô bé tới gặp Thiên Quân và cho ông hay cô bé này là hậu duệ của tộc Tố Cẩm đã hy sinh anh dũng trong trận chiến với Kình Thương. Ông đặt tên cho cô bé là Tố Cẩm và ở lại trên thiên cung. Ông giao cho phu thê đại hoàng tử nuôi lớn cô. Hai phu thê đại hoàng tử thì đang giàu thúi ruột, cưới nhau đã 30.000 năm mà vẫn chưa có con. Lúc này đế quân đi qua và nói muốn có con thì đi tới núi Côn Luân sẽ có được đáp án. Hai người liền xuống núi Côn Luân khuyên giải Tư Âm không nên báo thủ vực tộc, nhưng một khi cháu đã nóng thì đừng hỏi bố cháu là ai. Tư Âm trả lời rằng hen xui khi nào đụng là trụng,
thấy là giết hết vực tộc. Sau đó cô bỏ đi. Hoa sen vàng bị héo, nhị đồ đệ của Mạc Uyên Vớt đem đến gặp đại đồ đệ. Khi hoa sen vàng gặp vợ của đại hoàng tử liền hóa thành những đốm vàng bay xung quanh người và chui vào bụng của vợ đại hoàng tử. Đại đệ tử cho biết rằng hoa sen vàng này rất có duyên với người nên đã nhận người là chủ nhân. Vợ chồng đại hoàng tử vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi tiễn vợ chồng đại hoàng tử ra về, đại sư huynh đi thăm tiểu thập thất và cho cô biết rằng có một món bảo vật có thể giúp thi thể của Mạc Uyên không bị thối rửa. Nó có tên là Ngọc Hồn, một pháp bảo của vực tộc. Tư Âm nghe thế liền đi tới vực giới tìm Ly Kính để mượn Ngọc Hồn. Tới nơi cô quỳ xuống và nói rằng mong anh hãy vì tình nghĩa trước đây mà cho cô mượn Ngọc Hồn để bảo quản thi thể sư phụ mình. Nhưng vì lòng đố kỵ với Mạc Uyên nên Ly Kính đã từ chối cho Tư Âm mượn. Cô buồn bã ra về. Đang trên đường đi về thì huyền nữ xuất hiện, nói Ngọc Hồn không cho cô mượn được là vì Ly Kính đã cho cô dưỡng ra để vết thương mau lành. Qua đó huyền nữ thành công khiến cho Tư Âm thêm hận Ly Kính. Về tới Côn Luân Hưng, Tư Âm được các sư huynh đệ bày ra một bàn cơm để mọi người cùng nhau ăn cơm như lúc còn sư phụ. Tư Âm đã chuốc say hết tất cả các sư huynh, cô chào tạm biệt các sư huynh và đem thi thể của Mạc Uyên rời khỏi núi Côn Luân về Thanh Khâu. Thế là Tư Âm biến mất từ đây. Cô đem thi thể của Mạc Uyên giấu vào hang động của Thanh Khâu và hàng ngày cô đều cho Mạc Uyên uống máu tim của mình để thân xác không bị thối rửa. Từ lúc ở núi Côn Luân trở về, vợ của đại hoàng tử là Lạc Tư Nương Nương đã mang thai, nay cũng đã tới ngày sinh. Cô đau đớn vô cùng trong 7 ngày mới hạ sinh một em bé trai. Khi em bé ra đời, trên bầu trời xuất hiện ánh hào quang ngũ sắc, ngoài thiên môn cũng xuất hiện nhiều chú chim bay thành vòng tròn chúc mừng sự ra đời của bé trai, cũng là hiện tượng lúc chiến thần Mạc Uyên ra đời. Tứ hải bát quan đều biết một nhân tài kiệt xuất đã ra đời, cũng không có gì là lạ, vì đây là người em song sinh của Mạc Uyên, cũng là con của phụ thần, người tạo ra đất trời. Thiên quân phong cho em bé là thái tử thiên tộc, và nam chính trong phim của chúng ta được đặt tên là Dạ Hoa. Chuyển cảnh có một cô gái đi đến vườn đào của Chiết Nhan thượng thần để tìm Bạch Chân thượng thần. Cô ta là một tiểu bạch xạ có tên là Thiếu Tân được Bạch Thiển cứu giúp. Bạch Thiển đưa cô một chiếc bình ngọc, kêu cô đến tìm tứ ca của cô để được thu nhận. Bạch Chân nhận ra ngay đó là chiếc bình của Bạch Thiển hay dùng. Thấy thế, Bạch Chân đành đem Thiếu Tân về động hồ ly để cô làm người hầu cho mẹ của anh, sau này là tỳ nữ của Bạch Thiển. Cả hai tiếp tục ngồi uống trà thì Điệp Phong đến báo tin Tư Âm và thi thể của Mạc Uyên đã biến mất. Cả hai đều tỏ ra ngạc nhiên. Hai người lập tức đến Thanh Khâu cùng vợ chồng Hồ Đế vào động Bạch Thiển, phát hiện ra cô đang bị thương và sắp chết vì lấy máu tim của mình cho Mạc Uyên uống. Chiết Nhan đã có cách cứu cô, ông nói chỉ có truyền tu vi cho cô mới có thể sống được, nhưng phải nhờ tới cỏ thần chi mọc ở Đông Hải Doanh Châu được bốn con thần thú của phụ thần canh giữ. Bốn con thần thú này lại được phụ thần truyền nữa đời tu vi cho chúng. Đủ thấy bốn con thần thú này mạnh như thế nào. Hồ Đế vì cứu con gái nên đồng ý đi kiếm cỏ thần chi. Bên trong Côn Luân Hư, đại sư huynh Điệp Phong quyết định xuống núi để đi tìm Tư Âm và thi thể của sư phụ. Anh cũng cho các sư đệ xuống núi trở về nhà. Từ đây núi Côn Luân trở thành vườn không nhà trống. Trên thiên cung, thiên quân đang quạo khi biết Tư Âm đã đưa thi thể Mạc Uyên đi khỏi núi Côn Luân. Ổng nghĩ hoài không ra cách giải thích làm sao với thiên tộc. Thì được đế quân nói, ông thiếu gì quan ghi chép tiên sử. Chỉ cần sửa vài dòng viết vào sử sách là sư đồ Mạc Uyên sau khi dẹp loạn kình thương thì cùng nhau quy ẩn. Ông đế quân này hay ghê, chuyện gì ổng cũng bịa ra được, chuẩn đế quân. Mặc dù thiên quân không thích nhưng vẫn phải nghe theo đế quân. Ở động hồ ly, Hồ Đế bay về kịp lúc với trên người đầy những vết thương. Trên tay ông đang cầm cỏ thần chi. Chiết Nhan sắc thành thuốc cho Tư Âm uống và để mẹ cô truyền nữa đời tu vi cho cô. Thế là cô đã giữ được tính mạng, khi tỉnh lại cô vẫn nhớ tới sư phụ. Cô được mẹ cô cho hay là Mạc Uyên vẫn nằm ở động Diên Hoa. Rồi thời gian trôi nhanh, thế là Tư Âm đã bên cạnh giữ thi thể Mạc Uyên không bị thối rửa hơn 7 vạn năm. Từ lúc cô quay về Thanh Khâu thì không còn là Tư Âm nữa, mà cô được biết đến là con gái út của Hồ Đế Bạch Thiển, nữ quân của Thanh Khâu. Mọi người gọi cô là cô vì cô già nhất trong động, đã được 12 vạn tuổi. Khi cô đang ngồi chép kinh, cô tính ra được 7 ngày nữa kình thương giải phong ấn phá chuông ra ngoài. Cô hứa với sư phụ cô nhất định dùng cả tính mạng để phong ấn kình thương trở lại. Ở trong động cũng chán, cô ra chợ đi dạo thì được Mê Cóc là ở đợi trong động của cô báo tin. Nhị hoàng tử Tam Tịch đến tìm cô, vì hai người có mối hôn sự chính trị nên nhị hoàng tử đến gặp để giao lưu nói chuyện để sau này về tiện giao phối. Nhưng Bạch Thiển lại không muốn, nên khi Tam Tịch đến thì Bạch Thiển luôn trốn tránh. Vì cô biết mấy ngày nữa cô phải đi đại chiến với kình thương lần nữa, cô cũng không biết sau chuyện này cô còn sống hay chết. Cô sai Mê Cóc và Thiếu Tân hầu hạ nhị hoàng tử, còn cô thì đi đến vườn đào chơi. Nhị hoàng tử khi nghe Bạch Thiển bận tu luyện thì anh tức không nói nên lời. Nhưng khi anh nhìn thấy tỳ nữ bên cạnh Bạch Thiển thì anh đã nảy sinh tình cảm với cô.
đến gặp chủ mà chủ không chịu gặp, thôi thì hốt luôn con nô tỳ cũng được. Thế là nhị hoàng tử yêu thích thiếu tân cũng khoái khoái chảy nước miếng. Miệng thì nói Bạch Thiển có ơn và rất tốt với mình, Bạch Thiển còn tặng mình cây quạt phá vân để không ai dám ăn hiếp cô, nên làm sao cô dám cắm sừng Bạch Thiển được. Nói thì hay nhưng tính mê trai đầu thai mới bỏ, nên thiếu tân quyết định đi theo nhị điện hạ về thiên cung. Nhị điện hạ ra khỏi cung của Bạch Thiển mặt lạnh như băng. Mê Cốc vui mừng khi thấy nhị hoàng tử rời khỏi. Anh kêu thiếu tân chuẩn bị để anh đi rước cô về. Nhưng lúc này nó bỏ nhà theo trai rồi còn đâu mà kêu. Về đến thiên cung, nhị hoàng tử gặp Dạ Hoa. Dạ Hoa vừa nhìn là biết nhị thúc của mình mang theo một con rắn về thiên cung. Anh biết sắp có chuyện lớn xảy ra vì con rắn này chính là nô tỳ của Bạch Thiển mà Bạch Thiển đã hứa hôn với nhị hoàng tử. Thì điều này khiến cho Hồ tộc bị mất mặt, cuộc hôn nhân chính trị của hai tộc, Long tộc và Hồ tộc sẽ đổ vỡ, không khéo sẽ gây hận thù. Nên anh đã nói chuyện này cho Tam hoàng tử, ông lập tức tỏ rõ hốt hoảng và bỏ đi. Nhị hoàng tử tới hồ sen thả thiếu tân đứng dậy, anh nói rằng sau một thời gian nữa sẽ cưới cô làm vợ, để chúng tiên phải khấu bái cô. Cả hai đang nói chuyện, thì bất ngờ Tam hoàng tử đi tới phá vỡ mộng cảnh đẹp của hai người. Anh tới khuyên nhị ca hãy đem trả thiếu tân về động hồ ly. Nhưng nhị hoàng tử kiên quyết giữ lại cô và muốn hủy hôn với Bạch Thiển để cưới thiếu tân. Khi thiên quân về sẽ nói thiên quân là cưới con rắn trước từ hôn Bạch Thiển sau. Vừa nói xong thiên quân tát cho anh một phát như trời giáng. Thiên quân cho giải tiểu ba xà lên điện để tra hỏi. Nhưng cho dù ông có hỏi kiểu nào thì thiếu tân vẫn không nói. Thế là ông lấy cớ cô tự ý xông lên thiên cung, dán cô vào tháp tỏa yêu. Vì tháp này toàn là nhốt những yêu ma quỷ quái. Khi rơi vào đó thì khó lòng sống sót. Thái tử Dạ Hoa cũng có mặt, anh chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Thiên quân nói với anh rằng ông kỳ vọng rất nhiều ở anh sẽ là thiên quân tương lai, nên anh không được có bất cứ tình cảm nào với nữ nhi. Lúc này anh cũng cho rằng thiên quân nói đúng, nhưng anh không ngờ tới rồi sẽ có một ngày, anh cũng sẽ rơi vào lưới tình mà không thoát ra được. Ti mệnh tinh quân đi đến, anh tới hối thúc thiên quân, mau chóng giải quyết con thú cưỡi của Kình Thương là Kim Nghê Thú, nên thiên quân giao việc này cho Dạ Hoa. Dạ Hoa nằm mơ nhớ lại lúc nhỏ, vì muốn anh học hành thành tài mà thiên quân không cho anh gặp mẫu phi. Ông hứa với anh, trước khi anh được 2 vạn tuổi, anh phải thăng cấp làm thượng tiên thì ông mới cho anh đi gặp mẹ. Thế là anh cố gắng học để được thăng làm thượng tiên. Anh còn phải chịu được 3 đạo thiên lôi. Sau khi trải qua 3 đạo thiên lôi thì anh đã được thăng làm thượng tiên trước năm 2 vạn tuổi. Thiên quân đã giữ lời hứa cho anh đi gặp mẹ. Vừa đến nơi mẹ anh nhìn thấy trên người anh toàn là máu. Nên từ đó về sau anh không bao giờ mặc đồ màu sáng nữa. Dù anh có bị chảy máu cũng không ai biết được. Để những người thân của mình sẽ không thấy máu và cảm thấy đau lòng. Kẻ thù thì không hả hê. Lúc này một cô gái bước vào phòng anh, làm cho anh tỉnh giấc. Cô gái này là Tố Cẩm được Lạc Tư nương nương nuôi lớn. Tố Cẩm được lớn lên bên cạnh Thái tử Dạ Hoa, nên cô đã đem lòng yêu thích anh. Nhưng anh không hề thích cô, vì anh cảm thấy cô rất phiền toái. Cứ gặp anh là luyên thuyên cái miệng, làm cho anh không được thoải mái, nên anh đã bỏ đi. Quay lại với nhị hoàng tử, anh không yên tâm về thiếu tân. Anh chạy đến tháp tỏa yêu để cứu nàng, nhưng bị mấy tên lính không cho vào. Thật may cho anh là Tam hoàng tử tới kịp và giúp anh vào trong. Bên trong tháp thiếu tân đang bị các con yêu ma quỷ quái bao quanh. Anh đau lòng chạy đi cầu xin thiên quân thả thiếu tân ra. Nhưng thiên quân không đồng ý, anh đành buồn bã quay về tay không. Thiên quân cũng vô cùng đau lòng vì anh là một trong những người con trai được ông yêu thương nhất. Nhưng nay anh lại vì một nữ nhân tầm thường mà đòi sống đòi chết với ông. Chuyện từ hôn của nhị hoàng tử cũng đã truyền khắp nơi. Chiết Nhan và Hồ Đế cũng biết Bạch Thiển không thích hôn sự này. Nên hai người tương kế tự kế, lên thiên cung để từ hôn và bắt thiên quân phải có lời xin lỗi Thanh Khâu. Bạch Thiển đang nằm ngủ trên cây ở rừng đào. Bạch Chân đi tới đánh thức cô dậy và cho cô biết cô đã ngủ ly bì suốt 5 ngày. Nhưng cô lại sợ sau này không còn được ở đây nữa vì ngày mai là ngày cô phải đi phong ấn Kình Thương. Trong khu rừng có một con tiểu hồ ly đang vội vã chạy về Thanh Khâu. Tiểu hồ ly này chính là Bạch Phượng Cửu cháu gái của Bạch Thiển. Do tính tình hậu đậu của mình nên tiểu hồ ly đi lòng vòng mãi mà chưa ra được khu rừng. Sau đó cô gặp phải con Kim Nghê Thú hung ác. Nó rượt đuổi theo cô, làm cô chạy té khói. Trong lúc đang chạy thì cô xém đâm phải cái cây, hên ông đế quân xuất hiện kịp thời đỡ lấy cô. Con Kim Nghê Thú khi thấy Đông Hoa đế quân, nó sợ và bỏ chạy. Sau khi biết người cứu mình là Đông Hoa đế quân, cô cảm thấy biết ơn và muốn báo đáp ân tình cứu mạng của đế quân. Nên cô đi theo ông để báo ân, đế quân đi trước cô lặng lẽ theo sau. Ông đi đến bên bờ vực thủy, nơi Kình Thương bị phong ấn. Thổ địa ở đây báo 7 vạn năm nay chưa có chuyện gì bất thường xảy ra. Nhưng đế quân lại đoán ra được Kình Thương đang có ý giải phong ấn. Đế quân đưa cái chuông dặm thổ địa nếu thấy gì bất thường thì rung chuông cho ông biết. Và ông trở về thiên cung,
Bạch Phượng Cửu cứ đi theo ông hoài, nên ông đã chặn cô lại và không cho đi theo nữa. Trên thiên cung, Tam hoàng tử nghĩ ra được cách cứu nhị hoàng tử, đó chính là đẩy hôn sự của nhị hoàng tử qua cho thái tử Dạ Hoa. Lúc này Dạ Hoa cũng không có ý kiến gì, vì anh không có tình cảm với ai hết nên anh thấy chuyện này bình thường. Thiên quân đang rất khó xử với Hồ Đế và Chiếc Nhan, vì trong chuyện này lỗi là do phía nhà trai. Nhà gái muốn hủy hôn nhưng nhà trai lại không chịu, vì sợ khắp tứ hải bát quang sẽ cười mình. Lúc này thái tử Dạ Hoa bước vào, làm cho Chiếc Nhan ngỡ ngàng, vì ông thấy thái tử Dạ Hoa rất giống với Mặc Uyên. Chiếc Nhan hỏi Thiên quân có thấy Dạ Hoa giống với Mặc Uyên không. Thiên quân nói lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm, nhưng về sau ông cũng không còn thắc mắc nữa. Thiên quân còn khoe Dạ Hoa là thiên tài, mới 2 vạn tuổi đã thăng làm thượng tiên, ai cũng tấm tắc khen Dạ Hoa. Thiên quân đang mở tiệc tiếp đón Hồ Đế và Chiết Nhan. Nhị hoàng tử đưa thiếu tân tới để cầu xin thiên quân tác hợp cho hai người trước mặt các thượng tiên và thượng thần. Thiên quân nhất quyết không đồng ý. Nhị hoàng tử nói đành phải cùng thiếu tân chết để được ở bên nhau. Thiên quân vẫn quyết tâm không đồng ý chuyện này. Nhưng Tam hoàng tử đứng ra cho ý kiến. Trước tiên hãy hủy hôn của nhị hoàng tử và Bạch Thiền, rồi ban hôn trở lại cho thái tử Dạ Hoa với Bạch Thiền. Vì thái tử Dạ Hoa là thiên quân tương lai, ban hôn cho Dạ Hoa với Bạch Thiền thì sau này Bạch Thiền cũng trở thành thiên hậu. Như vậy cũng chứng minh được thành ý xin lỗi và tôn trọng của thiên quân đối với Hồ Đế. Lúc này mọi người nghe thấy cũng hợp lý, nên thiên quân đã làm theo lời Tam hoàng tử, ban hôn cho Dạ Hoa và Bạch Thiền. Còn về phần nhị hoàng tử, vì anh cãi lời thiên quân yêu con tiểu ba xà nên bị đày ra phương Bắc và được phong là Bắc Hải Thủy Quân. Đây cũng là cái kết có hậu cho nhị hoàng tử. Khi nghe thiên quân ban hôn cho thái tử với Bạch Thiền, Tố Cẩm buồn bã ngồi khóc ở phòng thái tử. Khi gặp Dạ Hoa, cô đã bày tỏ rằng mình thích anh, nhưng anh thì chỉ xem cô như cô của mình thôi. Có nghĩa là anh chê nhà. Anh nói anh không có tình cảm với cô, sau đó bỏ đi. Bên này Bạch Phượng Cửu vì muốn đổi cây sáo của mình để lấy cái chuông của Đông Hoa Đế Quân làm kỷ niệm, nên đã quay lại bờ vực thủy để gặp Thổ Địa. Con nhỏ này báo không kém gì bà cô của nó, cái chuông để báo động nguy hiểm mà nó lấy về xem như vật định tình. Rồi lỡ kình thương tái xuất thì ai chặn ổng. Một ngày sau đó, đã đến ngày kình thương phá chuông, ông bắt đầu tỉnh dậy. Bạch Thiền đã chuẩn bị sẵn, cô đến bờ vực thủy. Thổ Địa vừa xuất hiện, cô đã đánh nhẹ cho ông ngủ một giấc, rồi bay đến gần chuông Đông Hoàng. Kình thương tỏ ra ngạc nhiên cô là ai, Bạch Thiền nói rằng cô chính là Tư Âm, tới đây phong ấn ông, cho ông ngủ thêm 7 vạn năm nữa. Cô dùng phép thuật mà Mặc Uyên truyền lại đánh vào kình thương, phép này sẽ khiến ông ngủ tiếp chứ không đánh chết ông. Trước khi ngủ, kình thương cũng phản đòn, ông đánh cô một chưởng, khiến cô mất hết phép thuật và ký ức, bị đày xuống trần gian làm người phàm. Nhưng cũng may đây chính thiên kiếp đã định sẵn để giúp cô thăng lên làm thượng thần. Vì phong ấn kình thương là một đại công đức, khi cô trải qua thiên kiếp, cô sẽ là đệ tử đầu tiên của Mặc Uyên được phong làm thượng thần. Trong lúc cô phong ấn kình thương, vô tình tạo một sấm sét của hồn liên liệt hỏa đã đánh khắp đất trời. Thấy vậy, Đế Quân lập tức bay đến bờ vực thủy. Khi đến nơi, ông bay lại gần thì thấy chuông Đông Hoàng lại tiếp tục ngủ yên. Ông thấy làm lạ, kêu Thổ Địa ra hỏi thì biết rằng có một cô nương xinh đẹp đã đến phong ấn kình thương. Chuyển cảnh ở một ngôi nhà tranh, Bạch Thiền tỉnh dậy bên cây quạt, nhưng cô không còn nhớ mình là ai. Đế Quân đến Côn Luân Hưng gặp Phượng Cửu đang ngủ. Ông lấy quyển sách mà Bạch Thiền để lại xem, đó chính là quyển sách ghi lại thuật phong ấn kình thương. Thế là ông đánh thức Phượng Cửu và hỏi cô, quyển sách này do ai để lại? Phượng Cửu trả lời do cô của mình là Bạch Thiền Thanh Khâu để lại. Ông cũng đã ngầm đoán ra được ai là người phong ấn kình thương. Đế Quân đi ra đến cửa Côn Luân Hư thì gặp Ti Mệnh Tinh Quân, cả hai qua cuốn sách để lại, biết được rằng Đông Hoàng Chuông không thể bị phong ấn mãi mãi, cứ 7 vạn năm sẽ giải phong ấn một lần. Đáng lẽ chính là ngày hôm nay, nhưng Đế Quân nói rằng hôm nay bên bờ vực thủy xuất hiện một vị cô nương đã dùng phép này phong ấn kình thương. Người này theo suy đoán của Đế Quân chính là Bạch Thiền cô của Bạch Phượng Cửu. Lúc này ông chưa dám khẳng định Bạch Thiền và Tư Âm là một người. Phượng Cửu đứng kế bên, được Đế Quân giới thiệu và làm quen với Ti Mệnh Tinh Quân. Cả hai bắt đầu bà tám về chuyện hôn sự của Bạch Thiền và Thái tử Dạ Hoa. Cô tỏ ra tức giận cho cô của mình, nên đi theo Ti Mệnh lên thiên cung để tìm nhị hoàng tử tính sổ. Nói tính số là xạo, đi theo ghẹo trai mới là chính. Mà lý do chính thức mà cô đưa ra chính là đi báo ân cho Đế Quân. Lúc này Ti Mệnh Tinh Quân mới biết ra thì ra Đế Quân đã cứu cô khỏi con kim nghê thú. Vừa lên đến thiên cung, Bạch Cửu đã rút kiếm tình chém tiểu ba xà và nhị hoàng tử. Cả hai đang tranh cãi nảy lửa, Bạch Phượng Cửu như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người kia. Thì Đế Quân xuất hiện, vừa gọi tên Phượng Cửu thì bắt đầu bả ngoan như con mèo. Đế Quân đến hỏi thử xem là tiểu ba xà có biết gì về cái tên Tư Âm hay không. Bạch Phượng Cửu tỏ ra lo lắng sợ thiếu tân sẽ nói ra sự thật. Thật ra trong động hồ ly ai cũng biết là Bạch Thiền đang giữ tiên thể của Mặc Uyên. Nhưng do thiếu tân nói là không biết gì hết
nên Bạch Phượng Cửu thấy cô cũng biết điều nên bỏ qua cho cô. Đế quân cũng không hỏi nhiều, thể ông quay về cung của mình, Phượng Cửu vẫn đi theo. Chuyển cảnh ở núi Đông Hoang Túng Tật là nơi Bạch Thiển đang chịu số kiếp. Đây cũng là địa bàn của Kim Nghê Thú. Hắn không ngờ có người phàm dám dọn đến ngôi nhà của hắn để ở. Thấy có một cô gái là người phàm, nó định đến ăn thịt cô. Nào ngờ thấy cô đang cầm trên tay cây quạt ngọc thanh côn luân để thổi lửa nấu cơm. Thế là nó liền teo đít bỏ chạy. Đang đi trên đường, ai ngờ nó hơi bị xui gặp phải thái tử thiên tộc. Anh phụng mệnh thiên quân xuống để hàn phục nó. Anh đuổi theo nó từ trời tối tới trời sáng, nó bắt đầu biến trở lại nguyên hình và tấn công dân làng. Trước mặt có một cậu bé chạy không kịp đang khóc gọi mẹ. Thấy vậy Dạ Hoa liền biến thành thần long và quấn lấy con kim nghê thú bay đi. Trên không trung thái tử bị con kim nghê thú cắn trúng làm anh bị thương. Anh cũng quăng con kim nghê thú xuống và chưởng nó một cái. Anh tưởng nó đã chết nên đã bay đi, nhưng do bị thương lúc chiến đấu nên Dạ Hoa không thể biến thành hình người. Anh biến thành một con rồng nhỏ trú vào một hang động gần đó. Do quá mệt anh ngủ thiếp đi. Đúng là duyên kiếp, Bạch Thiển lúc này lại đi vào hang động, nơi thái tử đang nghỉ ngơi, cô đến để cho chú chim nhỏ ăn. Nhìn vào góc cô lại nhìn thấy có một con rắn màu đen đang bị thương, đó chính là thái tử. Nên cô quyết định đem nó về trị thương cho nó. Mới ngủ có một giấc tỉnh lại thấy mình ở trong căn nhà, kế bên là bóng lưng của một cô gái, nhưng anh lại thấy quen quen với bóng lưng mà anh thường hay nằm mơ. Cô lại gần và nói mi là con rắn đẹp nhất ta từng thấy còn có sừng nữa. Ai biểu con rồng mà biến nhỏ quá làm bà tưởng là con rắn. Sau đó anh thấy cô ta đang có trong tay cây quạt ngọc thanh côn luân, anh lại tiếp tục thấy lạ. Một người phàm sao lại có pháp khí của côn luân hư chứ? Lúc này trên thiên cung, vì chuyện các thủ lĩnh của các phân nhánh muốn làm loạn, thiên quân đang tìm kế sách để dẹp yên bọn họ. Tố Cẩm bị thiên quân xem thường mình là nữ nhi nên kêu cô lui xuống trước. Nhưng Tố Cẩm không chịu thua nên cô đã bày cách để làm yên lòng các thủ lĩnh của các phân nhánh. Thủ lĩnh các phân nhánh ngày xưa chính là các tướng quân dưới trướng của gia tộc cô. Nếu phong cô làm trắc phi, các thủ lĩnh sẽ quy phục thiên quân. Mặc dù thiên quân không đồng ý, nhưng nghe Tố Cẩm giải thích thì cũng có lý. Nên ông đã đồng ý và hứa với cô sau này thực hiện một tâm nguyện cho cô. Còn dưới trần gian, Bạch Thiển đang trị thương cho thái tử. Cô cứ tưởng thái tử là rắn nên cô cho thái tử ăn thịt sống. Vì đút hoài mà thái tử không chịu ăn nên cô đã hôn lên trán anh. Vì lần đầu được gái hôn nên anh ngại ngùng. Cô nói nếu không ăn thì cô sẽ hôn anh nữa. Thế là anh phải nghe lời cô ăn thịt sống, mặc dù anh không ăn được cũng phải ráng ăn. Sau 3 ngày chăm sóc thì cô đã làm cho vết thương anh nặng thêm. Anh muốn đi nhưng vì anh đã bắt đầu thích cô nên cũng không nỡ đi. Cô dẫn anh xuống núi để đổi trái cây thành thức ăn. Đi được nửa đường thì trời sắp mưa. Vì anh không muốn cô mắc mưa nên anh lén bay lên trời, gặp nữ tiểu tiên nói với cô không cần làm mưa. Cô vừa thấy thái tử làm mặt hớn hở như gặp được trai đẹp. Tiện thể anh cũng về thiên cung luôn, anh đi gặp thiên quân phục mệnh và báo cho ông hay là mình bị thương. Tuy anh ở dưới trần gian 3 ngày nhưng cũng mới là 3 giờ trên thiên cung, nên lúc anh quay về là lúc mọi người còn đang họp về chuyện các phản quân. Dưới trần gian lúc này, tam công chúa của vực tộc cũng vừa đi đến, nơi mà Dạ Hoa đánh nhau với kim nghê thú. Cô nghe được tin là con rồng đó đánh chết con kim nghê thú. 7 vạn năm trước, đại hoàng tử vực tộc và kim nghê thú đột nhiên mất tích nên cô đã đi khắp nơi để tìm hai người họ. Bên này Bạch Thiển cũng đang đi chợ trong thành. Trong lúc đi cô gặp một vị đạo sĩ, hắn ta thấy cô đang cầm cây quạt quý giá nên hắn đã đi theo cô tới quán trà đông người. Thì tên đạo sĩ cháo trở đến giựt cây quạt, còn đổ thừa là cô ăn trộm quạt của hắn. Đang lúc Bạch Thiển đang gặp khó thì tam công chúa xuất hiện. Tam công chúa thấy tên đạo sĩ đang ức hiếp một cô gái để lấy cái quạt, cô liền đứng ra nói, ông biết cách dùng cây quạt này sao? Tên đạo sĩ bắt đầu cứng họng tình ôm của chạy lấy người, thì tam công chúa thi chuyển phép thuật. Nhưng khi dùng phép, cây quạt lập tức bay về với Bạch Thiển. Tam công chúa liền cầm tay Bạch Thiển đưa lên trời, thế là sấm chớp liên tục. Cô còn nói cây quạt này có thể hô mưa gọi gió. Nếu ông còn có ý chiếm đoạt làm của riêng, sẽ bị chủ nhân của nó đánh cho vài đạo thiên lôi. Tên đạo sĩ bắt đầu xó ra quần năn nỉ xin tha và chạy đi. Tam công chúa liền đến nhắc nhở Bạch Thiển hãy cất giữ cẩn thận nếu không bị người khác dòm ngó, vì nó là pháp khí của tiên gia. Lúc này Bạch Thiển dùng quạt gõ vào mũi mình, khiến cho tam công chúa thấy lạ. Đây là hành động của Tư Âm thường làm, mà Tư Âm chính là nam mà. Coi đến đây mình thấy có nhiều cái vô lý. Đã là tiên thì việc biến nam thành nữ, nữ thành nam là chuyện bình thường, trong khi cái khuôn mặt có một người vậy mà không nhận ra. Chắc do đạo diễn kêu, thôi xem tiếp nào. Thấy tam công chúa đứng ra giúp đỡ mình, nên cô quyết định tặng cây quạt này cho cô. Tam công chúa thấy đây là món đồ của người cô thích, nên cô đã nhận lấy để làm kỷ niệm. Sau đó Bạch Thiển quay về nhà cỏ, nhưng lúc nào cũng ôm con rắn bên người, đi ngủ cũng không rời. Trên thiên cung Dạ Hoa đang bàn chuyện chiến loạn với tam hoàng tử, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ về Bạch Thiển,
cả hai cũng nói về chuyện hôn sự của anh và Bạch Thiển. Lúc này anh chưa biết mặt Bạch Thiển là ai và càng không biết rằng người anh thầm thích chính là Bạch Thiển. Anh đi gặp Ti Mệnh Tinh Quân để hỏi chuyện về cây quạt ngọc Thanh Côn Luân. Ngay cả Ti Mệnh cũng chỉ biết cây quạt ngọc Thanh Côn Luân đã được Mạc Uyên tặng cho Tư Âm. 7 vạn năm trước sau khi phong ấn Kình Thương, cả hai đột nhiên mất tích nên đế quân đã cho viết là cả hai cùng nhau quy ẩn. Không hỏi thêm được gì, anh cho Ti Mệnh lui xuống. Còn anh quay trở lại ngôi nhà tranh và cùng Bạch Thiển đưa anh lên giường để ngủ chung. Cô bắt đầu lột đồ ra trước mặt anh, trong lòng thì nói cô đừng cười nữa, nhưng mắt thì cứ mở to để nhìn. Thế là cô kéo anh vào trong lòng vừa ôm vừa ngủ. Đến nửa đêm thì anh hiện thành người, lúc này thái tử của chúng ta đã khoái lắm ủi. Cô ngủ càng say thì ôm Dạ Hoa càng chặt, anh tính lấy tay kéo ra mà thôi đáng khoái nên để luôn. Từ đó anh càng yêu thích cô nhiều hơn. Lúc này ở động hồ ly tất cả mọi người phát hiện ra một bức thư của Bạch Thiển để lại. Trong đó viết rằng cô đã đi phong ấn Kình Thương, nếu không may cô tan thành cho bụi, cũng có người học theo cách thức này tiếp tục phong ấn Kình Thương, làm cho mọi người đều phải hoảng hốt. Mẹ cô rất đau lòng vì cô đã liều chết để cứu mọi người, mẹ cô còn biết cô sắp đến ngày nhận thiên kiếp để phong làm thượng thần. Mẹ cô cũng không hề biết đây chính là thiên kiếp đó, thế là mọi người cùng nhau đi kiếm Bạch Thiển. Chuyển cảnh trên cung điện của đế quân, Bạch Phượng Cửu vì muốn trả ơn nên ngồi ngoài cung chờ đế quân. Khi cô đang ngồi dưới đất thì có một nữ tiên gia đi ngang, cô tên là Thành Ngọc Nguyên Quân. Được biết Phượng Cửu là đế cơ tương lai của Hồ tộc, cô đến đây để báo ân Đông Hoa đế quân. Nên Thành Ngọc Nguyên Quân sắp xếp cho cô làm nô tỳ trong cung Thái Thần. Thế là cô giả trang trà trộn vào nhóm nô tỳ, đang đi thì Ti Mệnh đã phát hiện ra cô và kéo cô ra hỏi chuyện. Đúng là đã có tí tuổi đã mê trai bất tận, Ti Mệnh thấy bà này mê trai quá nói đế quân khó chịu lắm, thì bà khen là thú vị, nói đế quân nghiêm khắc thì bà khen vậy mới chuẩn soái ca. Thấy bà mê trai quá nên thôi Ti Mệnh cũng chịu thua. Vì có khuôn mặt xinh đẹp nên khi cô vừa vào cung đã bị em họ của Dạ Hoa không cho cô tới gần đế quân. Cô công chúa này cũng rất thích đế quân, thế là cô vào phủ cả ngày toàn phải đi lau nhà, quét sân, trà rửa toilet. Đúng là cái giá của mê trai thì ngày mai còn cực. Bên này Bạch Thiển mang Dạ Hoa trả lại hang động mà cô đã nhặt được anh. Cô cứ nghĩ con rắn đen đã lành nên thả anh về rừng, rồi cô tìm thấy con chim khác bị thương cô lại cứu nó mang về nhà. Đúng là đã đẹp lại còn tốt bụng. Cô mang con chim về chăm sóc và ngủ cùng cô. Dạ Hoa đến chỗ cô và nói rằng thì ra cô xem anh cũng như con chim kia thôi, rồi leo lên giường cho cô ôm như mọi khi. Vì anh đã ngủ chung với cô suốt 3 tháng, nên lúc này anh đã yêu cô. Sáng hôm sau cô lại thấy con rắn đen nên đưa nó đi chợ chung. Cùng lúc đó ở trong quán trọ Kim Nghê Thú đến gặp Tam Công Chúa, nói cho công chúa biết về tin tức của Đại Hoàng Tử. Thì ra Đại Hoàng Tử đã giết chết mẹ của Nhị Hoàng Tử, từ đó hai người đã có mối thù không đội trời chung. Hiện tại thì Đại Hoàng Tử đang bị nhốt trong ngục tại vực tộc. Chưa kịp nói tới đâu thì ở dưới lầu có chuyện. Đó là ông đạo sĩ vì tức không lấy được cây quạt của Bạch Thiển, nên ông ta tiếp tục kiếm chuyện với Bạch Thiển. Ông ta nói với mọi người cô ta là yêu tinh. Ông ta cho rằng trong giỏ của Bạch Thiển là con rắn đen. Vì ở nước này người ta tin rắn đen là tà vật. Vì thế Bạch Thiển bị dân làng trọi rau cãi vào người. Cả đám người còn tính đốt con rắn đen nữa. Thấy thế nên thái tử đã hiện nguyên hình là một con rồng đen. Mọi người liền quỳ xuống và bái kiến thần long, khiến cho ông đạo sĩ sợ mất vía. Anh quay lại nhổ nước miếng vào mặt hắn. Có điều nước miếng của anh hơi nhiều làm ngập tên đạo sĩ kia luôn. Bạch Thiển nhìn lên, hỏi ngươi không phải con rắn đen sao? Dạ Hoa trả lời trên đời chỉ có mình cô cho ta là rắn. Vậy ngươi biến lớn vậy sao ta nuôi ngươi nữa? Dạ Hoa nói, giờ ta biến thành rồng thế nào về cũng phải chịu phạt. Kêu cô kiên nhẫn chờ anh vài ngày. Rồi cứ thế anh bay về thiên cung. Dân làng thấy thế cũng quay ra xin lỗi cô. Bạch Thiển cũng không biết làm sao nên cô vội vã quay về nhà. Sau khi quay về thiên cung, anh gặp Ti Mệnh Tinh Quân nhờ anh xuống trần gian, viết lại sổ sinh tử cho tên đạo sĩ, rồi xong ông đạo sĩ hết vai. Đụng ai không đụng, đụng bạn gái của thái tử thiên cung. Anh tìm đến Tam Hoàng Tử, nhờ ông chỉ cách tỏ tình với cô gái dưới phàm trần. Thế là Tam Hoàng Tử đã bày cho anh rất nhiều cách, nào là Mỹ Nam Kế, anh hùng cứu mỹ nhân nhưng anh lại từ chối. Cuối cùng anh chọn cách anh hùng gặp nạn. Vì thế anh xuống trần gian giả làm mình bị thương và được Bạch Thiển cứu. Cô đưa anh vào phòng, rồi tính lấy đủ các loại thảo dược lại trộn lại như kem trộn. Dạ Hoa thấy vậy liền sợ xanh mặt, mấy cái đó đắp vào chỉ thêm tổn thương chứ co giúp được gì. Sau đó, cô lấy nước sạch lau vết thương cho anh, rồi đắp thuốc, hay do mình diễn lố quá mà cô vừa lau vừa khóc làm anh không nở. Nên anh tự chữa lành vết thương vì cô nói tính ra thị tứ kiếm đại phù. Quay lại thấy vết thương đã lành cô cũng cảm thấy làm lạ, nhưng mà thôi kệ vậy đỡ tốn tiền gọi bác sĩ, tối đến cô nấu cháo và đút từng muỗng cho anh. Vì cô không biết tên của mình nên Dạ Hoa đặt cho cô tên Tố Tố.
Cô không biết cách viết nên anh đã nắm tay cô và viết lên trên nó. Điều này khiến cho trái tim Tố Tố đã rung động. Đến nửa đêm cô ngủ quên trên bàn, Dạ Hoa đã ẩm cô về giường và đắp chăn cho cô. Cả hai lại tiếp tục ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau cô xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho anh. Nhưng đến lúc anh đến thì cả căn bếp đầy khói. Thì ra cô không biết nấu cơm. Cô nói cô không kén ăn lắm. Khi nào đói thì đi hái trái cây ăn. Còn không thì bắt gà rừng, thỏ rừng lên là nướng ăn luôn. Thấy sự ngây ngô của cô, Dạ Hoa lại càng thấy cô dễ thương. Bên này Tam công chúa về đến vực tộc, nói cho Ly Kính biết rằng cô vừa tìm thấy quạt ngọc Thanh Cô Luân. Ly Kính liền mừng rỡ vì nghĩ đã tìm thấy được tư âm. Tam công chúa nói là cô lấy được từ một người phàm tại núi Đông Hoa Tuấn Tật. Anh đi đến núi Tuấn Tật nhưng không thể kiếm được ngôi nhà cỏ vì thái tử đã dùng phép che đi. Khi thấy Ly Kính, Dạ Hoa đi đến, hỏi vì sao anh lại ở đây. Ly Kính nói đang đi tìm tư âm thượng tiên. Nhưng Dạ Hoa nói hiện tại nơi này đã thành cấm địa và không có tư âm thượng tiên ở đây. Nuôi bạn gái mà quyền thế thiệt là có lợi, nói một câu không ai dám bén mạng đến. Không những thế còn dùng quyền hành của mình lấy lại cây quạt ngọc Thanh Cô Luân, khiến Ly Kính tức không nói nên lời. Dạ Hoa quay lại nhà cỏ, thì thấy Tố Tố lại nấu cơm khét. Tối nay cả hai lại ăn trái cây trừ cơm. Tối nào cũng như tối nào, cứ lúc cô ngủ là Dạ Hoa ẩm cô lên giường ngủ chung. Nhưng đêm nay cô đã thức giấc, phát hiện mình đang ngủ cùng anh. Cô muốn rút tay không ôm anh nữa, nhưng Dạ Hoa lại giả đau, thế là cô phải ôm anh ngủ cả đêm. Cái mặt của thái tử lúc này là khoái không nói nên lời. Quay lại với Bạch Phượng Cửu, cô được Ti Mệnh giúp đỡ, hết lời khen ngợi khi cái bình hoa đào này được một nô tỳ mới tới cấm tặng cho đế quân, thế là Tam hoàng tử cũng muốn gặp mặt cô. Nên cô đã có dịp đến gặp đế quân, sau khi cô bước vào thì Thành Ngọc Nguyên Quân cũng bước vào, thế này là đế quân biết ngay. Hai đứa thuộc hạ của mình đang diễn để mai mối cho mình với Bạch Phượng Cửu. Tam hoàng tử không hiểu gì hết. Đế quân thấy vậy nên đứng dậy đi ra ngoài. Bên này Tố Tố mang chén cháo cuối cùng đến cho Dạ Hoa ăn. Cô ngại ngùng nói với Dạ Hoa là nhà đã hết gạo rồi. Cô nói thấy anh cũng khỏe lại rồi nên anh đi được rồi. Ông thần này giả bộ bị thương, bắt nhỏ đi hái trái cây về đổi gạo nuôi mấy tháng nay. Đến lúc chị chê là phải rồi. Anh nói là cô đã cứu mạng anh nên giờ anh phải báo đáp cô bằng cách anh phải ở lại ăn nhờ ở đậu. Tố Tố thấy vậy cũng không từ chối, nói nếu anh muốn báo đáp thì lấy thân báo đáp đi. Mặt anh liền đứng hình mất 2 giây. Ôi trời ơi, anh đợi cô nói cái này mấy tháng nay, anh khoái cô muôn chết rồi. Cô tính đuổi khéo, ai dè anh chịu luôn. Anh tiến sát lại ép Tố Tố vào góc, cả hai vừa hạnh phúc vừa ngập ngùng nhìn nhau. Bạch Thiền nói cứ nghĩ anh cần suy nghĩ mấy ngày, giờ anh chịu liền thì sợ chuẩn bị không kịp. Dạ Hoa nói chuẩn bị cái gì? Tố Tố nói, nếu anh chịu báo đáp thì phải làm lễ bái thiên địa, đưa ra lời thề, không vực bỏ nhau. Dạ Hoa hỏi nàng muốn thành thân à, Tố Tố ngại ngùng nói, đúng tôi muốn thành thân. Dạ Hoa nói vậy chúng ta làm đơn giản mọi thứ. Cả hai cùng nhau ra chợ mua đồ, nắm tay nhau đi trên phố, uống trà cùng nhau. Cả hai về nhà thay trang phục tân lang tân nương. Bạch Thiển lo lắng sau này nếu cha mẹ anh biết liệu có vui vẻ chấp nhận cô hay không và hỏi anh có hôn ước với ai rồi chưa. Chính cô cũng không biết rằng cô chính là hôn ước đã định sẵn của Dạ Hoa. Sau đó cả hai cùng nhau chính thức bái thiên địa. Trước khi động phòng, Tố Tố nói cô là người yêu hận rõ ràng. Nếu sau này anh phụ bạc cô, suốt đời cô sẽ không gặp lại anh. Dạ Hoa ôm hôn Tố Tố và nói, ta tuyệt đối không bao giờ phụ nàng. Và rồi cả hai chính thức động phòng trở thành vợ chồng. Trên thiên cung nay là ngày thành hôn của Tố Cẩm và Thiên Quân. Đây cũng chỉ là mưu kế của Tố Cẩm. Cô được gã cho Thiên Quân chỉ là trên danh nghĩa, nên Thiên Quân cho phép cô ở ngay thẩm cung của cô, không cần dọn qua phòng của ông. Cô xin ông ngay mai quay về bộ tộc để tế tổ, gặp mặt các thúc thúc cũng là thủ lĩnh phản loạn, để họ có thể quy phục Thiên Quân. Cô kiếm cớ để Thiên Quân bắt Dạ Hoa đi theo. Còn ở vực tộc, Huyền Nữ dùng gương mặt của tư âm để dụ Ly Kính lếu lếu mình một đêm, thông qua đó đưa lệnh bài cho Tam công chúa cùng Kim Nghê Thú đi cứu đại hoàng tử. Còn về Bạch Phượng Cửu, cô đến giải thích rõ với đế quân mình thật lòng đến báo ân, chứ không phải vì mê trai mà đến. Cô nói là do ba mẹ dạy có ơn phải báo, nhưng lúc này cô đã có tình cảm với đế quân. Nhưng lúc nói cô lo cúi đầu đến lúc nhìn lên, thì thấy Thiên Quân và Nhị công chúa cũng ở đó, thế là con sông quê kèo dài. Chẳng những thế ông đế quân quay qua hỏi nói xong chưa. Phượng Cửu trả lời xong rồi, đế quân nói xong rồi thì đi đi. Rồi xong, con sông quê nhánh thứ hai, không có cái quần đội vào nên cô đành bỏ chạy đi. Bên này Dạ Hoa vừa tỉnh dậy thì thấy khói đen nghiêng ngút, Tố Tố chạy vào kéo Dạ Hoa chạy ra ngoài. Thì ra bà báo đời này, nấu cơm mà đốt luôn căn nhà, công nhận nồi cơm này thuộc dạng siêu to khổng lồ. Cả hai chạy thoát ra ngoài, thì Dạ Hoa biết được do cô nấu cơm làm cháy nhà. Cô nói nhà cháy rồi giờ không biết ở đâu, anh liền lấy tay che mắt cô lại và dùng phép biến mới lại căn nhà. Tố
Tố Tố khi nhìn lại đã tỏ ra bất ngờ, cô liền hỏi anh là ai, làm sao có thể làm được như vậy. Cô còn cho rằng anh là yêu quái, lúc đầu cô tưởng anh là kim nghê thú, cô còn tỏ ra sợ hãi, về sau thấy yêu quái đẹp trai quá nên thôi kệ. Cô nói dù anh là yêu quái đã làm ra nhiều tội nghiệp, dù sau này có phải chịu tội cùng anh, cô cũng nhất quyết chết cùng anh. Anh nói xạo với cô anh là người tu đạo để thành tiên để cô cảm thấy an tâm. Trên thiên cung lúc này, Thiên Quân đến tìm Dạ Hoa để bàn chuyện hôn sự của anh và Bạch Thiền. Nhưng lúc này anh không có ở trong phòng. Đi đến trước cửa phòng của anh thì một tiểu tiên đã báo cho anh biết Dạ Hoa đang săn bắn cùng Tố Tố thì lập tức bay về thiên cung. Anh bước ra chào Thiên Quân và Đế Quân mà mặt lo lắng. Họ vào phòng bàn về chuyện cưới hỏi. Lúc này Dạ Hoa dường như đã không còn muốn cưới Bạch Thiền của Thanh Khâu vì anh đã yêu Tố Tố. Anh lấy cớ mình muốn làm Minh Quân không đắm chìm trong tình yêu nam nữ, nên giờ mà lấy vợ thì còn quá sớm, đợi thêm 2 vạn năm nữa rồi hãy cưới. Nói thì hay chứ ở dưới ổng lỡ động phòng rồi. Đế Quân thấy vậy nghe cũng có lý, Thiên Quân cũng tạm đồng ý, ông cũng phái anh cùng Tố Cẩm về quê tế tổ, sẵn tiện giới thiệu anh là thái tử tiên tộc. Sau đó Tam Hoàng tử nói chuyện riêng với Dạ Hoa, nếu Thiên Quân biết ở dưới phàm trần mà anh yêu một cô gái khác, thì cô gái này muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Bên này Tố Tố thấy anh mất dạng nên đã ôm cây cung ngồi khóc, chạy khắp nơi đi tìm kiếm anh. Anh muốn đi xuống báo cho Tố Tố một tiếng, nhưng Tam Hoàng tử đã ngăn lại vì lúc này Tố Cẩm đang đứng bên ngoài nghe lén. Cô đến để hối thúc anh lên đường, nên anh vẫn chưa thể đi xuống gặp Tố Tố. Chuyển cảnh Tam công chúa cùng Kim Nghê Thú vào ngục thăm Đại Hoàng tử Ly Oán, sau đó cứu anh ra khỏi ngục. Ly Kính vừa dậy thì có người đến báo, Đại Hoàng tử đã được Tam công chúa cứu đi mất. Anh biết được huyền nữ đã lấy lệnh bài đưa cho Tam công chúa, anh liền vào trong hỏi tội cô. Anh nói nếu Đại Hoàng tử thoát ra sẽ giống Kình Thương, có ý đồ gây chiến tranh đối với tiên tộc. Bên này Dạ Hoa đã cùng Tố Cẩm về đến quê hương của cô. Tam Hoàng tử chạy đến báo với Dạ Hoa, Tố Cẩm đã đi chào hỏi các thúc bá, một giờ sau mới quay lại. Anh lập tức dặn binh lính không cho ai vào phòng anh. Anh vừa đi thì cô đến, dù đã được lính canh thông báo là thái tử không muốn gặp ai, nhưng cô ở ngoài cứ xin cầu kiến không ngừng. Tội cho Tam Hoàng tử trong phòng, đang run như cầy sấy, vì nếu cô biết thái tử lẻn đi đâu, báo lại với Thiên Quân nhất định mọi chuyện sẽ bại lộ. Tam Hoàng tử liền tắt đèn, khiến cho mọi người đều nghĩ, anh đang khó ở nên không muốn gặp ai, cô thấy vậy đành buồn bã quay về. Dưới trần gian, Tố Tố vẫn đang ngồi bên gốc cây đợi anh, cả hai gặp nhau Tố Tố liền ôm anh và khóc. Nhưng lúc này đã trôi qua hơn 6 tháng trời, cô tỏ ra sợ hãi không biết anh đã xảy ra chuyện gì. Cô trách anh sao bỏ đi hơn nửa năm không nói cô tiếng nào. Dạ Hoa xin lỗi cô, cả hai quay về nhà. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, buổi sáng thức dậy, anh nói với cô anh có việc cần giải quyết. Anh sẽ phải rời khỏi nhà, 1 năm đến 2 năm, Tố Tố tỏ ra đau lòng. Cưới anh mới được nửa năm thì anh mất tích nửa năm. Giờ quay về mới 1 ngày, lại báo phải đi xa gần 2 năm. Cũng đúng thôi, trên trời Dạ Hoa đi xẹt ra xẹt vào hết có 1 ngày, thì dưới trần gian đã là 1 năm. Anh đưa cho cô một cái gương, có thể nói chuyện với anh qua cái gương này. Cô nói ngày xưa cô ở một mình ở đây cũng không sao, nhưng sau khi thành hôn rồi thì cô không thể sống một mình nữa. Nếu anh cứ để cô phải chờ đợi thì cô có ngày cũng sẽ nổi giận. Cô vừa nói vừa khóc khiến Dạ Hoa cũng cảm thấy đau lòng. Anh ôm cô sau đó biến mất. Anh quay về cùng Tam Hoàng tử đi xem Tố Cẩm bái tổ. Anh quyết định thực hiện một kế hoạch là anh sẽ giả chết, đợt này anh chơi lớn luôn. Tam Hoàng tử nói muốn giả chết thì hơi khó đó. Dạ Hoa nói rằng giả chết thì phải chết trước mặt mọi người mới khiến Thiên Quân và chúng tiên không ai nghi ngờ. Gần đây Giao Nhân tộc là một tộc thuộc vực tộc đang chuẩn bị làm loạn, nên lần đi tế tổ này là để Dạ Hoa kết giao với các tướng quân của tộc Tố Cẩm, liên minh đánh lại Giao Nhân tộc, từ đó Dạ Hoa muốn lấy trận chiến này giả chết trên chiến trường. Đây được xem là diệu kế. Nhưng lúc này các thủ lĩnh lại không phục ông Thiên Quân, vì họ cho rằng trước đây khi Đông Hoa Đế Quân còn là Thiên Quân thì ông mới đúng là Minh Quân. Còn Thiên Quân hiện giờ thì không có tài cho lắm, nên họ không muốn chiến đấu cho ông. Nhưng Dạ Hoa đã dùng phẩm chất cũng như tài năng của mình khiến các thủ lĩnh phải quy phục. Họ đồng ý xuất binh đánh Giao Nhân tộc, thề chết theo Thái tử Điện Hạ. Sau đó A Anh ra ngoài, dùng gương thiên lý nói chuyện với Tố Tố. Anh nói cho cô biết, sau khi anh xử lý xong việc này, sẽ không rời xa cô nữa. Tố Tố vui vẻ. Cô nói với Dạ Hoa, muốn anh làm cô có bầu, để sau này anh có đi đâu cũng có đứa trẻ kế bên. Dạ Hoa cũng vui vẻ đồng ý. Dạ Hoa quay về Thiên Cung, báo cho Thiên Quân biết rằng anh chuẩn bị giao chiến với Giao Nhân tộc. Nhưng trước tiên anh phải đến Trường Hải để thám thính quân tình. Theo trinh thám báo về Trường Hải và Giao Nhân tộc hiện đang liên minh phân chia đất đai cho nhau. Anh muốn đến đó để dùng kế để ly gián hai thủ lĩnh này. Bên này Phượng Cữu được thành ngọc cho Đào Thiên Tửu, đào này có chứa cồn, nên cô ăn mới có 2 trái là bắt đầu say xỉn.
Cô vừa gặp đế quân là đi lại, vừa cười vừa nói cô thích ông, sau đó còn ôm ông nữa. Cô còn nói thì ra ông không dám nhận là thích cô, vì sợ mọi người nói ông là trâu già mà khoái gậm cỏ non. Ông đế quân thấy hết lời nói con nhỏ này rồi, lúc nó tỉnh nói nó còn không nghe, huống chi giờ nó đang xỉn. Thành Ngọc và Ti Mệnh đứng từ xa quan sát, thì ra đây cũng là kế của hai đứa thuộc hạ của đế quân. Thấy Phượng Cửu không đi nổi nữa, nên đế quân đã ẩm đi về, còn đi đâu thì chưa biết. Đang đi thì đế quân gặp Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử nói đây lần đầu tiên thấy đế quân gần gũi nữ nhân. Tam Hoàng Tử nói đế quân hãy cẩn thận, vì người của Thanh Khâu đụng vào rồi là khó mà bỏ được. Đế quân không nói gì thêm, ẩm Phượng Cửu vào phòng các nô tỳ, hỏi cô ngủ ở đâu và thả cô xuống chỗ cô ngủ. Ông tính bỏ đi thì bị cô kéo xuống mếm chút là môi chạm môi, cô còn kêu Đông Hoa, làm ông mém chút là ngủ cùng cô. Sáng hôm sau thì cô đến cảm ơn đế quân vì hôm qua đã cho cô ba chén canh giải rượu. Ông nói ba chén canh này cũng phải ghi vào ơn cứu mạng rồi trả từ từ. Cô nói nhất định cô phải trả vì cô của cô dạy nhận ơn là phải báo đáp. Cô nói từ nhỏ cô đã có tính cách rất giống Bạch Thiền, thế là đế quân thao túng tâm lý cô. Nói lúc nhỏ Bạch Thiền giỏi hơn cô, mới bái sư học nghệ Côn Luân Hư được 2 năm, đã một mình đánh bại 17 vị đệ tử của Mặc Uyên. Phượng Cửu Liên nói, ủa chuyện này cô đâu có kể lại lúc cô ở Côn Luân Hư đâu ta. Rồi xong, tự giả miệng luôn. Thế là đế quân đã biết Tư Âm chính là Bạch Thiền. Ông nói với cô, ông không phải là người nhiều chuyện. Ông chỉ quan tâm đến thái bình của thiên địa. Chuyện Tư Âm và Mặc Uyên mất tích cũng không phải vấn đề gì to tát. Ông chỉ nói ra để biết sự thật thôi, rồi ông đi thượng triều. Ở rừng trúc, Tố Tố vừa đi lấy củi về thì thấy nhà có khói. Cô liền chạy vào thì thấy Dạ Hoa đang nấu cơm. Cô vui không nói nên lời. Lúc nấu cơm cô khóc và nói, anh đã đi hơn 1 năm 9 tháng. Có phải người nhà anh không thích cô, hay anh đã có vợ rồi không? Anh nói anh chỉ có một mình cô thôi. Đúng là con gái chỉ cần là người họ yêu, nói gì họ cũng tin. Nhưng lúc ăn cơm anh nói anh phải đi thêm một thời gian nữa. Cô tỏ ra khó chịu và lần này cô quyết định đi theo anh, vì anh sợ cô buồn nên đã đồng ý. Sáng hôm sau, anh tặng cô lại cây quạt ngọc thanh Côn Luân, nhưng nói với cô là một cây quạt khác. Rồi cả hai lên đường đi đến địa phận giao nhân tộc, thì một nhóm yêu quái đã tấn công họ. Anh kêu cô núp sau cái cây, còn anh giao chiến với bọn chúng. Lúc này có một đội quân xuất hiện, người dẫn đầu chính là Điệp Phong đại đệ tử Mặc Uyên. Khi thấy Dạ Hoa, anh liền nghĩ là sư phụ của mình. Tố Tố chạy lại ôm Dạ Hoa, thì Điệp Phong lại thấy giống sư đệ thập thất của anh. Thế là anh nghĩ cả hai người họ chơi bê đê với nhau, nhưng phân tích lại cũng không đúng, vì người kia là nữ và không có chút tiên khí nào. Điệp Phong tiến đến hỏi, thì Dạ Hoa kêu Điệp Phong ra nói chuyện riêng. Lúc này Dạ Hoa mới nói anh chính là thái tử tiên tộc Dạ Hoa, không những thế Dạ Hoa còn biết anh chính là Điệp Phong vì có người báo lại. Điệp Phong đang là tướng quân của Trường Hải, chống lại giao nhân tộc. Và qua cách nhìn là biết Điệp Phong tưởng nhầm anh là Mặc Uyên. Điệp Phong nghe thấy vậy liền khâm phục thái tử điện hạ. Thế là Điệp Phong dẫn cả hai về Trường Hải Thủy Cung. Bên này Ly Oán quay về với giao nhân tộc, đây là nơi mẹ của Ly Oán được sinh ra. Vì để trốn tránh sự truy sát của Ly Kính, nên Ly Oán quyết định quay về tộc của mẫu hậu anh. Sau đó Kim Nghê Thú đã giết sạch hết các thuộc hạ của Tam Công Chúa. Hắn nói rằng sợ bị những người này đi báo với Ly Kính nên hắn đã giết sạch người của cô. Tam Công Chúa bắt đầu cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi trong câu chuyện tranh quyền đoạt lợi này. Bên này Dạ Hoa và Tố Tố đã đến Trường Hải, cả hai được tiếp đón như khách quý. Anh để Tố Tố trong phòng rồi đi bạn chuyện với Điệp Phong. Cô đi ra ngoài chơi thì nghe thấy công chúa của Trường Hải Thủy Quân đang nhắc về thái tử tiên tộc. Thì ra anh được xem là hot boy của giới tiên tộc, nhà thì giàu, cha thì quyền lực, còn đẹp trai học giỏi. 2 vạn tuổi đã là thượng tiên, khi sinh ra 36 ngày liên tục được chim ngủ sắc bay đến chúc mừng. Ôi khoái khoái chảy nước miếng, nghe người ta mê trai bà còn cười khúc khít, mém chút là bị phát hiện, may Dạ Hoa đến kịp kéo cô đi. Sau đó cô còn kể cho Dạ Hoa nghe, anh hỏi bộ cô cũng bắt đầu mê thái tử tiên tộc rồi sao. Cô nói anh yên tâm, cô không bao giờ bỏ anh, nếu cần thì cô lấy luôn thái tử về làm chồng nhỏ là được. Cả hai đến vườn đào, rồi thề với nhau có bao nhiêu kiếp nếu xa nhau thì sẽ gặp lại tại vườn đào. Sáng hôm sau Điệp Phong đến nhắc Dạ Hoa đại chiến đã cận kề, Tố Tố lại là người phàm nên phải đưa cô ấy đi chỗ khác để giữ an toàn cho cô. Điệp Phong cũng nói thêm bá phụ của anh là Thủy Quân không muốn giao chiến với giao nhân tộc. Cả hai vừa đi vừa bàn công việc thì nhị công chủ của Thủy Quân vô tình gặp Dạ Hoa, vừa gặp là cô đã lộ tính mê trai thấy rõ. Vừa thấy trai đẹp là hỏi tên tuổi nhà ở đâu, có vợ chưa, thiếu điều muốn động phòng luôn, đúng phận trai đẹp, đi đâu có gái làm phiền. Quay về thiên cung, Tam Hoàng Tử đang đánh cờ đế quân, thì Phượng Cửu đến mời cả hai ăn hạt rẻ, mà ối trời ơi, nó đặt cái hộp lên bàn cờ luôn, thiệt không biết bà khùng hay vô duyên nữa. Cả hai người đang đánh cờ đành bó tay, thấy vậy cả hai bàn về chuyện hôn sự của Dạ Hoa và Bạch Thiền,
nghe nói mùng 10 tháng sau là cử hành đại lễ. Thiên quân đã thông báo việc này cho tứ hải bát quan, bên này hồ đế và hồ hậu cũng đang lo sốt gió, vì Bạch Thiển hiện không có trong động. Ở Bắc Hải, công chúa Thủy Cung lại đến tìm Dạ Hoa, cô gặp Tố Tố và hỏi không biết anh có vợ chưa, tất nhiên cô trả lời có, chị đâu có ngu mà để cô cua trai của chị. Dạ Hoa cùng Điệp Phong đi thăm các binh sĩ bị thương khi chiến đấu với Giao Nhân tộc. Các thương binh đang tỏ ra bất mãn vì số lượng quân quá ít, đánh trận nào thua trận đó. Thì biết được Dạ Hoa chính là thái tử tiên tộc, lần này anh đến thám thính tình hình, rồi sau đó sẽ xuất quân để viện trợ. Lúc này tất cả mọi người mừng rỡ, quỳ xuống thề chết theo thái tử. Bên này Tố Tố đang mắc ói, Dạ Hoa nhờ quân y khám thì phát hiện Tố Tố đã mang thai. Anh vừa mừng vừa lo, nên bây giờ phải đưa cô rời khỏi nơi đây. Anh đưa cô về núi Đông qua Tuấn Tật. Trước khi rời khỏi, anh còn dùng phép che ngôi nhà lại để thần tiên không ai kiếm được. Phía bên đây Ly Oán cũng đã về đến Giao Nhân tộc, nhưng anh lại bị chú là thủ lĩnh của Giao Nhân tộc đuổi đi. Sau đó ông ta kêu con trai của mình đến dự tiệc của Trường Hải Thủy Quân. Tại đây thanh niên này đã dê gái đạo lộ, còn coi thường Trường Hải Thủy Quân. Thủy Quân thấy vậy đành nhắm mắt cho qua, ông nghĩ mình không thể nào đánh lại Giao Nhân tộc được, vì ông chỉ có 1 vạn quân, bên kia đến 7 vạn quân. Dạ Hoa đi đến cùng Điệp Phong, anh nói rằng không ngờ Trường Hải Thủy Quân lại nhu nhược nhát gan như vậy. Thủy Quân nói anh chỉ là tiểu tiên nhỏ xíu mà dám chửi Trường Hải Thủy Quân ta, tin ta bắt ra chém đầu không? Thanh niên người cá ngong nghênh, tính đứng dậy đánh Dạ Hoa, lập tức bị anh chưởng cho một cái té ngã. Lúc này Trường Hải Thủy Quân mới biết đây chính là thái tử tiên tộc, ông lập tức quỳ xuống xin tha. Sau đó Dạ Hoa bắt ông phải tế cờ để giao chiến với Giao Nhân tộc bằng cách giết chết con trai của thủ lĩnh Giao Nhân tộc. Sau khi chặt đầu thanh niên người cá xong thì đem về cho cha hắn xem, thế là thủ lĩnh Giao Nhân tộc phát động chiến tranh. Bên này Dạ Hoa lên Thiên Cung, báo lại tình hình với Thiên Quân. Thiên Quân ban cho anh 10 vạn thiên binh để đi đánh Giao Nhân tộc. Sau đó anh bàn kế với Tam Hoàng tử, lần này anh tính đi rồi là giả chết luôn, không quay về nữa, nên trước khi đi anh còn đến thăm mẹ của mình. Sau đó anh quay về doanh trại, nhưng không ngờ Tố Cẩm cũng đi theo đến doanh trại. Tam Hoàng tử lo lắng, Tố Cẩm đến xảy có biến, kêu Dạ Hoa khoan hành động, nhưng một khi đã máu, thì tô cháo anh cũng phải ăn hết. Dạ Hoa quyết định trong tối nay sẽ xuất quân đánh Giao Nhân tộc, sau đó sẽ chịu một cú chém từ thủ lĩnh Giao Nhân tộc rồi thân xác tan biến. Trận chiến bắt đầu, thủ lĩnh Giao Nhân tộc thề phải giết được Dạ Hoa để báo thù cho con mình. Dạ Hoa rút kiếm, cả hai bắt đầu xông trận, hai bên quân sĩ chém giết nhau quyết liệt. Dạ Hoa và thủ lĩnh Giao Nhân tộc sáp lá cả, anh cố tình cho hắn chém anh một cái thật nặng, anh cũng đâm hắn một cái khiến hắn hồn bay phát tán. Bên này, Tố Tố đang cầm chiếc gương thì nghe được tiếng kêu thất thanh của mọi người khi Dạ Hoa bị chém. Cô biết được anh đang bị trọng thương, liên chạy ra khỏi khu vực mà anh dùng phép che đi. Trong lúc mọi người đỡ Dạ Hoa về trại, anh đã làm rớt cái gương mà anh dùng để nói chuyện với Tố Tố. Tố Cẩm lấy được chiếc gương thì nghe giọng Tố Tố bên đầu gương bên kia. Thế là cô đã đến nhà cỏ và bắt Tố Tố lên Thiên Cung. Cô được mang đến trước mặt Thiên Quân để hỏi tội. Lúc này cô mới được Thiên Quân nói cho cô biết, Dạ Hoa của cô chính là thái tử tiên tộc, chỗ cô đang đứng chính là Thiên Cung. Ông kêu người bắt cô bỏ vào tháp tỏa yêu. Lúc này mẹ Dạ Hoa đi đến, cô nói mình đã có thai với Dạ Hoa, mẹ Dạ Hoa liền đến cầu xin cho Tố Tố trước mặt Thiên Quân. Hiện tại Dạ Qua đang bị thương nghiêm trọng, không biết là còn sống hay chết, nên cha mẹ Dạ Hoa hết lòng cầu xin Thiên Quân giữ lại huyết mạch cho Dạ Hoa. Thiên Quân đánh nhốt cô lại đợi khi nào Dạ Hoa về rồi tính tiếp. 3 ngày sau, Dạ Hoa tỉnh lại, anh biết tin Tố Tố đã bị bắt lên Thiên Cung. Anh vừa khóc vừa sợ cô sẽ bị giết, nên anh lập tức muốn trở về Thiên Cung. Tam Hoàng tử nói anh muốn cứu cô ấy, thì anh phải khỏe bệnh thì mới đủ sức cứu Tố Tố. Lúc này Ly Kính được Pháp Bảo Thiên Tôn mời đến để dự pháp hội, nên anh đã cùng Hỏa Kỳ Lân và Huyền Nữ lên Thiên Cung. Hỏa Kỳ Lân do quá buồn chán nên đã chạy đi chơi, cậu chạy đến ngay căn phòng Tố Tố đang bị nhốt. Do không có gì chơi, cậu đã đốt ổ khóa, vô tình làm cháy căn phòng giam giữ Tố Tố. Ly Kính đi dạo thì thấy Pháp Bảo Thiên Tôn, cả hai người từng gặp nhau ở núi Côn Luân Hư. Pháp Bảo Thiên Tôn là người tặng Bạch Thiển quạt phá vân. Sau đó thì có người thông báo cháy, cả hai đến thì đã thấy Hỏa Kỳ Lân đang ở đó. Ông thần này đốt nhà xong run quá đừng đó luôn. Pháp Bảo Thiên Tôn đã dùng phép dập tắt ngọn lửa, Ly Kính dùng kiếm chém đứt ổ khóa, sau đó ẩm Tố Tố về phòng mình. Anh cứ nghĩ người con gái này chính là Tư Âm, nên anh đã dùng phép cứu chữa, phát hiện ra cô không có tiên khí, chỉ là người phàm. Sau đó Lạc Tư Nương Nương đến, nói cô gái này là người của bà đến cảm ơn anh đã cứu mạng và xin anh trả lại cô theo bà đi về. Sau khi đưa Tố Tố về, Lạc Tư Nương Nương nói với Tố Tố, thật ra bà cứu cô chủ yếu là cứu con của Dạ Hoa, chứ không hề muốn cứu cô, nên cô giờ phải sống theo nguyên tắc của tiên tộc, nếu không sẽ cho cô đi xa. Thiên Quân vì lo cho Dạ Hoa nên đã đi đến Trường Hải để thăm Dạ Hoa.
ông trách Dạ Hoa sao lại vội vàng quá vậy, vừa tới là đánh liền, nên mới để bị thương như vậy. Ông cũng nói ông bắt được một nữ phàm nhân, trong bụng cô ta lại có cốt nhục của anh, chuyện này là sao? Anh biết nếu nói rằng mình yêu Tố Tố, thì Thiên Quân nhất định sẽ làm hại cô, nên anh phải giả vờ cô không quan trọng gì với anh. Dạ Hoa nói rằng lúc anh đi đánh Kim Nghê Thú bị thương, Tố Tố đã có ơn cứu mạng anh, nên cái thai trong bụng của Tố Tố chỉ là để trả ơn cứu mạng. Thiên Quân nghe vậy cũng không giận dữ, ông cũng tỏ ra không lo lắng nữa, còn cho phép cô ở lại Thiên Cung. Dạ Hoa thấy vậy cũng đành nghe theo, sau đó Thiên Quân rời đi. Dạ Hoa tính sau khi Tố Tố sinh con xong, sẽ cho cô uống nước vong xuyên để hoàn toàn quên đi anh. Bên đây Tố Cẩm đưa chiếc gương của Dạ Hoa cho Thiên Quân và nói rằng Dạ Hoa đã cố tình nói là anh không xem trọng Tố Tố, nhưng thật ra hai người đã liên lạc và yêu thương nhau từ lâu. Thiên Quân kêu Tố Cẩm hãy điều tra thêm. Bên này hai tùy tùng của Thái Tử đến báo, hôm qua phòng của Tố Tố bị cháy, Dạ Hoa cảm thấy lo lắng nên lập tức trở về Thiên Cung. Vừa về đến nơi, Tố Tố muốn chạy lại ôm Dạ Hoa, nhưng đã bị Lạc Tư Nương Nương chửi cho một trận. Anh vì sợ mọi người biết được mối quan hệ thân thiết của hai người, sẽ đem cô đi chém, nên anh dùng nét mặt lạnh lùng đối xử với cô. Còn Tố Tố thì phải quỳ xuống tham kiến Dạ Hoa, anh lạnh lùng kêu cô lui xuống. Sau khi Dạ Hoa nói chuyện với mẹ anh xong, anh lập tức đến cung Nhất Lãng Xuân Hòa. Nơi này đã bỏ hoang nhiều năm, vừa đến anh tìm cớ đuổi các cung nữ khác ra khỏi cung, sau đó chạy đến ôm Tố Tố. Anh nghe nói cô đã bị bỏng do lửa của con hỏa kỳ lân, vết sẹo này sẽ không thể nào lành lại được. Anh nói anh sẽ dùng hết sức để bảo vệ cô, trước mặt người ngoài anh sẽ lạnh lùng với cô còn sau lưng thì như bình thường, làm như vậy mới bảo vệ được cô. Và nhắc cô trên Thiên Cung phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, không được giao thiệp với ai. Anh cũng mang đến một tiên nữ hoàn toàn mới đến hầu hạ cô. Bên này các cung nữ về báo lại với Lạc Tư Nương Nương rằng Thái Tử đã đuổi hết các người hầu, chỉ cần một người ở lại. Mẹ Dạ Hoa lo sợ anh sẽ giống với nhị hoàng tử, cần người không cần thiên hạ. Thời gian trôi nhanh, Dạ Hoa luôn bận rộn công vụ nên không thường xuyên đến thăm Tố Tố được. Chỉ có thể nhìn cô qua gương, nhưng những lúc không có người, anh liền bay đến bên cô. Sáng hôm sau Ly Kính đến thăm Tố Tố, anh tính cho vực y khám cho cô, thì được biết Tố Tố đã trở thành trác phi của Thái Tử. Tố Cẩm đi vào không cho phép vì đây là trái quy tắc, nên Ly Kính đành cáo lui. Sau đó Tố Cẩm nói Tố Tố hãy xem cô như chị em, sau này nếu không có ai, thì không cần câu nệ lễ nghĩa. Tố Cẩm nói là Lạc Tư Nương Nương muốn Tố Tố đi ra ngoài chơi cho biết Thiên Cung như thế nào. Cô không hề biết Tố Cẩm đang gài bẫy cô, thế là cô cùng Tố Cẩm đi ra ngoài. Sau khi đưa Tố Tố đi khỏi cung, Tố Cẩm sai một nô tỳ đến lấy cây quạt ngọc thanh côn luân của Tố Tố, mang đến pháp hội của Linh Bảo Thiên Tôn. Dạ Hoa đang ngâm mình trong hồ nước của Linh Bảo Thiên Tôn, Tam Hoàng Tử đến nói chuyện với anh về cuộc chiến của Giao Nhân Tộc. Một lúc sau thì Thiên Quân đi đến, Tam Hoàng Tử liền xin phép cáo lui. Chỉ còn Dạ Hoa và Thiên Quân bàn về chuyện kết hôn của anh và Bạch Thiền. Tố Cẩm dẫn Tố Tố đến đứng bên ngoài hồ nước để nghe, cảm thấy mình đã bị lừa gạt. Thiên Quân đi ra thì thấy hai người đang đứng, ông liền nói Tố Tố chỉ là người phàm, không xứng đáng đến gần pháp bảo hội. Dạ Hoa đi ra liền cảm thấy lo lắng, anh liền nói Tố Cẩm đừng làm phiền Tố Tố, kêu Tố Tố không được qua lại với Tố Cẩm. Lúc này cô không biết rằng Tố Cẩm chuẩn bị chơi cô một cú thật đau. Bạch Phượng Cửu năn nỉ ti mệnh mang cô theo để hóng ra mà. Bên này chúng tiên đã có mặt đầy đủ tại pháp hội. Lúc này tỳ nữ của Tố Tố đi đến, cô cầm theo quạt ngọc thanh côn luân, từ phía sau có một người làm phép khiến cô té ngã. Cây quạt liền phát sáng, làm cho hỏa phượng hoàng của Linh Bảo Thiên Tôn hoảng sợ, bay khắp nơi làm loạn. Nó tấn công mọi người khiến chúng tiên chạy tán loạn. Nó bay đến tấn công Bạch Phượng Cửu làm cô bị trọng thương ngất xỉu. Ly Kính liền dùng kiếm giao đấu với nó, cũng bị hỏa phượng hoàng đánh té lăn ra đất. Dạ Hoa thấy vậy liền rút kiếm bay lên chém nó, anh đâm trúng vào ngực nó, khiến nó chết tươi rơi xuống ngay chân Thiên Quân. Thái Tử liền tắt ánh sáng và thu cây quạt về tay. Ti mệnh ẵm Phượng Cửu về phòng, Đế Quân đi đến, tỏ ra tức giận vì người mình yêu bị thương, ông kêu tất cả lui xuống tự mình điều trị cho cô. Bên này Thiên Quân bắt đầu hỏi tội Tố Tố, Dạ Hoa đứng ra nhận hết tội về mình. Nhưng Thiên Quân nói rằng quy tắc Thiên Cung, không biết mà phạm lỗi là vẫn có tội. Dù nô tỳ nói là có một cung nữ khác giả lời nói của Tố Tố, cố tình muốn hại Tố Tố, nhưng Thiên Quân không chấp nhận, còn cho rằng hai người đang nói xạo. Lúc này Tố Tố nói ra câu nào cũng có lý lẽ, nhưng Dạ Hoa liên tục kêu cô câm miệng vì cô càng nói, Thiên Quân sẽ càng ghét cô. Tố Cẩm thì làm mèo khóc chuột xin chịu phạt thay cho Tố Tố. Sau đó Linh Bảo Thiên Tôn đến, mọi người mới biết rằng thì ra do ngày xưa Tư Âm từng dùng quạt ngọc thanh côn luân đánh nó gần chết, nên khi thấy ánh sáng cây quạt này nó liền nổi khùng. Linh Bảo Thiên Tôn cũng đứng ra nhận lỗi vì con thú này do ông đem lên. Nên đợt này Thiên Quân cho qua, nhưng Dạ Hoa lại muốn phạt Tố Tố để mọi người nhìn vào thấy anh không hề yêu thương gì cô. Nên đã phạt cả hai chủ tớ,
không được phép ra ngoài nếu không được anh cho phép. Tố Tố tức không nói nên lời, cô vừa đi vừa ức. Dạ Hoa sau đó cảm ơn sư huynh của mình là Linh Bảo Thiên Tôn. Thiên Tôn nói, cũng may do Lý Kính đến báo với Linh Bảo Thiên Tôn, không thì Thiên Quân đã lấy mạng Tố Tố. Bên này Thiên Quân và Tố Cẩm về đến phòng, thì ra chủ mưu không phải một mình Tố Cẩm, mà còn có ông Thiên Quân, vì Dạ Hoa là người ông yêu thương nhất, nên ông nhất quyết giết chết Tố Tố. Dạ Hoa về phòng xin lỗi Tố Tố, nói cô sau này hãy cẩn thận, tối anh sẽ đến thăm cô lần nữa. Bên này Phượng Cửu tỉnh dậy, nhưng không thể biến thành người, cô được đế quân ôm về phòng và chữa trị cho cô. Lúc này ở Bắc Quang, Ly Oán khởi binh làm loạn, Kim Nghê Thú cũng xuất hiện trong quân làm loạn, điều này khiến cho Thiên Quân nghĩ, Dạ Hoa đang nói dối. Ông tỏ ra rất thất vọng, ông càng tức giận và cho rằng Dạ Hoa vì gái nên không hoàn thành nhiệm vụ. Lần này Thiên Quân cho ra trận một lần nữa, nếu còn sai sót thì cả cung thái tử đều phải chịu phạt. Không những thế ông còn đổi hết tỷ nữ trong cung thái tử để dễ thực hiện âm mưu giết chết Tố Tố. Sau đó Thiên Quân rời đi, Ly Kính đi đến, anh nói làn giao chiến này anh sẽ quyết theo hỗ trợ thái tử điện hạ. Bên này Tố Tố đang tính bưng canh cho Dạ Hoa, thì Tố Cẩm vừa khóc vừa nói, có phải vì anh còn yêu thương ta nên mới đặt tên cho cô gái người phàm là Tố Tố đúng không? Thành công khiến cho Tố Tố nghĩ rằng mình chỉ là người thay thế. Điều này khiến cho Tố Tố rụng rời tay chân làm đỗ chén canh, cô buồn bã quay về cung. Dạ Hoa phát hiện ra cái gương đồng của anh làm mất, đang nằm trong tay Tố Cẩm. Lúc này nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống con yêu quái này ghê. Lấy xong anh bỏ đi mà không nói một lời. Về đến cung, Tố Tố đang rất buồn vì những gì Tố Cẩm nói. Dạ Hoa nói anh phải đến Bắc Quang đóng quân nửa năm. Tố Tố lúc này cũng không quan tâm nữa, trái tim cô đang chết dần. Dạ Hoa muốn nắm tay cô cũng không cho, cô lạnh lùng kêu Dạ Hoa đi đi không cần quan tâm cô. Bên này các tướng quân Ly Kính không đồng ý theo anh đi đánh đại hoàng tử Ly Oán, nhưng anh đã quyết nếu ai không đi thì xem như đầu thai kiếp khác. Bên này do không giành địa hình Bắc Quang nên quân thái tử không thể đánh trận. Dạ Hoa đã đến tìm Bạch Chân là tứ ca của Bạch Thiển, nhờ anh vẽ cho bản đồ Bắc Quang giúp anh đánh thắng trận này, nếu không thì cả đám người trong phủ thái tử phải đi bán muối. Bên Bạch Phượng Cửu dù cô đã khỏe mạnh nhưng vẫn giả bộ không thể biến thành hình người để đế quân cho cô bên cạnh ông. Canh ông đang ngủ, cô biến thành người và ôm hôn ông. Cô ngại ngùng bỏ chạy thì đế quân bên đây vẫn nhắm mắt nhưng miệng thì cười. Còn về Tố Tố thì đã mang thai hơn 8 tháng, sắp đến ngày hạ sinh hoàng tử. Phượng Cửu vì thấy Tố Tố giống cô mình nên lâu lâu cũng đến thăm cô. Cô tâm sự với Phượng Cửu, lúc trước cô còn giận vì anh xem cô là thế thân, nhưng càng về sau, cô càng yêu anh. Dù chỉ cần anh thích cô một chút thôi cô cũng bằng lòng, cô còn mong muốn tu thành tiên để Dạ Hoa có thể yêu cô thêm chú nữa, chứ không biết rằng cô là người anh yêu nhất. Bên này bản đồ đã vẽ xong, Ly Kính xin làm tiên phong để đi bắt Ly Oán về. Sau nhiều tháng trời, Tố Tố cũng đã nói chuyện với Dạ Hoa với tâm thái vui vẻ hơn. Cô kể cho anh về đứa con của người, Dạ Hoa bên đây buồn bã vì nhớ cô. Một tháng sau, Dạ Hoa nhận được tin Ly Kính đã dùng phép làm lũ lụt, đánh tan toàn bộ quân đội của Ly Oán. Ly Oán chỉ còn một toán quân nhỏ đang bỏ trốn thì bị Ly Kính bao vây. Trong lúc giao chiến, Ly Oán muốn giết Ly Kính thì Tam công chúa đứng ra đỡ đòn cho anh, rồi Kim Nghê Thú lại nhảy vào đỡ đòn cho Tam công chúa. Lúc này bộ chết vui lắm hay sao mà ai cũng muốn chết. Ly Kính bắt được Ly Oán đem về vực tộc. Dạ Hoa quay về với tin chiến thắng, Thiên Quân tỏ ra vui mừng. Ông nói Tố Cẩm lúc trước lấy ông chẳng qua trên danh nghĩa, lần này anh lập được công, nên ông quyết định ban Tố Cấm cho Dạ Hoa, cho cô trở thành trắc phi. Và ông vẫn cố tìm cách để loại trừ Tố Tố. Vì thế ông cho Tố Cẩm đưa thiệp mời, mời Tố Tố đến hồ sen ngấm hoa. Hôm đó tất cả nữ quyền đều đến đó và lệnh cấm túc đã được Thiên Quân xóa bỏ. Tố Tố đến hồ sen thì bị Tố Cẩm dắt đến Chu Tiên Đài, nơi này dùng để xử tử các tiên gia phạm trọng tội. Nại Nại định chạy lên ngăn lại thì bị nô tỳ Tố Cẩm kéo lại, cô lập tức chạy đi tìm thái tử. Thái tử vừa nghe Nại Nại bẩm báo liền bay đến Chu Tiên Đài. Trên Chu Tiên Đài, Tố Cẩm chính thức lộ bản chất thật của mình. Cô giả bộ dùng rằng với Tố Tố. Thấy Dạ Hoa vừa tới, cô giả bộ bị rớt xuống Chu Tiên Đài. Dạ Hoa vừa kịp lúc kéo Tố Cẩm. Tố Cẩm đã bị sát khí trong Chu Tiên Đài làm cho mù đôi mắt. Tố Cẩm liền nói đừng trách Tố Tố, Tố Tố không cố tình đâu, chỉ cố ý thôi. Lúc này Tố Tố liên tục nói cô không có đẩy cô ấy, nhưng mọi chuyện đều bị các tướng quân nhìn thấy. Dạ Hoa biết Tố Tố bị du oan, nhưng trước mặt mọi người và các vị tướng quân, anh không biết cách nào để có thể giúp cô thoát tội. Dạ Hoa đành chấp nhận lạnh nhạt với cô, để các tướng quân quy phục. Anh ẩm Tố Cẩm về phòng, Tam hoàng tử đến hỏi, thì Dạ Hoa nói rằng, lúc anh đến đã thấy Tố Cẩm giả vờ tranh chấp với Tố Tố. Là do Tố Cẩm cố tình nhảy xuống dưới, nhưng giả vờ như bị Tố Tố đẩy xuống, nổi oan này có nhảy xuống sông đầu thai nhảy tiếp cũng không rửa sạch. Tam hoàng tử cũng không ngờ con yêu nghiệt này ác độc như vậy. Thiên Quân lập tức đi đến,
ông đưa Dược Quân đến khám cho Tố Cẩm. Ông hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì được mọi người báo lại, là Tố Tố vì ganh ghét Tố Cẩm được phong làm thiên phi của Dạ Hoa, nên cô nhất quyết muốn Tố Cẩm đi xem Chu Tiên Đài một lần. Dù Tố Cẩm đã ngăn lại, nhưng vì Tố Cẩm sợ cô buồn nên đã dẫn cô đi. Các thủ linh thúc bá của Tố Cẩm nghe được liền đồng loạt xin Thiên Quân xử chết Tố Tố, còn Tố Cẩm thì liên tục xin tha cho cô, khiến cho mọi người nghĩ rằng Tố Cẩm quá tốt bụng, không muốn làm hại ai. Dạ Hoa đứng kế bên tỏ ra hoang mang. Thiên Quân nói Dạ Hoa chuyện này phải xử lý cho công bằng mới xoa dịu lòng người. Anh suy nghĩ một hồi và nói rằng tội của Tố Tố khó tha, nên sẽ phải lấy đôi mắt của Tố Tố đền cho Tố Cẩm, rồi chịu lôi hình 3 năm, mỗi ngày 49 đạo thiên lôi. Điều này có khiến cho Thiên Phi và chúng tiên hài lòng hay không? Anh còn nói, lôi hình sẽ do anh chịu phạt, vì người phàm đó đang mang cốt nhục của anh, nên anh chịu phạt là hợp tình hợp lý, còn đôi mắt chính anh sẽ đi móc, rồi gắn qua cho Tố Cẩm. Mọi người nghe vậy cũng đành đồng ý. Tố Tố bên này được dược y bắt mạch, sự việc hồi này không làm ảnh hưởng thai nhi. Dạ Hoa về kêu tất cả lui xuống, sau đó anh nói cho cô biết, bây giờ phải lấy mắt của cô trả lại cho Tố Cẩm, chỉ có làm như vậy mới dập tắt được cơn thịnh nổ của Thiên Quân và chúng tiên. Tố Tố không ngờ, người chồng mà mình yêu thương lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy. Cô hoảng sợ, vừa khóc vừa xin Dạ Hoa hãy tha cho mình, đừng lấy mắt của cô. Tố Tố tỉnh dậy đã thấy mình trở nên mù lòa, còn Dạ Hoa thì phải chịu thiên lôi đánh mỗi ngày, mọi chuyện đều do con yêu nghiệt Tố Cẩm gây ra. Về đến phòng, Dạ Hoa tức giận không thể nướng Tố Cẩm thành heo quay. Dạ Hoa cho rằng lúc trước anh nghĩ rằng chỉ cần không thường xuyên kiếm Tố Tố, lạnh nhạt với cô thì sẽ không ai hãm hại cô, thì ra anh đã sai. Giờ anh quyết định phải lên ngôi thái tử để trở thành Thiên Quân, sau này anh sẽ quyền quyết định mọi thứ. Biết chuyện Tố Tố bị móc mắt nên Phượng Cửu đến thăm cô, nhưng không được bao lâu thì Tố Cẩm xuất hiện. Lần này tới Tố Cẩm đã thay đổi thái độ, cô ta cười cợt Tố Tố, cô giờ chỉ là phế nhân. Thái tử xem cô là vật hiến tế thôi, còn người Dạ Hoa yêu nhất chính là cô ta. Lần này tới Tố Cẩm đã thay đổi thái độ, cô ta cười cợt Tố Tố, cô giờ chỉ là phế nhân. Thái tử xem cô là vật hiến tế thôi, còn người Dạ Hoa yêu nhất chính là cô ta. Tố Tố cứ nghĩ mình chỉ là bức bình phong để hai người đó làm lành với nhau. Phượng Cửu biết sự thật thì ra là do Tố Cẩm giá họa, nên Phượng Cửu nghe vậy cảm thấy tức giận dùm Tố Tố, bay đến cắn tay Tố Cẩm, liền bị cô quăng ra xa. Khi Tố Cẩm đang chuẩn bị cho người đánh chết Phượng Cửu, thì Đế Quân đi đến, nói rằng ông bị mất con tiểu hồ ly. Lúc này Tố Cẩm bắt đầu rén, đụng ai chứ đụng Đế Quân, ổng gõ cho khỏi đầu thai. Tố Cẩm liền sợ hãi xin Đế Quân bỏ qua, cô quỳ xuống xin tha tội. Thấy vậy Đế Quân cùng chửi cho một trận rồi bỏ đi. Trên triều, Thiên Quân thông báo, tất cả các thủ lĩnh và tướng quân đã dân tấu, muốn Thiên Quân chính thức sắc phong Dạ Hoa nhận ấn thái tử. Ông cảm thấy rất vui mừng, Thiên Quân đến nói cho Đế Quân về việc này. Đế Quân chúc mừng Thiên Quân, như vậy nếu sau khi Dạ Hoa nhận ấn thái tử, ông có thể thoái vị nhường ngôi, an hưởng giống như Đế Quân. Cả hai người cùng lên triều thông báo ngày này tháng sau sẽ sắc phong Dạ Hoa chính thức làm thái tử. Dạ Hoa nghĩ, như vậy là tháng sau anh có thể chính thức tự quyết định mọi việc. Anh đến thăm Tố Tố, nói với cô, anh sắp chính thức thành hôn với cô trên thiên cung. Nhưng lúc này Tố Tố không còn tin anh nữa, cứ nghĩ anh đang muốn lấy mình để chọc tức Tố Cẩm. Sớm muộn gì anh cũng bỏ cô để sống với Tố Cẩm. Nên cô bắt đầu sợ hãi, lấy cớ là mình buồn ngủ không muốn nói chuyện với anh. Ở vực tộc Tam Công Chúa đến cầu xin ly kính cho mình xuống trần gian sinh sống. Cô không muốn sống ở đây nữa, còn Huyền Nữ hiện tại đã mang thai, nhưng Huyền Nữ là người tiên tộc, nên nếu cô mang thai, thì thai nhi sẽ rất yếu, có thể chết trước khi ra đời. Rồi cũng đến ngày Dạ Hoa chính thức nhận ấn thái tử, tất cả các quân vương tứ hải bát quan đều đến chúc mừng. Trên chính điện Thiên Quân ban cho lệnh bài chính thức phong anh làm hoàng thái tử, tất cả chúng tiên đều phải khấu đầu. Sau đó anh phải chịu 36 đạo thiên lôi, 36 đạo lửa thiêu mới chính thức phong thành hoàng thái tử. Bên này Nại Nại chạy về báo với Tố Tố, sau khi thái tử được sắc phong thì cũng là lúc Tố Cẩm trở thành trác phi của thái tử. Tố Tố dường như đã biết trước chuyện này, bất ngờ cô đau bụng dữ dội, vậy đã đến lúc cô chuyển dạ, cô sẽ xin em bé trong ngày hôm nay. Ly Kính trên thiên cung cũng nghe tin Huyền Nữ đã sinh con dưới vực tộc. Dạ Hoa sau khi chịu 36 đạo thiên lôi, 36 đạo lửa thiêu, lại tiếp tục đến phong lôi đài chịu 49 đạo thiên lôi cho Tố Tố của ngày hôm nay. Lúc anh chịu phạt, cũng là lúc Tố Tố sinh con. Đang đẻ đến nơi mà ông Dược Y vào còn đứng tham kiến nương nương. Bên đây thì con của Huyền Nữ vừa sinh ra do khác tộc nên nó đã chết từ lúc sinh ra. Còn trên thiên cung thì Tố Tố đã thành công sinh được hoàng tử. Dạ Hoa vui mừng đến rơi lệ. Anh ẩm con đến thăm cô, tính nắm tay cô, nhưng cô không cho. Thấy vậy Dạ Hoa không dám làm phiền cô nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài. Tố Tố kêu Nại Nại đến ẩm tiểu hoàng tử đi.
bên đây Tố Cẩm khóc như mưa, vì sao mà Tố Tố có số tốt như vậy, vừa được Dạ Hoa yêu, vừa sinh hạ được con trai. Cô ta tức giận còn mưu tính hãm hại Tố Tố lần nữa. Dạ Hoa mang đồ cưới đến, Nại Nại chạy đến, thì Dạ Hoa ra ngoài chuẩn bị cho hôn lễ. Nại Nại nói thái tử đã thông báo cho tất cả mọi người, anh sẽ cưới cô. Nhưng Tố Tố chỉ cho là anh đang tội nghiệp cô mới làm vậy thôi. Cô kêu Nại Nại dẫn cô ra ngoài đi dạo, lúc này Tố Tố đã có ý định đi đến Chu Tiên Đài để tự tử. Cô hỏi Nại Nại thái tử có đặt tên cho con mình chưa, Nại Nại nói tên của hoàng tử sẽ do cô quyết định. Vì thế cô đặt tên cho hoàng tử là Ali. Sau đó cô kêu Nại Nại đi cạnh cô đến Chu Tiên Đài. Bên này Triết Nhan đến gặp đế quân nói về sự mất tích của Bạch Thiển, nhờ đế quân hãy tìm cách rời hôn lễ lại. Đế quân cũng biết Bạch Thiển chính là Tư Âm, Triết Nhan hỏi vì sao ông lại biết chuyện này. Ông nói là do Phượng Cửu nói. Triết Nhan nói Phượng Cửu đi báo ân, hiện tại báo xong chưa? Đế quân nói rằng ông thật ra cũng không cần cô ta báo đáp. Cô ở đây cũng hơi làm phiền ông. Phượng Cửu nghe vậy, liền buồn bã bỏ đi, thì bị nhị công chúa bắt bỏ vào tháp tỏa yêu. Triết Nhan trên đường đi về thì gặp Tố Tố, ông thấy rất lạ, người phàm này sao lại rất giống Bạch Thiển, còn có mùi hoa đào của nhà ông. Dạ Hoa đi đến giới thiệu Tố Tố là người trong cung của anh, Triết Nhan cũng không nghĩ nhiều. Anh đưa cô về phòng, Tố Tố tỏ ra rất khó chịu khi Dạ Hoa đến gần mình. Bên này đế quân biết được nhị công chúa nhốt Bạch Thiển vào tháp tỏa yêu, nên ông liền bay đến cứu Phượng Cửu. Đế quân vào tháp đánh với con yêu vương cứu cô, ông bị nó đánh máu me be bét, nhưng cũng đưa cô về phòng ông. Đế quân lúc này thấy lòng mình đã bắt đầu biết yêu, ông sợ nếu ở với Phượng Cửu một thời gian nữa, ông sẽ không kiềm lòng nổi. Sau đó đế quân nhờ Ti Mệnh đuổi Phượng Cửu về Thanh Khâu, tuy không nở nhưng cô ở lại cũng quá lâu rồi nên đến lúc phải đi. Về đến Thanh Khâu cô bị cha cô bắt về đập cho một trận. Triết Nhan trên đường về nhà thì đi ngang qua chuông Đông Hoàng. Ông nhận ra một điều, việc Bạch Thiển phong ấn kình thương và thiên kiếp của cô có liên quan đến Tố Tố, ông liền quay lại thiên cung. Bên này Tố Tố đi từng bước ra khỏi cung của mình. Vừa đi cô vừa nhớ lại những khoảnh khắc mà cô hạnh phúc bên Dạ Hoa. Cuối cùng cô cũng đi đến được Chu Tiên Đài. Dạ Hoa đang ở chỗ Lạc Tư nương nương thì có cảm giác rất bồn chồn. Anh lập tức đi về tìm Tố Tố, nhưng không thấy cô trong phòng. Anh nghe được tiếng gọi trong gương. Cô nói cô sẽ phải rời xa anh, cô mong anh hãy chăm sóc thật tốt cho Ali. Dạ Hoa hỏi cô đang ở đâu, anh sẽ đến đó. Tố Tố nói cô đang ở Chu Tiên Đài, anh lập tức bay đến đó. Khi Dạ Hoa đến, cũng là lúc cô nhảy xuống Chu Tiên Đài. Anh lập tức nhảy theo cô. Tam hoàng tử bay xuống cứu Dạ Hoa lên. Thân xác Tố Tố tan thành mây khói, nhưng cô cũng chính thức lịch kiếp trở thành Bạch Thiển Thượng Thần. Thân xác cô được hồi sinh tại thập lý đào lâm của Triết Nhan Thượng Thần. Bên này Kình Thương vô cùng tức giận khi cô đã lịch kiếp thành công. Ông tính phá chuông, nhưng đế quân đã đến tiếp tục phong ấn ông. Sau khi phong ấn Kình Thương, đế quân cần phải bế quan tu luyện. Rồi ông nhờ Ti Mệnh viết số kiếp cho ông, để ông chịu 6 cái khổ của kiếp người và hoàn thành tâm nguyện ở bên nhau cho Phượng Cửu. Dạ Hoa bên này máu chảy đầm đìa, được thiên quân truyền cho tu vi để cứu mạng. Nhưng nếu không có cỏ thần chi, thì dù có truyền tu vi thế nào cũng không được. Tam hoàng tử nói nếu thiên quân cứ truyền tu vi kiểu này sẽ khiến cho hai người tẩu hỏa nhập ma, trở thành ma đạo. Nên tam hoàng tử đã đánh ngất thiên quân, anh cùng đại hoàng tử đi hái cỏ thần chi, phải giao đấu 4 con thần thú của phụ thần canh giữ. Hai người đi được một lúc thì vô tình Triết Nhan thượng thần cũng quay lại thiên cung, nên mọi người mời ông vào chữa trị cho Dạ Hoa. Còn Tố Cẩm thì bị ngăn lại không cho vào. Triết Nhan sau đó đã cứu sống Dạ Hoa, ông cũng chữa trị cho thiên quân tỉnh lại. Triết Nhan nói tuy đã cứu sống Dạ Hoa, nhưng anh lại không có ý chí sinh tồn, nên có khả năng sẽ ngủ mãi mãi không tỉnh dậy. Bên này đại hoàng tử và tam hoàng tử be bét máu đi về, cũng không lấy được cỏ thần chi, cũng hên là Triết Nhan đã cứu sống Dạ Hoa rồi. Triết Nhan còn nói rằng để thái tử mau tỉnh dậy, thì hãy tìm người nào quan trọng của thái tử đến ở bên cạnh anh, thì anh sẽ mau tỉnh dậy. Nhưng mọi người cho ông biết, người anh yêu thương nhất chính là Tố Tố, cô ấy cũng đã chết khi nhảy xuống Chu Tiên Đài. Về đến thập lý đào lâm, ông thấy Bạch Thiển đang nằm gần đó, ông dùng tiên thuật của mình cứu cô tỉnh dậy. Nhưng vẻ mặt của cô thất thần, kể lại cho ông việc cô bị Kình Thương phong ấn phép thuật, ký ức trong lúc cô lịch kiếp. Lúc này cô vẫn nhớ rõ những kiếp nạn mình đã trải qua với thân phận của Tố Tố. Cô xin ông, hãy cho cô uống một loại thuốc để có thể quên đi ký ức của kiếp nạn này. Nên Triết Nhan đã đồng ý. Bên này dù đã mang Ali đến, cũng không kích ứng cho Dạ Hoa tỉnh dậy được, nếu cứ như vậy anh sẽ ngủ mãi mãi. Đế quân nói còn một cách, đó chính là đèn kết phách, có thể gom các nguyên thần của những người đã chết lại, khiến cho họ sống lại. Và đây là thánh vật của Tố Cẩm tộc, được chôn cùng với thi thể của mẹ Tố Cẩm. Sau khi đem chiếc đèn về, cô bắt buộc thiên quân chính thức cho cô thành phi tần của Dạ Hoa. Thiên quân đem đèn kết phách đến, rồi cho đặt bên cạnh Dạ Hoa. Đế quân nói chỉ cần sau 3 ngày thì nguyên thần của Dạ Hoa sẽ được hội tụ lại. Sau việc Dạ Hoa nhảy xuống Chu Tiên Đài,
Thiên Quân cũng bắt đầu cảm thấy có lỗi vì ông đã quá khắt khe với Dạ Hoa. Ngay cả Tam Hoàng Tử cũng thấy ông đối xử với Tố Tố cũng không đúng. Nên về sau Thiên Quân đã không còn muốn ép Dạ Hoa theo ý mình nữa. Bên đây cả nhà Hồ Đế đã biết Bạch Thiển lịch kiếp lần này là phải chịu nổi đau của tình kiếp mới thăng làm thượng thần. Vì thế cô đã uống thuốc dòng tình của Triết Nhan. Triết Nhan nói, nếu Bạch Thiển đã muốn thì chúng ta cứ xem như không biết gì, không cần nhắc tới thời gian mà cô đã lịch kiếp, nhưng họ cũng không biết cô lịch kiếp là nữ người phàm của Thái tử Dạ Hoa. Ông còn nói, tuy ông có thể chữa trị cho mắt của Bạch Thiển, có thể nhìn thấy được, nhưng mắt của cô sẽ không thể nhìn được ánh sáng mạnh. Trên thiên cung Dạ Hoa đã tỉnh lại, nhưng anh ngày nào cũng buồn bã. Thấy Dạ Hoa đau lòng, Lạc Tư nương nương mang dòng tình đơn đến, kêu anh hãy uống vào để quên đi Tố Tố, nhưng anh nhất quyết không uống. Bạch Thiển tỉnh dậy, cô nói cô cảm thấy mắt mình không nhìn rõ, ánh sáng làm cô cảm thấy khó chịu. Thì Bạch Chân đi đến nói, vì cô đại chiến với Kình Thương lúc phong ấn, nên cô đã bị hắn làm bị thương đôi mắt. Bạch Thiển lúc này chỉ còn nhớ lúc mình bị Kình Thương đánh ngất xỉu, tỉnh dậy là đã ngủ hơn mấy năm, nên cũng không nghỉ ngợi nhiều. Cô lập tức đến thăm tiên thể của Mạc Uyên, cô thấy lạ vì sao cô ngủ hơn mấy năm trời. Mà tiên thể Mạc Uyên vẫn nguyên vẹn, Triết Nhan đi đến nói cho cô biết. Nguyên thần của Mạc Uyên vẫn còn đang tồn tại, tức là ông vẫn còn sống nên thân xác không bị thối rửa. Một thời gian không lâu nữa ông sẽ tỉnh lại, nghe vậy cô rất vui mừng. Cô cũng đi đến thăm Phượng Cửu, mấy ngày nay Phượng Cửu đang buồn vì nhớ đế quân. Bạch Thiển nói cô đừng lấy rượu để giải sầu nữa, cả hai ôm nhau rồi tâm sự. Dạ Hoa bên này sau khi tỉnh dậy, lập tức điều tra tung tích của Tư Âm và Mạc Uyên. Vì anh đoán rằng Tư Âm cất giữ tiên thể Mạc Uyên không chôn cất, thì chắc Tư Âm đã biết cách cứu sống Mạc Uyên. Nên anh tính dùng cách đó để hồi sinh Tố Tố. Ti Mệnh nói Bạch Phượng Cửu của Thanh Khâu có thể biết gì đó về chuyện này. Anh tính đến Thanh Khâu, Tam Hoàng Tử nói hôm nay là ngày thành hôn của anh và Tố Cẩm. Dạ Hoa liền nói vậy sao, để cô ta tự làm một mình đi. Rồi anh bỏ đi. Dạ Hoa đến Thanh Khâu và xin gặp Phượng Cửu, lúc này cô vẫn đang nói chuyện với Bạch Thiển. Mê Cốc vào báo là Thái tử Dạ Hoa đã đến, Bạch Thiển nói ta và Thiên Cung đã từ hôn rồi, Dạ Hoa đến làm gì? Cô được Mê Cốc nói lại, thì ra lúc cô ngủ, Hồ Đế đã chuyển hôn ước từ nhị hoàng tử sang cho Dạ Hoa, tức bây giờ cô chính là vợ sắp cưới của anh. Phượng Cửu là người chứng kiến sự việc của Tố Tố, nên đã chửi anh là kẻ vô tình bắt cá hai tay. Mà nói thật bắt cá mà không bắt bằng hai tay thì làm sao mà bắt? Bạch Thiển tỏ ra khó chịu, không đồng ý, cô tính đi ra chửi cho Dạ Hoa một trận. Nhưng nghĩ lại là làm mất mặt cha mình, nên cô nói không muốn gặp mặt. Mê Cốc lại nói Thái tử đến tìm Phượng Cửu, cả hai tỏ ra bất ngờ, nên Phượng Cửu đi ra gặp anh. Dạ Hoa hỏi Phượng Cửu biết tung tích của Tư Âm hay không, nhưng cô nói không biết. Dạ Hoa cũng không hỏi gì thêm lập tức bỏ đi. Anh quay về được thuộc hạ báo, Tố Cẩm đang được rước dâu về cung của anh. Đến trước cổng Dạ Hoa đã đứng chờ sẵn. Cô vừa cười vừa bước lại gần, Dạ Hoa lập tức rút kiếm đâm vào ngực Tố Cẩm một nhát, khiến cho cô đau đớn quỳ xuống. Sau đó anh bước vào cung, rồi cho người đóng cửa lại, không cho Tố Cẩm vào cung. Xem cảnh này ai cũng thấy hả hê, đã cái nư ghê, cho em cười một cái nha quý vị. Ha ha ha, bên đây Bạch Thiển đang ở Côn Luân Hư đi lòng vòng, thì nhớ đến cây quạt của mình nên đã gọi nó về. Dạ Hoa về phòng đang cầm cây quạt của Tố Tố, thì đột nhiên nó biến mất. Đây là pháp khí của Bạch Thiển, nên khi cô sống dậy, nó sẽ tự quay về với cô. Dạ Hoa biết đó là chủ nhân nó đang triệu hồi nó. Dạ Hoa lập tức đến Côn Luân Hư để điều tra, nhưng Bạch Thiển đã rời đi. Thiên Quân gọi anh về, nói về chuyện của Tố Cẩm. Dạ Hoa nói nếu Thiên Quân đã cho cô vào cung của anh, thì anh đành chấp nhận. Nhưng cô ta ở đâu cũng được, nhưng không được vào phòng anh và nơi ở trước đây của Tố Tố. Thiên Quân cũng ngậm ngùi đồng ý. Tố Cẩm vì muốn gặp Dạ Hoa, đã nhờ người nói với anh là biết cách hồi sinh được Tố Tố, mong anh hãy đến gặp cô. Vì nghĩ có thể cứu được Tố Tố nên anh đến gặp Tố Cẩm, cô chỉ xin nếu cho anh biết bí quyết này. Chỉ cần anh cho cô vào cung Thái tử, cô nói chỉ cần dùng đèn kết phách, đốt các vật dụng của Tố Tố, sau đó nó sẽ hấp thụ các hơi thở của người phàm đó, tạo ra một người giống như Tố Tố. Sau đó Thái tử đã cho người đến thông báo đồng ý cho cô nhập cung, nhưng không được đến gần Hoàng tử Điện Hạ, không được tự ý đi đến tẩm cung của anh, cũng như nơi mà Tố Tố từng ở. Tố Cẩm liền gật đầu lia lịa, đúng là mê trai đến điên rồi. Về cung Dạ Hoa đốt quần áo Tố Tố, nhưng chỉ thu về được hoa đào của Triết Nhan. Anh ẩm Ali đến ngôi nhà anh từng sống với Tố Tố mà tưởng nhớ về cô. Thời gian trôi qua 300 năm, lúc này Ali cũng đã thành đứa bé 5 tuổi, nhưng anh ngày nào cũng nhớ về cô. Trong 300 năm nay anh đã giữ cho đèn kết phách cháy mỗi ngày, nhưng không hấp thụ được bất cứ linh hồn hay nguyên thần gì của Tố Tố. Cũng đúng thôi, cô có chết đâu mà hấp thụ. Ở Thanh Khâu, Phượng Cửu thấy sắp đến sinh nhật của Bạch Thiển mà không biết tặng gì cho cô. Biết rằng cô muốn cứu sống Mạc Uyên,
được Mê Cóc cho biết trên thiên cung có đèn kết phách có thể hội tụ nguyên thần của thần tiên, nên Phượng Cửu đã nảy ra ý định lên thiên cung ăn cắp nó về tặng cho Bạch Thiền. Cô bay lên thiên cung và biến thành Tố Cẩm, đi vào phòng thái tử để lấy nó về. Điều này chút nữa Tố Cẩm bị ăn chửi ngập mặt mà không biết lý do. Thái tử ở dưới trần gian được thuộc hạ báo lại, Tố Cẩm đột nhiên xông vào tử thần điện, không ai dám cản. Nghe vậy Dạ Hoa lập tức quay về, thì phát hiện đèn kết phách đã bị mất, đúng như mình đoán. Dạ Hoa về chửi Tố Cẩm như chưa từng được chửi, mém chút đập cô một trận. Mà cô không biết chuyện gì, lần đầu tiên mình thấy người bị du oan mà trong lòng vui như Tết. Nhìn không thấy tội nghiệp mà thấy tội đồ. Nhưng cô nói thật sự không biết, Dạ Hoa lập tức đi ra ngoài để điều tra. Tất cả các cung nữ đều bị Dạ Hoa tra hỏi từng người, khiến cho cả thiên cung náo loạn, chúng tiên phải sợ hãi. Tam hoàng tử biết chuyện liền đến tìm Dạ Hoa, anh đến an ủi Dạ Hoa nói cho anh biết có thể Tố Tố còn sống thì sao. Bạch Thiền biết được Phượng Cửu đã ăn cắp đèn kết phách về, lập tức la cô một trận, bắt cô mang về thiên cung trả lại. Phượng Cửu nói đã lấy về rồi sao cô không thử dùng một lần. Bạch Thiền nói, thật ra cô biết cách này lâu rồi, nhưng ít nhất cũng phải có một phần nguyên thần của Mặc Uyên thì mới thu được các phần còn lại, nên khi nào kiếm được nguyên thần còn lại thì mới sử dụng được chiếc đèn này. Nên giờ Phượng Cửu phải đi trả lại, lên đến thiên cung cô gặp Ti Mệnh, nói cho anh biết cô đã giả làm Tố Cẩm để lấy trộm chiếc đèn, giờ phải nhờ anh nói giúp trả lại cho thái tử. Ti Mệnh nghe xong còn run lập bập, anh nói 300 năm nay, thái tử tính khí thất thường không cho ai đến gần phòng của anh, để bảo vệ đèn không tắt, giờ cô làm tắt, không biết anh sẽ nổi giận như thế nào. Thế là Ti Mệnh nhờ Tam hoàng tử đến cầu xin Dạ Hoa giúp cô. Dạ Hoa biết chuyện vừa khóc vừa đau lòng, anh biết là do Phượng Cửu cầm đi chơi nên tức không nói nên lời. Anh nhất quyết không tha cho Phượng Cửu, nhưng vì Tam hoàng tử liên tục đem Thanh Khâu ra xin tha, Ti Mệnh thì lấy đế quân xin cho cô, nên Dạ Hoa chỉ tức giận đuổi cô đi. Nhưng 300 năm qua anh đã đốt sạch hết đồ của Tố Tố, giờ anh chỉ còn nguyên thần của anh là còn liên quan đến Tố Tố, thế là anh tính chơi liều đốt luôn. May mà Tam hoàng tử ngăn lại. Bên này Thiên Quân cũng biết chuyện Phượng Cửu gây họa làm Tố Cẩm bị chửi, nhưng Thiên Quân nể mặt Thanh Khâu hơn nên kêu cô chịu khó chịu nhục chút. Tố Cẩm nghe vậy cũng không dám nói gì thêm. Bên đây A Ly thức dậy bỏ đi chơi, cậu gặp một con xà yêu, nó tấn công cậu, may mà cậu được một cô gái giải cứu và đưa A Ly về nhà cỏ. Cô gái này tên là Mậu Thanh, em gái của Đông Hải Thủy Quân, cô vừa nhìn là đã mê Dạ Hoa. Dạ Hoa hứa sẽ giúp cô một nguyện vọng vì đã cứu A Ly, nên cô mong muốn ở lại giặc đồ nấu cơm cho hai cha con thái tử, được thì cho cô ngủ chung với anh càng tốt. Tất nhiên Dạ Hoa chê rồi, nhưng do cô đã cứu A Ly nên anh chỉ cho cô ở lại 10 ngày, sau đó thì không ai nợ ai. Vào phòng A Ly khóc tức tưởi, khi biết đèn kết phách đã tắt, mẹ của cậu sẽ không quay về nữa, A Ly bỏ chạy ra ngoài. Dạ Hoa cũng đau lòng chấp nhận. Bên này Bạch Thiền được Đông Hải Thủy Quân mời đến dự tiệc đầy tháng, nên cô nói với Phượng Cửu thời gian tới cô sẽ rời khỏi Thanh Khâu. Việc lần đầu tiên Bạch Thiền xuất đầu lộ diện, đi tham dự yến tiệc đã làm cho tứ hải bác quan không ngờ, ai cũng muốn đến đó nhìn mặt một lần. Bên này thái tử cũng nhận được thư mời của Đông Hải Thủy Quân, tức cũng là anh trai Mậu Thanh. Dạ Hoa nói sẽ đưa A Ly đi cùng. Bên này Ti Mệnh đến Thanh Khâu để đưa Phượng Cửu đi lịch kiếp, xuống báo đáp tình cảm cho đế quân. Đế quân lúc này đang làm vua dưới trần gian, Ti Mệnh sẽ cho Phượng Cửu xuống làm phi tần của ông. Nhưng tuy là mất hết phép thuật, nhưng cô sẽ vẫn nhớ mọi chuyện và có thể nói chuyện với Ti Mệnh bình thường. Dạ Hoa và A Ly đã đến Bắc Hải Thủy Cung, anh cho người đưa A Ly về phòng, còn anh đi đến Đào Hoa Lâm. Bắc Hải Thủy Quân biết mắt của Bạch Thiền Thượng Thần không được tốt, nên đã cho người dùng lá che hết các san hô phát ra ánh sáng mạnh. Sau đó ông gặp Mậu Thanh, cô xin ông trong lúc Dạ Hoa đến dự tiệc, hãy kiếm cớ để anh thu nhận cô làm phi tần trong cung. Dạ Hoa đến vườn đào, lúc này Bạch Thiền cũng đang nằm uống rượu trên cây. Thấy anh đến cô bất cẩn ngã xuống, anh bay đến đỡ cô, thì thấy người này rất giống Tố Tố. Lúc này cô nửa tỉnh nửa mê, nên mém chút đã hôn anh, sau khi bình tĩnh lại cô đã biến đi. Dạ Hoa cứ nghĩ mình đã gặp ảo giác, anh liên tục kêu tên Tố Tố. Anh chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng không thấy. Sáng hôm sau Bạch Thiền tỉnh dậy, cứ nghĩ việc gặp Dạ Hoa là giấc mơ. Triết Nhan đến kêu cô dậy để đi dự tiệc Bắc Hải Thủy Quân, còn gửi cho cô 3 bình rượu nếu gặp Bạch Chân thì gửi cho anh ta. Sau đó Bạch Thiền di đến Đông Hải. Lục Tụ đi đến thấy Bạch Thiền làm phép tạo ra một con đường, nên đã đến xin đi ké. Đến nơi Bạch Thiền chỉ nhận mình là người làm của Triết Nhan. Đi đến đâu cũng nghe các cô gái nhắc về thái tử tiên tộc, cô nghe giết cũng nhảm. Các con mấm nơi này còn nói cô là bà già Thanh Khâu, không xứng đáng để lấy thái tử Dạ Hoa. Ai cũng nghĩ cô là bà lão nhăn nheo mặt xệ, khiến cô cười chỉ nửa miệng. Bên này thì Dạ Hoa và hai tùy tùng đang tìm kiếm A Ly, cậu lại bỏ chạy đi chơi. Bạch Thiền đến hậu hoa viên thì thấy A Ly đang đào đất. Cô không hề biết đây chính là đứa bé mà cô sinh ra. Cô gọi cậu là cục bột nhỏ,
Nói chuyện một hồi thì biết được Ali là con của thái tử Dạ Hoa, người chồng tương lai của cô. Ali nói cậu đang đào san hô để xem. Cô đưa cho Ali quạt phá vân, kêu cậu quạt một cái thì sẽ đào lẹ hơn. Ali quạt một cái, tất cả các đám cỏ liền bị thổi bay, làm lộ ra ánh sáng san hô cực mạnh, mắt Bạch Thiển bị chói, cô liền biến tấm vải che mắt lại. Cả thủy cung đều bị luồng gió thổi ngang, Thiếu Tân thấy vậy là biết Bạch Thiển đang ở đây. Ali quay sang thấy Bạch Thiển rất giống với bức tranh của mẹ cậu, khi có miếng vải che mắt. Ali liền chạy đến ôm Bạch Thiển và kêu là mẫu thân. Bạch Thiển không hiểu Ali đang nói gì, thì Dạ Hoa đi đến. Anh liền gọi cô là Tố Tố, còn Bạch Thiển thì nghĩ Dạ Hoa là sư phụ của mình. Nhưng nghĩ lại thì không phải. Dạ Hoa rơi lệ tính sờ vào mặt cô, nhưng bị cô gạt tay ra, nói anh hồn sược. Dạ Hoa nghĩ mình đã nhầm người, nên dẫn Ali đi ra một góc quan sát cô. Khi nghe Ali nhắc đến bức họa trong cung thái tử, cô mới biết đây chính là Dạ Hoa quân. Thiếu Tân đi đến, quỳ xuống thỉnh tội với Bạch Thiển, vì đã cấm sừng cô trước đây, cô luôn ăn năn vì chuyện này. Bên này thái tử đứng bên ngoài, nhìn thấy cách mà cô gõ tay xuống bàn của Bạch Thiển rất giống Tố Tố. Không những thế, lấy quạt gõ vào mũi cùng là thói quen khi cô cầm quạt. Trên tay cô còn có vết sẹo của Hồng Liên Nghiệt Quả do Hỏa Kỳ Lân để lại, khiến cho Dạ Hoa biết chắc chắn rằng cô chính là Tố Tố. Nhưng vì sao Tố Tố lại biến thành Bạch Thiển thì anh chưa nghĩ ra. Ali chạy đến gọi cô là mẫu thân. Dạ Hoa đi đến cũng nói cô chính là mẫu thân của Ali. Dạ Hoa lấy cớ cô là Bạch Thiển Thanh Khâu, đã có hôn ước với anh, vậy cô cũng chính là vợ sắp cưới của anh. Ali gọi cô là mẫu thân cũng là đúng rồi. Bạch Thiển cũng không thể cãi lại, Ali liên tục gọi mẹ. Cô ngại ngùng đành chấp nhận. Cô đưa cây quạt cho Thiếu Tân, nói nếu Thiếu Tân cần gì cứ đến tìm cô sẽ giúp đỡ. Thiếu Tân rời đi, cô cũng tìm cách cáo lui, nhưng Dạ Hoa không cho cô đi. Lúc này thủy quân bước đến bắt tội cô đã dùng quạt phá vân thôi bay các vật dụng thủy cung. Bạch Thiển không thể đổ thừa do trẻ con làm được, nên đành xin lỗi. Cô giả bộ nói mình là tiên sứ của Thanh Khâu và Thập Lý Đào Lâm, nên thủy quân cũng bỏ qua. Cô tính nói xong là bỏ về, nhưng Dạ Hoa đã nắm tay không cho cô đi. Anh kéo cô đến dự tiệc cùng mọi người, cô dùng dằn cỡ nào anh cũng không bỏ ra, đến đại điện mới bỏ tay ra. Anh đi đến đâu thì kéo cô ngồi chỗ đó, khiến Bạch Thiển không trốn được. Bắc Hải thủy quân xin nói cầu kiến Dạ Hoa cho em gái của mình, nên cả hai đi ra ngoài. Sau đó Điệp Phong và Tử Lan bước vào, Bạch Thiển thấy vậy nên dẫn Ali rời đi. Ali cho cô biết, trong phòng của Dạ Hoa có treo một bức họa y hệt như cô, nên cậu mới gọi cô là mẫu thân. Cô cũng nghĩ chắc là do mình giống Tố Tố, nên Ali mới nhầm tưởng cô là mẫu thân. Ali nói có phải cô không thương cậu nữa, nên không muốn về thiên cung với cậu đúng không? Cô sợ làm cậu buồn, nên nói dối là cô rất yêu cha của cậu, là tâm can là tim của cô nên cậu đừng nghĩ như vậy. Bên này Bắc Hải thủy quân muốn Mậu Thanh làm vợ lẽ thái tử, nhưng anh không chịu. Bạch Thiển đi đến nghe Mậu Thanh cầu xin cũng không biết từ chối thế nào, nên cô tình bỏ đi. Thì bị Ali nói, sau lúc này cô còn nói rất yêu phụ thân, sau giờ lại bỏ đi rồi. Dạ Hoa nghe vậy mừng rỡ bước lại gần Bạch Thiển, ôm cô vào lòng, cô ngại ngùng không biết nói gì. Sau đó bỏ đi không quay lại. Dạ Hoa đến chỗ Triết Nhan để hỏi thăm ông về quá khứ của Bạch Thiển. Vì sao mắt của cô lại không thấy ánh sáng, có phải cô từng lịch kiếp làm người phàm hay không? Vì trước đó gia đình Hồ Đế đã quyết định giữ bí mật chuyện này, nên ông cũng bịa chuyện nói dối Dạ Hoa, làm anh rất khó hiểu. Nhưng anh biết chắc Bạch Thiển chính là Tố Tố, vì vết thương ở cánh tay của Bạch Thiển và Tố Tố rất giống nhau nên hai người là một. Bên này Bạch Thiển đang chạy về Thanh Khâu thì rơi xuống một hang động. Vô tình Ly Kính đang chuẩn bị lếu lều một em gái tươi sinh, thấy Bạch Thiển Ly Kính liền chạy đến tính ôm cô, và mong cô cho anh nối lại tình xưa. Anh cũng biết thì ra Tư Âm cũng chính là Bạch Thiển Thượng Thần. Nhưng lúc này Bạch Thiển đã không còn một chút tình cảm nào với anh, sau đó cô cũng bay đi. Sáng hôm sau, Mậu Thanh đã đứng đợi Dạ Hoa tại vườn đào. Cô xin anh hãy cho cô vào cung thái tử để hầu hạ, vì cô đã cứu Ali nên anh đã đồng ý. Sau đó anh đi thẳng đến nhà Bạch Thiển, Mê Cóc liền chạy ra chào anh. Dạ Hoa cũng không nói nhiều, kêu Mê Cóc chăm sóc cho Ali và đợi mẹ của Ali quay về. Mê Cóc không hiểu vì sao Ali điện hạ lại gọi Bạch Thiển Thượng Thần là mẫu thân. Dạ Hoa quay về thiên cung, anh đốt chiếc khăn mà anh lấy được từ trên người Bạch Thiển. Nếu nó đốt ra màu xanh giống như các vật dụng của Tố Tố, thì cô chính xác là Tố Tố. Dạ Hoa mừng rỡ trong nước mắt. Tam hoàng tử đi đến, thì được Dạ Hoa tắt ngọn đèn kết phách và anh cho biết Bạch Thiển chính là Tố Tố. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng nên anh kêu Tam hoàng tử giấu kín chuyện này. Tam hoàng tử nói nếu biết trước là vậy thì cưới cô ấy cho xong, vậy là hết phim rồi, ông có thể xỏa vai đi du lịch. Dạ Hoa đến tìm đế quân để hỏi về chuyện người đã phong ấn kình thương 300 năm trước. Nhưng Ti Mệnh cho biết đế quân đang lịch kiếp 2 tháng nữa mới về. Bạch Thiển lúc này cũng về đến Thanh Khâu thì phát hiện Ali đang ở đây.
thì ra theo tục lệ, Dạ Hoa phải đến ở rễ 3 năm trước khi rước dâu về thiên cung. Vì thế anh đưa Tiểu Điện Hạ đến trước, mấy ngày sau anh sẽ dọn vào Thanh Khâu. Tấu Sớ cũng được mang đến Thanh Khâu để anh xử lý chính sự. Bạch Thiển giờ muốn trốn cũng không được, ở nhà cũng không xong. Không những thế, cô còn biết Phượng Cửu đã xuống trần gian báo ân, cô cũng bó tay với nó. Bên đây Phượng Cửu cuối cùng được đế quân chọn thị tẩm, thế là cô sắp được đế quân lếu lều. Ai dè tới tối cô bị hoàng hậu đến kiếm chuyện, nói cô là yêu quái, nên hoàng thượng tạm bỏ qua không sủng hạnh cô. Bạch Thiển dẫn Ali ra chợ mua đồ, ai cũng gọi Bạch Thiển là cô. Ali liền hỏi sao mọi người ai cũng gọi cô là cô nghe già quá vậy. Vì cô tu tiên từ lúc còn trẻ, nên gương mặt không bị già đi, nhưng tuổi đã 12 vạn tuổi. Bạch Thiển đi đang lựa sơn trà cho Ali, thì Dạ Hoa đi đến. Anh nói cậu còn nhỏ không thể ăn món này, nên đã nắm tay cô đi mua thịt và cá. Như một thói quen, cô để Dạ Hoa vừa đi vừa nắm tay. Nên cả chợ ai cũng biết thái tử sẽ dọn đến Thanh Khâu ở rễ. Về đến động không ai biết nấu cơm, Dạ Hoa thấy vậy liền bắt cô trụng củi, còn anh thì nấu cơm. Cô khen chắc vợ trước của anh nấu cơm chắc giỏi lắm, nên khiến Dạ Hoa quân cũng biết nấu. Nói xong mới nhớ vợ trước của anh bị hồn bay phách tán, nói vậy chẳng khác gì động chạm nổi đau của anh. Dạ Hoa nói vợ trước của anh cũng y hệt như cô, chỉ biết ăn thôi chứ không biết nấu. Thấy vậy cô cũng ngại ngùng không nói gì thêm, sợ làm anh đau lòng. Sau đó cô nghĩ là Dạ Hoa đến đây chắc để tìm tiên thể Mặc Uyên, nên mới cố tình dọn vào đây sống. Nên anh hỏi gì cô cũng né tránh. Sau đó họ cùng nhau ăn cơm, Dạ Hoa nói muốn ở lại trong động, nên cô đã cho mê cóc dọn cho anh một căn phòng. Tối đến Dạ Hoa lau sạch sẽ cho Ali rồi cho Ali đi ngủ. Hơn 300 năm qua, anh vừa làm cha vừa làm mẹ nên đã chăm sóc cho Ali từng chút một. Còn Bạch Thiển thì không biết khi nào hai người rời đi, cô sợ sẽ làm lộ tung tích Mặc Uyên. Cô dùng phép che căn phòng của Mặc Uyên lại, sau đó giấu quạt ngọc thanh côn luân xuống dưới hồ. Trên thiên cung, Tố Cẩm nghe được tin Dạ Hoa đã dọn đến ở cùng Bạch Thiển nên vô cùng tức giận. Tố Cẩm cứ nghĩ cô sắp phải gặp một đối thủ nặng ký, bắt đầu lập mưu kế để Bạch Thiển chủ động từ hôn. Tố Cẩm biết đến Mậu Thanh là người đã cứu Tiểu Điện Hạ và được anh cho cô lên thiên cung làm tỳ nữ, nên đã lôi kéo về phe của cô. Tố Cẩm cho tỳ nữ xuống Thanh Khâu tính làm mất mặt Bạch Thiển. Ai dè người Thanh Khâu không dễ ăn hiếp, lập tức chửi con tỳ nữ hách dịch một trận rồi đuổi đi. Bạch Thiển biết Tố Cẩm là trác phi của Dạ Hoa đưa người đến quậy, cô cũng khó chịu, nên đi đến gặp Dạ Hoa, nói với anh, vợ anh cho người đến quậy, nếu được thì anh quay về thiên cung đi cho lành, mắc công làm cô bị chửi. Dạ Hoa giải thích, Tố Cẩm chỉ là người thiên quân ban cho anh, chứ không phải người anh yêu, nên anh không quan tâm đến cô ta. Còn cô mới là vợ chính thức, đại thiên phi tương lai, nên anh sẽ ở đây không dọn đi đâu. Bạch Thiển chưa nói xong, thì Dạ Hoa đã bắt cô nằm xuống, chọn một tư thế thoải mái để ấy ấy. Ấy ấy ở đây là vẽ tranh đó nha mọi người. Cô cũng không biết ma lực nào, mà cứ anh nói gì là cô tự động làm theo. Đây có thể là một phần ký ức của Tố Tố, khiến cho Bạch Thiển làm theo như một thói quen. Bên này Tố Cẩm được cung nữ báo lại, người ở Thanh Khâu chả thèm quan tâm cô là ai. Họ nói cô chỉ làm bé mà bày đặt nói lớn, Bạch Thiển mới là chính phi, Tố Cẩm tức không nói thành lời. Bên này Dạ Hoa dẫn Ali và Bạch Thiển xuống trần gian chơi, cô nói sao hôm nay lại dẫn cô xuống đây. Thì Dạ Hoa nói với cô nay là sinh thần của Ali, nên dẫn cậu xuống trần gian chơi. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thì, một chiếc ngựa chạy ngang qua, Dạ Hoa liền ôm cô đi sát vào lề. Bạch Thiển đột nhiên hoảng sợ và nhớ ra một ít ký ức khi cô lịch kiếp, nhưng cô cũng chưa hiểu chuyện gì. Sau đó cả nhà cùng đi ăn, Ali lúc nào cũng quấn quýt bên Bạch Thiển, đang ăn thì tùy tùng của Dạ Hoa đến báo, Điệp Phong muốn gặp anh, nên anh nhờ Bạch Thiển chăm sóc Ali, còn anh quay về thiên cung. Sau đó cô đưa Ali đến quán trà nghe kể chuyện. Dạ Hoa về đến thiên cung thì Điệp Phong báo rằng anh bị một nhóm người của vực tộc đánh lén, có thể chính là phe cánh của Kình Thương muốn làm loạn. Quay lại bên này thì Bạch Thiển đã ngủ từ lúc nào không biết. Cô thức dậy không thấy Ali, liền dùng gương thiên lý tìm cậu thì thấy Ali đang ở lầu xanh. Bên đây thì Ali đã xem đến cảnh người ta cởi đồ, Bạch Thiển xuất hiện và biến Ali đi ra ngoài. Cả hai ngồi vào góc nói chuyện, Bạch Thiển kêu Ali đừng nói cho cha cậu nghe, không là cả hai bị chửi sắp mặt. Dạ Hoa bàn xong việc liền lập tức chào Điệp Phong và xuống trần gian. Vừa xuống đến nơi thì thấy Bạch Thiển đang bị một tên háo sắc tới dê sòm. Dạ Hoa liền nắm tay hắn, hắn tức giận chửi Dạ Hoa, thì Ali khen hắn là một nhân tài, rồi nói hắn bảo trọng. Dạ Hoa liền biến hắn bay đi xa, còn đi đâu thì cũng không biết, cũng có thể bay vào cầu tiêu. Anh hỏi sao cô bị hắn dê sòm mà cũng không phản kháng, cô nói chỉ sờ có một chút thôi mà. Anh liền ôm cô sát vào người, cho thời gian ngừng động lại. Ali tự che mắt vì đây là cảnh 16 cộng. Anh ôm cô hôn một cái, rồi nói chẳng qua hôn có một cái thôi à, chắc cô không giận đâu hà. Bạch Thiển cũng ngại ngùng không biết làm gì,
Sau đó anh cho thời gian quay lại bình thường. Anh đưa Ali và Bạch Thiển về phòng trọ ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau họ cùng nhau ăn sáng, rồi anh quay về Thiên Cung, Ali và Bạch Thiển quay về Thanh Khâu. Bên này Tố Cẩm đang tính toán với con A Hoàng, giờ sắp đến sinh thần của Thiên Quân. Nguyên Trinh là con của Thiếu Tân và nhị hoàng tử sẽ đến Thiên Cung, nên chỉ cần gài bẫy cháu của Dạ Hoa muốn hiếp dâm cô, thì Thiên Quân sẽ đứng ra bảo vệ cô, còn cô là vợ thái tử, nên Dạ Hoa trong vài ngày tới sẽ không đến động hồ ly được. Sau đó Tố Cẩm đi đến gặp Nguyên Trinh. Nguyên Trinh nói mình đang đợi truyền gọi, thì Tố Cẩm nói để cô dẫn ngài đi cho lẹ. Vì đợi đã lâu nên Nguyên Trinh cũng muốn đi theo Tố Cẩm. Cô dẫn anh đến thẩm cung của mình, rồi dùng phép làm anh ngất xỉu. Cả hai đổ rượu vào miệng Nguyên Trinh, rồi đưa anh lên giường. Cô còn cố ý làm quần áo Nguyên Trinh bị xốc xếch. Cô ở đây thì giả bộ treo cổ, còn con nô tì thì vừa chạy vừa la làng, cho người ta biết cô bị hiếp. Dù từ đầu phim đến cuối phim không thấy nổi một nhân vật nào mê cô. Dạ Hoa đang nói chuyện với nhị hoàng tử, thì tam hoàng tử chạy lại báo Nguyên Trinh xảy ra chuyện. Ba người vừa đến nơi Thiên Quân đang hỏi tội Nguyên Trinh. Tố Cẩm liên tục xin chết. Dạ Hoa quay ra nói ô xe, à không anh chưa nói, chứ tôi là tôi nói rồi, xem coi nó dám chết không. Nhưng giờ chứng cớ rõ ràng, nên Thiên Quân đã phạt Nguyên Trinh lịch kiếp 60 năm, xuống làm con của đế quân dưới phàm trần. Về đến phòng, Tố Cẩm vẫn xin Dạ Hoa cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng Dạ Hoa đã biết bộ mặt thật của cô, từ lúc cô hại Tố Tố rồi. Dạ Hoa nói vì sao anh biết mà không giết cô không? Một là vì đèn kết phách, hai là vì đôi mắt của cô đang xài là của Tố Tố. Tố Cẩm nghe xong liền run sợ, cô chết thì không sao, nhưng mắt của Tố Tố sẽ bị chết theo. Nên giờ giữ mạng cô lại, khi nào Tố Tố trở lại anh sẽ móc mắt trả cho Tố Tố. Tố Cẩm nghe xong liền khóc như mưa, cô lết đầu gối lại và nói, không lẽ tình yêu của cô dành cho anh không đáng một xu hay sao? Dạ Hoa nói đúng, không đáng một xu. Bên đây Phượng Cửu xuống trần 2 năm rồi, mà do bị nói là yêu Hoa, nên đế quân không thèm đến gặp mặt cô. Ai ngờ vừa quay qua, đế quân đã đến, lúc này Ti Mệnh mới viết tình duyên cho cô. Nên đế quân bắt đầu yêu thích Phượng Cửu. Vì trong động không ai biết nấu cơm, nên Bạch Thiển đã dán thông báo tìm đệ tử cho Dạ Hoa dạy nấu ăn, thế là cả đám người tới đăng ký. Dạ Hoa đi đến nói Bạch Thiển, kêu tất cả mọi người về đi, không ai có tố chất cả. Người anh muốn nhận làm đệ tử là cô, Dạ Hoa nói nếu cô không thích, thì thôi để một mình anh nấu là được. Sau đó cả hai người đi dạo, Dạ Hoa mời cô lên Thiên Cung chơi, Bạch Thiển cũng không muốn đi. Nhưng lúc này Thiếu Tân xin gặp Bạch Thiển. Thiếu Tân vì con trai của mình là Nguyên Trinh, bị đầy đi lệch kiếp ở trần gian. Nên cô cầu xin Bạch Thiển xuống trần giúp Nguyên Trinh, vì nhớ lại lời mình hứa ở Đông Hải Thủy Cung. Nên Bạch Thiển đã đồng ý giúp Thiếu Tân. Tất nhiên để có thể làm được việc này, thì cần phải có sự giúp đỡ của Ti Mệnh Tinh Quân. Nên cô đã nói với Dạ Hoa lên nhờ Ti Mệnh giúp đỡ. Trước khi đi anh cũng dặn cô phải tự khóa pháp lực bản thân lại. Nếu dùng bao nhiêu pháp lực để nghịch lại ý trời, sẽ bị mất bấy nhiêu pháp lực. Dạ Hoa sợ, nếu cô mất đi quá nhiều pháp lực, đến lúc kế nhiệm Thiên Quân và Thiên Hậu, sẽ phải chịu 81 đạo lửa thiêu, 81 đạo thiên lôi, cô sẽ chịu không nổi. Bạch Thiển ngại ngùng nói sẽ nghe theo lời anh dặn để không làm tổn hại pháp lực. Cô cũng nói thêm chưa chắc gì cô sẽ gả cho anh, nên anh cũng không cần quá lo. Dạ Hoa lên gặp Ti Mệnh, anh kể hết các số kiếp của Nguyên Trinh theo từng số tuổi cho Dạ Hoa nghe. Họ sẽ sắp xếp cho Bạch Thiển làm sư phụ của Nguyên Trinh. Chuyện này được Mậu Thanh nghe được, về báo với Tố Cẩm, cô còn biết Bạch Thiển sẽ bị phong ấn pháp lực. Nên cô tìm cách cho Mậu Thanh xuống phàm giới để hại Bạch Thiển không thể siêu sinh. Bên này Dạ Hoa kể cho Bạch Thiển xem sổ sinh mệnh của Nguyên Trinh. Theo kiếp nạn mà Ti Mệnh viết ra, Nguyên Trinh sinh ra trong gia đình đế vương, cha anh là vua của nước Đại Tống là do đế quân đang lịch kiếp. Vào ngày 11 tháng 6 tới, phi tần của cha sẽ rớt xuống nước, Nguyên Trinh sẽ nhảy xuống cứu cô. Từ đó anh yêu phi tần của cha mình, phi tần đó chính là Phượng Cửu. Sau đó anh làm cho phi tần có thai và sinh ra một hoàng tử, 10 năm sau cha anh mất. Anh vì muốn làm vua nên đã giết chết hoàng đế của mình, cũng là con của anh. Biết được chuyện này, phi tần đó cho Nguyên Trinh biết được sự thật, rồi tự tử. Nguyên Trinh đau khổ một đời đến 64 tuổi rồi qua đời. Tất nhiên nỗi đau này sẽ đi theo anh, dù anh quay lại làm tiên trên trời. Đó lý do vì sao Thiếu Tân mong muốn Bạch Thiển có thể giúp con trai của mình lịch kiếp mà không phải chịu quá nhiều đau khổ. Nên trước tiên Bạch Thiển xuống trần gian để Nguyên Trinh bái cô làm sư phụ. Sau đó từ từ kiếm cách giải kiếp nạn cho anh. Sau khi Bạch Thiển xuống trần gian, Dạ Hoa biết được tin, Dược Quân Lý Kính đã cho người vẽ bức họa của Tư Âm và đi dán khắp nơi. Sau khi anh nhìn bức họa, đã đưa cho Điệp Phong xác nhận lại đây có phải Tư Âm. Điệp Phong xác định đây đúng là Tư Âm, Dạ Hoa kết nối các manh mối lại và cũng biết ra Tư Âm chính là Bạch Thiển. Nhưng nếu như vậy theo lời đồn, thì Bạch Thiển đã yêu sư phụ của mình, nên mới không cho ai giữ xác của Mặc Uyên. Anh cảm thấy lo lắng vợ mình đã yêu người khác trước đó. Dưới vực giới,
Vì con của huyền nữ chết yểu nên cô muốn dùng thân xác Mạc Uyên làm thuốc dẫn. Cô đã biến thành Bạch Thiển và đi đến Thanh Khâu. Khi đến Thanh Khâu, cô phát hiện thi thể Mạc Uyên nằm trong động, nên huyền nữ đã dùng phép đánh ngu mê cóc, rồi bắt Ali và Mạc Uyên mang về vực giới. Dạ Hoa và Bạch Thiển vẫn chưa biết chuyện này. Anh xuống nói với cô việc Đông Hoa và Phượng Cửu chính là kiếp nạn của Nguyên Trinh. Tự nhiên một cơn gió thổi qua làm cửa sổ bị bung ra, cô lại đóng cửa sổ thì thấy Dạ Hoa đã trên giường. Xuống thông báo là phụ, lựa thời cơ cô bị phong ấn phép thuật để bắt cô ngủ chung với mình mới là thật. Anh nói nếu cô còn phép thuật thì có thể đánh với anh 200-300 hiệp. Còn giờ cô có ngủ ở đâu ta cũng biến cô lên giường ngủ chung thôi. Thế là cả hai đành ngủ chung giường, lúc đầu thì còn rất bình thường. Nói chuyện một chút thì Dạ Hoa bắt đầu nổi máu dê. Bạch Thiển sợ quá té lăn xuống đất, Dạ Hoa thấy vậy, đến đỡ cô dậy, cho cô nằm phía trong. Đến lúc cô ngủ thì anh lén hôn cô một cái. Sáng hôm sau anh lại kêu Trải Tóc giùm anh, để anh đến dự hội bàn đảo. Trải Tóc xong anh đưa cho cô một chùy hạt hộ thân, rồi ôm hôn cô một cái trước khi từ biệt. Bạch Thiển cảm thấy lạ, nếu là nam nhân khác chắc cô sẽ chống trả đến cùng. Nhưng đối với anh, thì anh làm gì cô cũng chấp nhận và ngại ngùng. Dạ Hoa nói, nếu muốn giúp Nguyên Trinh thoát kiếp nạn lần này, vào ngày 11 tháng 6, cô phải ngăn Nguyên Trinh đến đó trước, sau đó đẩy đế quân xuống nước. Làm như vậy sẽ cứu được Nguyên Trinh, không ảnh hưởng đến kiếp nạn Đông Hoa đế quân cần nếm trải. Sau đó anh rời đi. Bạch Thiển từ lời của Nguyên Trinh biết được, đứa cháu mê trai của mình là Trần Quý Nhân đang sống trong cung Hàm Đàm. Nên cô đã đi đến thăm Phượng Cửu, vừa gặp Phượng Cửu đã khóc lóc xin cô cho ở lại Trần Gian, đừng bắt cô về. Cô thấy vậy đánh Phượng Cửu ngất xỉu, rồi đưa Phượng Cửu quay lại phòng ngủ, cô cũng đành cho Phượng Cửu ở lại. Và cô cũng giúp Phượng Cửu báo ân bằng cách tương kế tự kế, vào ngày 11 tháng 6 tới đây, cho Phượng Cửu cứu đế quân, để đế quân yêu Phượng Cửu. Bên đây Triết Nhan được Tây Hải Thủy Quân nhờ đến khám cho đại hoàng tử của ông. Tây Hải Thủy Quân chính là cha của Điệp Phong là nhị hoàng tử. Triết Nhan phát hiện ra một phần nguyên thần của Mạc Uyên đang nương tựa trong người đại hoàng tử. Như vậy chỉ cần dùng đèn kết phách thì ông có thể tỉnh lại. Hoàng tử tan tịch, nói vì lần này là giải nghiệp cho con trai anh, nên anh sẽ là người đẩy đế quân xuống nước. Sáng hôm sau, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Dạ Hoa và Ti Mệnh cũng đến xem tình hình. Trong khi các cung nữ đang nhảy múa, Bạch Thiển đã cho gọi Nguyên Trinh đúng như kế hoạch. Cô gặp Nguyên Trinh và nói anh quay về cung của anh, cô sẽ đến sau. Nguyên Trinh nghe vậy liền quay về phòng. Bên này một con đại bàng xuất hiện, nó bay đến gắp một cung nữ quăng xuống sông. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhị hoàng tử xuất hiện đập một cái khiến Đông Hoa đế quân té xuống hồ. Phượng Cửu thấy vậy liền nhảy xuống cứu ông. Bên này Bạch Thiển cũng đột nhiên bị một cơn gió thổi mạnh làm rơi xuống hồ, nhưng Dạ Hoa đã bất chấp tiên quy dùng phép cứu Bạch Thiển. Dạ Hoa lập tức biết có người cố tình làm vậy, là ai thì không cần nghĩ anh cũng biết. Bạch Thiển cảm ơn Dạ Hoa, rồi cô quay về phòng. Bên này đế quân được Phượng Cửu cứu mạng nên bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô. Quay về Thiên Cung, Mậu Thanh kể mọi chuyện cho Tố Cẩm, biết Dạ Hoa đã sinh nghi. Nên cô bắt đầu suy nghĩ mưu kế đổ hết tội danh cho Mậu Thanh, vì đây là tội mưu hại thượng thần, tội này rất nặng. Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào, đều xuất phát từ việc mê trai không lối thoát. Bạch Thiển thấy mọi chuyện đã xong xuôi, tính đi tìm Phượng Cửu nói chút chuyện. Thì Nguyên Trinh đến tìm cả hai đang nói chuyện, sau đó Dạ Hoa và Ti Mệnh xuất hiện. Buổi tối mà hai ông treo lơ lửng trên không, khiến cung nữ sợ quá té xỉu. Ti Mệnh xóa ký ức lúc này của Nguyên Trinh khiến cho anh ngất xỉu. Bạch Thiển nhờ Ti Mệnh dùng phép đưa cậu về phòng, còn Dạ Hoa thì giải phong ấn phép thuật cho Bạch Thiển. Sau đó họ cùng nhau đi tìm Phượng Cửu. Ti Mệnh nói hiện tại số kiếp của đế quân và Phượng Cửu đã thay đổi, nên giờ muốn ông nhận đủ kiếp nạn, Phượng Cửu phải làm đế quân yêu cô thật lòng hơn nữa. Sau đó sẽ lật mặt khiến ông đau khổ. Trời ơi, đây là súng phá, chứ báo ân kiểu gì. Lúc này đế quân đi đến, nên cả ba rời đi, sau đó Dạ Hoa và Ti Mệnh cũng về thiên đình. Bên đây đế quân này đã quá mê Phượng Cửu, nghe cô nói là cô chưa từng được bái thiên địa, nên ông đã cho người chuẩn bị đám cưới như thường dân. Cả hai cùng nhau bái đường rồi động phòng, trở thành vợ chồng. Bạch Thiển quay về đến động Hồ Ly, thì phát hiện mê cóc đang bị chúng mê hồn chú. Cô liền giải bùa cho anh, sau đó mê cóc nói trong lúc cô đi vắng, huyền nữ đã biến thành cô đến đây. Bắt đi Ali và cướp đi thi thể của Mạc Uyên Thượng Thần. Bạch Thiển lấy quạt ngọc thanh côn luân từ dưới hồ lên, rồi bay đến vực tộc. Mê Cốc thấy vậy liền chạy đi tìm Dạ Hoa. Dạ Hoa trên thiên cung cũng biết các thượng tiên gần đây bị giết là để dùng làm thuốc cho đứa con chết yểu của Ly Kính do huyền nữ sinh ra. Ly Kính đã quy phục thiên cung từ lâu, chỉ có huyền nữ là máu liều còn nhiều, muốn hồi sinh con trai mình nên mới đi giết nhiều thượng tiên như vậy. Sau đó Mê Cốc đến gặp Dạ Hoa, báo cho anh biết huyền nữ đã bắt đi Ali và tiên thể Mạc Uyên, nên Bạch Thiển một mình đã bay xuống vực tộc. Dạ Hoa lập tức rời đi. Dưới vực tộc, Bạch Thiển một mình cân 30 người, cô quạt tới đâu binh lính chết tới đó.
thấy sấm chớp từ quạt Ngọc Thanh Côn Luân, Ly Kính đang đi săn, biết ở nhà đang có chuyện anh lập tức quay về. Trong lúc giao chiến, Bạch Thiển đã bị chém một nhát vào cánh tay, khiến máu văng tung té. Cô dùng một đòn đánh bay toàn bộ cận vệ trên hành lang, tiến vào gặp Huyền Nữ. Huyền Nữ nói hôm nay sẽ giết chết Bạch Thiển để trên đời này không ai có khuôn mặt giống cô nữa. Cô ta còn nói cũng nhờ Bạch Thiển nuôi dưỡng tiên thể Mặc Uyên mà con trai ta có cái để hồi sinh. Nên thôi ta niệm tình cho ngươi chết nguyên vẹn. Bà nói làm như bà mạnh lắm, yếu như sên, cục đất sét dưới đất mà tưởng miếng sườn trên đĩa. Bạch Thiển biến ra thanh kiếm, chém nát bọn binh lính. Nhưng Huyền Nữ phát hiện mắt của Bạch Thiển không nhìn được ánh sáng, nên cô đã dùng phép thuật tạo ra ánh sáng chói. Bạch Thiển che mặt mình lại đánh với binh lính của Huyền Nữ. Sau đó Bạch Thiển liên tục bị chém, máu chảy khắp người. Huyền Nữ sau đó cho cô biết sự thật, chính cô đã dùng khuôn mặt của Bạch Thiển để lên giường với Ly Kính. Bạch Thiển tức giận liền xông tới giết hết toàn bộ mấy tên cóc ké. Cô phóng kiếm về Huyền Nữ, thì cô ta liền dùng Ali và Mặc Uyên ra để hù dọa, còn đánh cô trọng thương. Dạ Hoa xuất hiện liền dùng phép cướp lại, cho hai người nằm xuống đất. Sau đó Bạch Thiển dùng quạt đánh vào Huyền Nữ, thì Ly Kính xuất hiện đỡ đòn cho cô ta. Anh cũng không ngờ thì ra Huyền Nữ lại có thêm một khuôn mặt của Tư Âm. Huyền Nữ nói chỉ cần giết hai người kia, dùng thi thể Mặc Uyên sẽ cứu được con trai của hai người. Dạ Hoa lập tức nói nếu ngươi không muốn máu nhuộm vực tộc thì lập tức bắt Huyền Nữ chịu tội. Nếu không anh sẽ dẫn quân đánh chiếm vực tộc. Ly Kính biết Huyền Nữ đã làm sai trước, nên đành xin Bạch Thiển và Dạ Hoa khoan dung, chỉ trừng phạt mà tha cho Huyền Nữ một mạng. Huyền Nữ bực tức cười to, cô nói Bạch Thiển và Mặc Uyên có gian tình, liền bị Dạ Hoa chưởng cho một cái té lăn ra đất. Gương mặt này là nguyên khí của Bạch Thiển cho cô, ai dè đã xài đồ mượn còn bố láo. Nên giờ Bạch Thiển quyết định lấy lại, cô tiến lại gần dùng phép lột mặt của Huyền Nữ, không cho cô sử dụng lần nào nữa. Bạch Thiển đi được vài bước thì té vào lòng Dạ Hoa. Dạ Hoa nói Ly Kính hãy biết tự quản người của mình, sau đó đưa Bạch Thiển bay đi. Còn Huyền Nữ vì đau lòng không còn gương mặt của Bạch Thiển, cô cảm thấy gương mặt của mình quá xấu nên đã tự móc mắt. Sau đó Ly Kính nhốt Huyền Nữ vào lao ngục và chọn ngày hành hình. Vào đến ngục thì Huyền Nữ vô tình gặp được Đại Hoàng Tử, cả hai người bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn. Dạ Hoa sau khi về Thiên Cung thì nghĩ rằng có thể Bạch Thiển đã yêu thích Mặc Uyên nên mới dùng máu tim của mình để bảo vệ thi thể Mặc Uyên suốt 7 vạn năm qua. Còn tình kiếp với mình và sinh ra Ali là để phong làm thượng thần, chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Lòng anh buồn bã không biết đây có phải là sự thật không. Tam Hoàng Tử đi đến thì Dạ Hoa còn hỏi về mối quan hệ của Tư Âm và Mặc Uyên. Thì anh được biết Mặc Uyên rất yêu thương đệ tử này, không ai được phép ăn hiếp Tư Âm, còn được ông ưu ái luôn luôn dẫn đi theo sát bên. Anh nghe lòng càng buồn hơn, rồi anh bỏ đi ra ngoài. Ở động Hồ Ly, khi Bạch Thiển đang dưỡng thương thì một thanh niên xuất hiện. Anh là con Tất Phương Điểu, là thú cưỡi của tứ ca Bạch Thiển. Thì ra Tất Phương Điểu thấy cô bị trọng thương liền đến thăm và sau đó tỏ tình với cô. Anh đã thích cô từ lúc nào không biết. Bạch Thiển cười trừ, không biết phải từ chối làm sao đây. Anh lập tức chê thái tử đã có hai vợ rồi, làm sao xứng đáng với cô nữa. Dạ Hoa đứng ngoài nghe hết nhưng anh không quan tâm. Anh bưng chén thuốc vào đưa Bạch Thiển rồi ngồi lì ở đó xem coi Tất Phương Điểu làm sao của cô. Có Dạ Hoa đây nên sẵn tiện cô nói luôn, hiện giờ cô đã có hôn ước, anh thích cô rất vui, nhưng giờ không thể. Tất Phương Điểu nói cô chịu đi theo anh thì anh sẵn sàng đối đầu với thiên tộc. Cô ngại ngùng từ chối, thôi giờ lỡ ái mộ cô rồi thì giấu luôn trong lòng đi. Nghe vậy Tất Phương Điểu bực tức bỏ đi, rồi Dạ Hoa xem như không có chuyện gì đút cô uống thuốc. Cô không chịu, rồi kiếm cớ đuổi anh ra ngoài. Dạ Hoa mặc kệ giờ anh cứ thích ở lại thì sao. Dạ Hoa đè cô xuống nói rằng anh yêu cô, anh tính hôn cô, nhưng Bạch Thiển đẩy anh ra. Cô nói giờ cô coi anh như anh em trong nhà, hiện tại anh chỉ mới yêu cô thôi, nên nếu được thì anh đừng yêu đậm sâu quá. Dạ Hoa nhẹ nhàng vuốt mặt cô và nói anh chỉ yêu một mình cô, sẽ không yêu thêm bất cứ người nào nữa. Tuy Bạch Thiển từ chối nhưng rất cảm động vì những gì anh làm cho cô. Dạ Hoa đỡ cô nằm xuống, anh nói suối nước nóng của Linh Bảo Thiên Tôn trị thương rất hay. Anh hỏi cô có muốn lên thiên cung không, Bạch Thiển nói cứ làm theo ý của anh đi. Dạ Hoa đến thăm Mặc Uyên, anh nhận ra quả thật, anh rất giống Mặc Uyên. Anh cho rằng đây có thể là lý do vì sao cô cho anh vào động ở, được ôm cô ngủ, hôn cô. Anh nói gì cô cũng nghe theo, có thể cô tưởng anh là sư phụ mình. Dạ Hoa vừa yêu vừa lo sợ, Bạch Thiển yêu khuôn mặt của Mặc Uyên, chứ không hề yêu anh. Về thiên cung Dạ Hoa cho Điệp Phong biết, thì ra những vụ tấn công và giết thượng tiên đều do Huyền Nữ cho người làm và được Dực Quân Ly Kính xử tội chết, chuyện này xem như kết thúc. Điệp Phong cũng báo lại cho Dạ Hoa biết, đại ca của mình đột nhiên bệnh nặng đang được Chiết Nhan thượng thần chăm sóc. Lúc này anh chưa biết nguyên thần của Mặc Uyên đang nương nhờ vào người anh trai Điệp Phong. Dạ Hoa kêu Nại Nại dọn dẹp phòng của Tố Tố, mai sẽ có người đến ở. Nại Nại thấy lạ, căn phòng của Tố Tố người thường làm gì được đi vào nửa bước,
mà đằng này còn được cho vào ở. Anh đến Thanh Khâu rước cô lên Thiên Cung, khi thấy Bạch Thiển đến gần hồ, anh tưởng cô muốn tự vẫn, nỗi đau năm xưa ùa về, anh sợ hãi dùng phép kéo cô lại gần, sau đó ôm hôn cô thật chặt. Bạch Thiển lập tức đẩy ảnh ra, anh lại ôm cô vào lòng, anh nói tưởng cô muốn nhảy xuống hồ. Thật ra cô muốn đi tắm sông, nhưng nhờ vậy anh lợi dụng hôn cô được một cái. Bạch Thiển ngại ngụm đẩy ra, rồi nói thôi đi về động hồ ly để đi ngủ. Cứ mỗi lần cô muốn trốn ai mà không biết lý do là cứ lấy lý do đi ngủ ra nói. Đang đi nữa đường thì gặp Triết Nhan và Bạch Chân. Cô cho hai người biết, Dạ Hoa đã biết thân thế của cô là Tư Âm, nên cũng không còn gì để giấu. Sau đó họ về động hồ ly. Dạ Hoa tìm đến Triết Nhan hỏi về việc Bạch Thiển đã lịch kiếp. Triết Nhan cho anh biết chính xác. Ngày Tô Tô chết và nhảy xuống Chu Tiên Đài, cũng là ngày Bạch Thiển xuất hiện. Mình đầy máu me nằm tại vườn đào nhà ông, vì quá đau khổ nên cô đã xin Triết Nhan cho uống thuốc dòng tình. Dạ Hoa nghĩ vì sao cô lại chỉ muốn quên đi anh và Ali, có thể sau khi tỉnh dậy, cô đã hối hận vì cô yêu Mạc Uyên mà lại có con với anh. Nên cô chỉ xem anh là tình kiếp qua đường không đáng bận tâm. Bên này huyền nữ gặp được một tên lính thân cận, cô ta nhờ hắn ẩm con trai của mình đến lao ngục. Vì cô rất nhớ con mình, tên lính thấy cô tội nghiệp nên đã giúp cô. Khi tên này mang con đến chỗ của cô, thì cô lựa lúc hắn không để ý liền rút đao đâm hắn chết. Cô tính đi qua cứu Ly Oán, nhưng Ly Oán nói giờ anh có trốn ra ngoài cũng sẽ bị bắt. Nên giờ cô hãy giúp anh giết chết anh. Vì Kình Thương đã hạ phép chú vào ba đứa con, cứ một đứa chết đi, công lực của ông sẽ tăng lên 3 phần. Sau đó cô hãy đi kiếm Tam Công Chúa, rồi giết luôn cô ấy, thì Kình Thương sẽ mạnh lên gấp đôi. Vì huyền nữ muốn trả thù Bạch Thiển, thì phải giải cứu Kình Thương, để ông thay cô trả thù. Nên huyền nữ đã lấy châm cài tóc đâm chết Ly Oán. Bên đây Kình Thương lập tức nhận được công lực từ Ly Oán. Ông biết Ly Oán đã hy sinh, ông nói khi ông phá chuông ra ngoài sẽ đồ sát tất cả để báo thù cho anh. Huyền nữ chạy về Thanh Khâu tìm kiếm mẹ mình, ai dè vừa đến trước cửa đã nghe bà chửi cô là thứ lăng loàng, còn phản bội lại tiên tộc, giờ cô có chết cũng đáng đời. Huyền nữ nghe vậy nên cô đành im lặng bỏ đi. Bên đây Tử Lan Thần Quân vẫn đang đi tìm Tư Âm thì vô tình thấy Tam Công Chúa. Anh không biết vì sao cô lại trốn xuống trần gian mở một quán ăn nên đã tìm cách tiếp cận cô. Anh đang nghĩ dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân thì ai dè trong quán có một tên sai rượu tính dê sòm Tam Công Chúa. Hên quá đỡ kiếm người đóng giả, anh liền rạch cho hắn hai đường tứa máu, sợ quá hắn bỏ chạy luôn. Rồi hai người chịu đèn nhau luôn. Bạch Thiển bên đây ngủ một giấc, cho mê cóc soạn độ lên Thiên Cung cùng Dạ Hoa. Dạ Hoa đi ra cùng Bạch Thiển thì thấy Ly Kính đang đứng đợi. Dạ Hoa kêu cô hãy nói một lần cho xong, đừng để Ly Kính phải chờ đợi nữa. Vì không nhớ tình kiếp của mình, nên Bạch Thiển nói Ly Kính, anh đúng là người duy nhất trong 14 vạn năm qua mà cô yêu thương. Thật ra Bạch Thiển cũng không yêu Mạc Uyên, cô đối với Mạc Uyên luôn là tình thấy trò. Nên đây là lần cuối mong Dực Quân Ly Kính hãy hiểu, vì cô và anh không thể quay trở lại được. Sau khi nói rõ hết, cô nói với Ly Kính, từ nay về sau chúng ta hãy xem như người xa lạ. Sau đó cô nhẹ nhàng bước đi bỏ lại một mình Ly Kính bên hồ. Chuyển cảnh Dạ Hoa và Bạch Thiển đã lên đến Thiên Cung, anh đưa cô đi dạo khắp nơi. Đến cung Thái Tử, vì sợ các tiểu tiên phải khấu bái, nên anh ẵm cô bay vào, để cô đến trong im lặng hạn chế người khác biết. Cô tính xin ở lại phòng của Ali, nhưng anh đã sắp xếp cô ở phòng Tố Tố trước đây, để tối tối tiện đi tới thăm cô. Bạch Thiển nghe vậy cũng im im. Dạ Hoa dẫn cô về Nhất Làm Phương Hoa, Nại Nại vừa thấy cô lập tức quỳ xuống vui mừng. Nói Nại Nại đã đợi người 300 năm nay rồi, cuối cùng người cũng về. Bạch Thiển nói cô đã nhận nhầm người rồi, nói ta là Bạch Thiển thượng thần của Thanh Khâu sẽ ở đây vài hôm. Nại Nại nữa buồn nữa không tin, nhưng Dạ Hoa kêu mấy ngày tới cô cứ hầu hạ thượng thần như bình thường. Nên Nại Nại cũng không nghĩ gì thêm. Bên đây Tố Cẩm biết được Bạch Thiển đã đến Thiên Cung, cô lập tức run sợ, nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh. Trước tiên cô tính làm thân với Bạch Thiển trước rồi kiếm cách hãm hại cô sau, mà có mơ. Cô cũng không thể ngờ Bạch Thiển lại chính là Tố Tố năm xưa, không biết khi cô nhìn thấy sẽ hả mồm to như thế nào. Ở bên này thấy Nại Nại đang cắt hoa đào, nên Bạch Thiển đi ra hỏi chuyện thì biết được, lúc trước nơi này không có hoa đào. Nhưng vì mẹ của Ali rất thích, nên sau khi mẹ Ali đi, Thái tử đã trồng hơn 300 năm mới nở hoa. Vừa đến Ali đã kêu Bạch Thiển là mẫu thân. Nại Nại liền nhớ đến Tố Tố mà làm rớt đồ trên tay. Vì Nại Nại và Tố Tố rất thân thiết trước đây, Bạch Thiển cũng nhận ra điều này. Dạ Hoa kêu cô sau khi khỏi bệnh thì mình làm đám cưới sinh con luôn, để Ali đỡ phải buồn chán. Bạch Thiển nghe vậy liền đồng ý cho qua chuyện, rồi nắm tay Ali đi chơi. Sau đó anh dẫn cô đến hồ nước nóng để trị thương. Cô vừa đến hồ thấy có rượu là thấy khoái khoái rồi. Dạ Hoa nói sẽ để Ali ở đây chơi với cô, nhưng cô nhớ không cho Ali uống quá nhiều rượu. Sau đó anh quay về phòng, Dạ Hoa suy nghĩ, anh không cần biết Bạch Thiển yêu anh nhiều hơn hay Mạc Uyên nhiều hơn. Anh sẽ luôn chờ đợi cô, đối xử tốt với cô,
luôn có mỗi khi cô cần. Phía bên Tố Cẩm, cô cho gọi Mậu Thanh đến, rồi kêu Mậu Thanh mang một chén canh đến cho Dạ Hoa ăn, trong đó có bỏ thuốc kích dục. Tố Cẩm muốn cho Dạ Hoa lếu lều Mậu Thanh, rồi kêu Bạch Thiển đến. Nếu kế hoạch thành công, Bạch Thiển sẽ mất mặt và ghét Dạ Hoa cả đời. Bên này Bạch Thiển vừa tắm vừa nhậu với Ali, cô uống bao nhiêu thì Ali cuốc bấy nhiêu, đúng là hai mẹ con có máu mê rượu giống nhau. Rồi ông Tiểu Điện Hạ xỉn luôn, Bạch Thiển kêu Nại Nại ẵm cậu về phòng, còn cô thì ngồi uống tiếp. Bạch Thiển rất thích Nại Nại, vì Nại Nại rất trung thành với Tố Tố năm xưa. Cô còn biết được thì ra vào năm đó, tất cả các thị vệ và cung nữ trong cung thái tử đều bị đầy xuống tiên sơn hạ giới, nên rất ít người biết mặt Tố Tố và những chuyện gì đã xảy ra. Bên này Mậu Thanh mang canh đến cho Dạ Hoa, Dạ Hoa lúc đầu không muốn uống, nhưng Mậu Thanh nói đây là chén canh cô đã đợi rất lâu mới có dịp nấu cho anh. Dạ Hoa nói đây xem như lần cuối tọa nguyện cho tấm lòng của cô, sau khi cô cứu Ali. Anh cầm chén canh lên, ngửi một cái là biết trong canh có thuốc, anh còn điều tra, vài ngày trước chính là ngày cô xin phép về nhà. Nhưng cô không về nhà, mà biến thành cơn gió đẩy Bạch Thiển xuống hồ. Mấy nay tại anh lo cho Bạch Thiển nên không thèm nhắc, nay nhân dịp chén thuốc kích dục là cô tới công chuyện với anh. Cô quỳ xuống liên tục xin tha. Dạ Hoa nói loại thuốc này ai đưa cho cô, Tố Cẩm sợ bị lộ lập tức chạy vào xin tha. Lúc này Bạch Thiển cũng đã ngâm mình xong, cố tình đi đến cung thái tử xem Dạ Hoa có sủng hạnh ai không. Nghe trong phòng có tiếng rên, à không tiếng khóc cô tưởng, vì anh đang tuổi mới lớn nên đang chuẩn bị lếu lều ai. Cô tính bỏ đi, thì Dạ Hoa cất tiếng gọi cô đi vào. Cô đi vào thì thấy Mậu Thanh và Tố Cẩm đang quỳ. Cô đến lấy lại cây quạt của cô hỏi hai người này đang làm gì vậy. Tố Cẩm quay qua, thì ối giời ơi, Tố Cẩm không dám thở mạnh, mắt mở to ngạc nhiên. Bạch Thiển đứng nhìn một hồi, rồi khen đôi mắt của Tố Cẩm rất là đẹp. Tố Cẩm sợ đổ mồ hôi, vì mắt này là của Bạch Thiển, bị Tố Cẩm hại mà mất đi. Tố Cẩm ngã xuống không biết phải làm sao. Dạ Hoa nắm tay Bạch Thiển lại trước mặt hai người, sau đó đuổi Mậu Thanh về thủy cung. Bạch Thiển biết được thì ra do Mậu Thanh bỏ thuốc kích dục cho Dạ Hoa uống, muốn Dạ Hoa lếu lều cô ta. Bạch Thiển cho rằng lỗi này là do anh. Ban đầu anh biết được cô ta thích anh, vậy mà vẫn đưa cô ta lên đây, nhưng cô cũng đồng ý cho Mậu Thanh về Đông Hải. Nên Dạ Hoa đã quyết định, cứ y vậy mà làm. Tố Cẩm hoảng sợ chạy về phòng, nói cho con nô tỳ thân cận mình biết. Bạch Thiển rất giống Tố Tố, cô vừa khóc vừa nói thì ra đây là lý do, Dạ Hoa vừa gặp là đã mê cô ta. Bên này Dạ Hoa đưa Bạch Thiển về, thì trách cô tại sao cô không chút ghen tuông gì cả. Thì ra trong lòng cô anh không hề quan trọng một chút nào, có phải cô đã có người khác trong lòng rồi phải không? Hỏi xong không đợi Bạch Thiển trả lời, Dạ Hoa liền bỏ đi. Lúc này Dạ Hoa càng tin rằng Bạch Thiển chỉ yêu Mạc Uyên mà thôi. Bạch Thiển trong phòng nghĩ đến những lời Dạ Hoa nói, khiến cô không thể nào ngủ được. Dưới vực giới, Ly Kính phát hiện Ly Oán đã bị giết chết, còn Huyền Nữ thì đã trốn thoát. Anh lập tức cho người đi bắt cô ta về. Dưới trần gian Huyền Nữ đã tìm thấy Tam Công Chúa, nhưng trước giờ Huyền Nữ luôn dùng khuôn mặt gần giống Bạch Thiển, nên mọi người không ai nhận ra. Đến khi cô liên tục nhận mình là Huyền Nữ, thì Tam Công Chúa mới nhận ra cô. Tam Công Chúa biết được rằng con trai của Huyền Nữ mới sinh ra đã chết yểu. Sau đó Tam Công Chúa dùng phép thuật chữa lành đôi mắt cho Huyền Nữ, may mà con yêu nghiệt này chỉ có thể thấy mờ mờ không còn rõ như xưa. Rồi nghe chuyện Ly Kính đang truy nã cô, nên đồng ý cho Huyền Nữ ở lại, mà không biết rằng Huyền Nữ đang có âm mưu giết cô. Còn bên Bạch Phượng Cửu, thì lúc này đế quân vô cùng sủng ái cô, nên cô được ông cưng chiều hết mực. Ti Mệnh xuất hiện nói với cô đã đến lúc trà đập trái tim đế quân, để khiến ông phải chịu nổi khổ tình kiếp. Nhưng Phượng Cửu không nở nên mối tình này cứ thế kéo dài. Chuyển cảnh, Tam Công Chúa Yên Chi đang ngủ say, thì Huyền Nữ lẻn đến phòng cô định âm mưu giết cô, để kình thương có thêm sức mạnh phá chuông. Huyền Nữ dùng dao đâm vào người cô thì được Tử Lan ra tay cứu giúp, sau đó bắt cô ra ngoài. Anh hỏi vì sao cô lại muốn giết Yên Chi, người đó mới cứu mạng ngươi, đúng là dòng ơn phụ nghĩa. Huyền Nữ nói, không liên quan gì đến ngươi. Tử Lan nói giờ mi mà nói thêm tiếng nữa, tin ta giết hai mẹ con ngươi luôn không? Huyền Nữ mới run rẩy sợ hãi, không dám nói thêm tiếng nào. Tử Lan kêu Huyền Nữ, lo mà sống an phận, thật tốt bên Tam Công Chúa, không thì ta đưa mi đi đầu thai cho rảnh nợ. Anh bỏ đi để Huyền Nữ đứng đó một mình. Trên thiên cung, Nại Nại ẵm Ali đến báo cho Bạch Thiển biết, Ali đã ngủ một ngày một đêm không dậy. Cô lại nói tử lượng của Ali thì ra kém vậy, một chút nữa cô sẽ truyền cho cậu một chút tiên khí, sáng mai sẽ tỉnh lại ngay. Sau đó cô truyền tiên khí cho Ali, nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy. Bạch Thiển thấy vậy nên cho cậu ngủ tiếp, cô đến suối nước nóng để trị thương. Lúc này Tố Cẩm đi đến, nhưng Nại Nại không cho cô vào, cô biết được Bạch Thiển đang trị thương, nên cho một số cung nữ đi ngang nói xấu sau lưng Bạch Thiển, do Bạch Thiển mà Mậu Thanh bị đuổi về Đông Hải. Chắc là ghen ăn tức ở rồi, hai con mắm này khen Tố Cẩm hết lời,
còn chửi Bạch Thiển già gần 14 vạn tuổi rồi, mà còn thích trai nhỏ. Đúng là máy bay bà già chuẩn bị bảo trì còn tuyển phi công trẻ. Bạch Thiển nói tuy nghe xong cũng không tức giận gì hai con bé đó, mà thôi dù sao cũng là thượng thần. Nên cô liền chọn hai cung nữ cho mình, phát hai đứa đó xuống trà toilet sau hậu viện, cho miệng bớt thúi lại. Dạ Hoa bên này phát hiện Ali không dậy, liền lo lắng đưa cậu đi khám. Đang đi thì gặp Bạch Thiển, anh trách cô tại sao lại để Ali ngủ lâu như vậy. Cô nói anh không có chuyện gì to tát, nó ngủ 2-3 ngày là tỉnh. Dạ Hoa nói cô chỉ xem Ali như con riêng của Dạ Hoa nên không biết lo lắng chăm sóc cho Ali. Bạch Thiển liền giận lẩy và nói, đúng ta cũng không giỏi chăm sóc con nít nên đem Ali đến cho Tố chăm, sau này không cần mang đến ta làm gì cho thêm mệt. Dạ Hoa nói, nàng không cần nói vậy để chọc tức ta, nàng biết ta không có ý đó. Sau đó ẵm Ali rời đi. Bên này quân y cho biết, tiểu điện hạ chỉ đang xỉn, ngâm mình trong nước giải rượu này thì chiều nay sẽ tỉnh. Dưới trần gian lúc này, đế quân đang đi di hành thì bị hành thích, Phượng Cửu đã bị trọng thương. Trong lúc hôn mê cô liên tục gọi tên đế quân. Nhưng đế quân đang lịch kiếp làm vua, nên ông cứ nghĩ ái phi của mình đã yêu một người đàn ông khác. Điều này làm ông rất buồn. Sau đó ông cổng Phượng Cửu vô tình chạy vào quán ăn của Yên Chi và Tử Lan. Được cả hai người giúp đỡ nên Phượng Cửu cũng không bị gì nguy hiểm. Sau đó quân triều đình đã đến đưa ông và Phượng Cửu về cung. Bạch Thiển nghe tin Ali tỉnh dậy liền hỏi Nại Nại, hiện tại cậu đang ở đâu? Nại Nại nói Ali đang ở Tử Thần Điện nên cô đã đi đến đó. Bên này mẹ Dạ Hoa lại đang trách cô, không biết chăm sóc con nhỏ, ỷ mình là thượng thần muốn làm gì thì làm. Tố Cẩm bên ngoài cũng đổ thêm dầu vào lửa, làm Lạc Tư nương nương cũng tỏ ra không thích cô. Bạch Thiển lúc này cũng vừa đến cung thái tử, cô nghe có mẹ Dạ Hoa ở đây nên cô nói với tùy tùng một chút cô quay lại. Vừa đi thì thấy Lạc Tư nương nương đi ra, cô đành trốn vào một góc. Bên đây Triết Nhan thấy nguyên thần Mạc Uyên đã trở nên rõ ràng hơn, ông nghĩ Mạc Uyên sắp trở lại rồi. Thanh kiếm của Mạc Uyên ở Côn Luân Hư cũng phát sáng, khiến cho các đệ tử đều vui mừng. Dạ Hoa bên đây thì cảm thấy đau đớn, vì anh được sinh ra từ một phần nguyên khí Mạc Uyên nuôi dưỡng. Triết Nhan định lên báo cho Bạch Thiển biết về chuyện này, nhưng Bạch Chân nói rằng trước tiên nên báo cho Thái tử Điện Hạ. Vì anh sợ Dạ Hoa sẽ buồn nếu biết hôn thê của mình lại chờ đợi Mạc Uyên hơn 7 vạn năm. Điều này sẽ khiến Bạch Thiển và Dạ Hoa khó xử. Sau đó Triết Nhan lên thiên cung báo cho Dạ Hoa biết nguyên thần của Mạc Uyên đang ở trong người của Đại Hoàng tử Tây Hải. Ông dự đoán 7.000 năm nữa là Mạc Uyên sẽ tỉnh dậy. Lúc này Dạ Hoa đang phân vân không biết phải làm sao, mà dù có giấu sau này Bạch Thiển cũng sẽ biết mà thôi. Nên anh quyết định cứu sống Mạc Uyên, và đây cũng là tâm nguyện của cô hơn 7 vạn năm nay. Bên này Tố Cẩm tới chọc tức Bạch Thiển, nói cô chỉ là vật thế thân, vì cô quá giống Tố Tố, nên Dạ Hoa mới đặc biệt yêu thương cô như vậy. Tất nhiên Bạch Thiển biết được, Tố Cẩm đang cố tình khích tướng. Hiện tại cô vẫn chưa gả cho Dạ Hoa, nên Tố Cẩm chỉ là tiểu bối trong mắt cô. Nên lần sau gặp cô phải làm đúng 3 quỳ 9 lạy mới được tính là có thành ý. Còn nữa Tố Cẩm chỉ mới là một tiểu tiên thua cô 8 vạn tuổi, không được gọi cô là tỷ tỷ, gọi như vậy là không có giáo dục. Bạch Thiển nói vậy, ý chửi Tố Cẩm là mắc dạy, không có cha mẹ dạy nên mới như vậy. Lúc này Tố Cẩm mặt quê một cục, chỉ biết dạ dạ như một con mèo, Nại Nại đứng kế bên cũng thấy hả dạ. Rồi cô kêu Tố Cẩm lui xuống đi đỡ phải bị chửi nữa. Tố Cẩm vừa đi, Bạch Thiển liền hỏi Nại Nại, có phải ngày xưa khi Tố Tố nhảy xuống Chu Tiên Đài là do Tố Cẩm ức hiếp đúng không? Nại Nại nói đúng. Bạch Thiển nói với tính cách của Dạ Hoa sao vẫn chưa chém chết nhỏ này. Nại Nại nói thượng thần đoán không sai, đã từng đâm một lần, do thiên quân đến kịp nên đã cứu được cô ta. Tố Cẩm luôn được thiên quân che chở nên mới được bước vào cung thái tử. Nên Dạ Hoa thấy vậy cũng không kiếm chuyện với Tố Cẩm nữa. Hơn nữa vì cô ta đã hãm hại Tố Tố, rồi lấy đôi mắt của Tố Tố để sử dụng. Nên thái tử sợ cô ta chết, đôi mắt sẽ chết theo chứ không hề thương cảm gì cô ta. Cô còn nói cho Bạch Thiển biết Dạ Hoa lúc đầu chỉ giả bộ tỏ ra lạnh lùng, để thiên quân không giết Tố Tố. Rồi còn phải chịu 3 năm lôi hình thay Tố Tố. Tố Tố không biết nên cứ nghĩ Dạ Hoa ghét bỏ mình. Nên Tố Tố đã quyết định nhảy xuống Chu Tiên Đài. Bạch Thiển nghe vậy cũng hiểu ra mọi chuyện. Sau đó Triết Nhan đến tìm Bạch Thiển và cho cô biết đã tìm được nguyên thần của Mạc Uyên. Bạch Thiển nghe xong vui mừng rơi nước mắt. Triết Nhan nói, vì lúc trước Đại Hoàng tử Tây Hải từng mang ơn cứu mạng của Mạc Uyên, nên ông đã chọn thân xác của Đại Hoàng tử để nương nhờ. Bạch Thiển nghe xong càng khóc nhiều hơn. Triết Nhan hỏi sao cô lại buồn như vậy? Đáng lẽ cô phải rất vui chứ? Cô nói vì chuyện này cô đã đợi 7 vạn năm, cô sợ lỡ vui mừng quá sớm mà không thành hiện thực. Dạ Hoa bên ngoài cũng vô cùng lo sợ không biết cô có yêu Mạc Uyên không. Sau đó cô viết thư rồi xuống thăm nguyên thần Mạc Uyên. Bên này Phượng Cửu và Nguyên Trinh vô tình té đè lên nhau, bị hiểu lầm là có gian tình nên bị bắt vào ngục. Cô bị hoàng hậu nói xấu trước mặt hoàng thượng, nhưng lúc này ông không quan tâm,
ông ra lệnh, chuyện này chỉ là hiểu lầm, nếu sau này ai dám ăn nói xà lơ nữa, thì ông cho chém chết hết. Ông đi đến ngục tìm Phượng Cửu. Lúc này Ti Mệnh đã đến ngục nói với Phượng Cửu, cô đã báo ân xong, đế quân cũng đã trả tình cảm cho cô. Vì thế nếu hoàng thượng đến, cô hãy thừa nhận cô và Nguyên Trinh có gian tình để kết thúc nạn kiếp tình cho đế quân. Vì quá say mê sự yêu thương của đế quân nên Phượng Cửu không đành lòng nói, nên đế quân vẫn yêu say đắm cô. Ti Mệnh xuất hiện nói, nếu cô không chịu làm, tức đã thay đổi vận mệnh của đế quân, anh và cô sẽ mắc tội lớn, nên cuối cùng cô cũng phải làm. Nhân lúc Nguyên Trinh đang đi tắm, Phượng Cửu đã ở trong phòng tắm, cô xuất hiện bắt đầu gạ tình Nguyên Trinh. Hoàng thượng được thái giám bẩm báo, liền đi ngay đến phòng tắm và bắt gian hai người tại trận. Nhưng đế quân đành giữ trong lòng, truyền lệnh xem như hôm nay không có chuyện gì xảy ra, ai dám nhắc đến là chém. Nhưng vì quá đau lòng đế quân đã té xỉu tại chỗ, sau đó ông được đưa về tẩm cung, Phượng Cửu đến thăm và bị nhốt vào ngục. Sau khi được đưa về phòng ông vì không chịu nổi tình kiếp này, nên đã chết trước 18 năm so với số mệnh. Ti Mệnh xuất hiện và nói Phượng Cửu điều này tức đã làm trái ý trời. Anh lập tức về Cửu Trùng Thiên, Phượng Cửu chỉ còn biết khóc một mình. Về thiên cung đế quân đã tỉnh lại, nhưng ông liên tục nhớ về Phượng Cửu. Ông tính hỏi tội Ti Mệnh tại sao lại tính lệch năm làm ông chết sớm vậy. Ti Mệnh nói anh chỉ có thể viết sinh mệnh cho người thường, còn ngài là chủ thiên địa nên không thể viết chính xác được. Hoặc do ông chịu không nổi, đế quân vì sĩ diện nên cũng không trách tội anh được, nên cho anh lui. Sau đó Dạ Hoa đi đến, anh hỏi đế quân về việc cỏ thần chi để độ tu vi. Đế quân nghe xong liền biết anh muốn cứu Mặc Uyên. Dạ Hoa hỏi sao ông lại biết. Đế quân còn nói, ông còn biết Bạch Thiền chính là Tư Âm. Dạ Hoa nói anh cũng đã biết điều này. Sau đó anh rời đi, anh quay về cung lấy đèn kết phách rồi đưa người mang đến Tây Hải để giao cho Bạch Thiền. Bên này Triết Nhan cùng Bạch Thiền đã đến Tây Hải Thủy Cung. Tây Hải Thủy Quân dẫn hai người vào gặp Đại Hoàng Tử. Cô xin phép mời hai người ra ngoài, rồi dùng phép của mình đi vào sâu trong cơ thể Đại Hoàng Tử. Cô phát hiện ra nguyên thần Mặc Uyên đang nằm trong đó. Cô vui mừng quỳ xuống, không ngờ đúng là ông đang ở đây. Sau khi ra ngoài, cô suy nghĩ lúc này cần phải có đèn kết phách để hội tụ nguyên thần Mặc Uyên lại. Khi cô bước ra đến đại sảnh đã thấy Dạ Hoa ngồi đó đợi sẵn. Thấy Dạ Hoa, cô liền làm vẻ mặt giận dỗi. Lúc này cô vẫn còn giận vì anh nói cô chỉ xem A Ly là con nuôi. Cô không thèm nói lời nào, tính quay mặt bỏ đi. Dạ Hoa liền bay đến đè hai tay cô vào tường, sau đó cưỡng hôn cô, đang chuẩn bị lột đồ. Bạch Thiền liền tát cho anh một cái. Anh buồn bã nói, giờ sư phụ nàng đã quay về, chắc lúc này nàng không còn yêu ta nữa, chắc do ta ảo tưởng quá nhiều rồi. Dạ Hoa nói thêm, giờ nhất định cô cần đèn kết phách, sau khi hội tụ nguyên thần Mặc Uyên, sẽ cần độ tu vi, để độ tu vi thì phải đi lấy cỏ thần chi được canh giữ bởi bốn con thần thú, rồi truyền tu vi của mình cho Mặc Uyên. Dạ Hoa nói một mình cô làm sao có thể làm hết những điều này. Bạch Thiền thấy anh muốn ngăn cản cô, nên cô muốn từ hôn với anh. Lúc này Dạ Hoa đã dự tính trong lòng sẽ tự mình làm hết cho cô. Anh nói đêm nay cô hãy đến phòng anh, vì đèn kết phách không ở thiên cung, mà ở trong người anh. Nếu cô muốn lấy thì phải đến gặp anh. Sau đó cô quay về thì Bạch Chân xuất hiện, anh hỏi vì sao cô lại khó chịu như vậy. Cô tâm sự với anh, từ khi cô lên Cửu Trùng Thiên thì không còn phong thái như xưa. Tự nhiên lại giận dỗi Dạ Hoa, rồi còn khó chịu Tố Cẩm, cô tự cảm thấy mình đang ghen. Đến hiện tại nếu cô không yêu Dạ Hoa thì sẽ không giận khi anh trách móc cô. Bạch Chân thấy cô nói về Dạ Hoa nên anh biết cô đã yêu Dạ Hoa nên cũng không giải thích nhiều. Để một mình Bạch Thiền ở lại ngồi suy nghĩ. Bên này đế quân thật sự đã yêu Bạch Phượng Cửu nhưng chỉ biết nhớ cô, không biết phải làm sao cho đúng. Ti Mệnh đi đến thì được đế quân cho biết sau lần lệch kiếp này do bị sai số kiếp ông đã mất đi 9 phần pháp lực. Bên này các đệ tử của Côn Luân đã quay lại vì long khí của Côn Luân hư đã hội tụ. Mọi người đều tin rằng một thời gian nữa Mặc Uyên sẽ trở về. Dưới thủy cung thì Dạ Hoa đang ngồi nhậu một mình, cái mặt lúc này như đang ức vì bị bỏ rơi. Bạch Thiền đi đến thấy vậy cũng không đành lòng, liền đi đến hỏi thăm. Anh nghĩ cô đến đây chỉ để lấy đèn kết phách. Anh dẫn cô vào trong và đưa đèn cho cô, sau đó chỉ cô cách sử dụng, chỉ cần để trên đầu Mặc Uyên, 3 ngày sau sẽ hội tụ đủ nguyên thần. Sau đó anh buồn bã bỏ đi. Sau khi đến gần, Bạch Thiền cảm nhận được có luồn khí của người phàm. Dạ Hoa nói anh từng dùng. Anh nói anh từng muốn cứu người quan trọng nhất của anh. Bạch Thiền nếu là lúc trước thì ngọn đèn rất khó tìm, vì vậy cô nói nếu anh cần gì cô sẵn sàng báo đáp bằng mọi thứ. Nếu kiếp trước là Tố Tố, cô bắt anh lấy thân báo đáp, thì kiếp này anh lại muốn cô lấy thân báo đáp. Lúc này Bạch Thiền tỏ ra sợ hãi, nhưng trong lòng thì cũng muốn lắm rồi, chỉ còn thiếu một cái cớ thôi. Dạ Hoa đóng cửa lại, từng bước tiến lại ẵm cô lên giường. Phụ nữ im lặng tức là đồng ý, dù có chống trả, nhưng chống trả cho qua loa. Để lấy lệ thì mấy anh con trai phải tiến tới thật mạnh nha bà con. Không những thế khi Dạ Hoa hôn cô liên tục nhớ về lúc mình là Tố Tố,
nên cô đã thuận theo ý trời, lếu lều đến sáng. Tuy vậy nhưng Dạ Hoa vẫn tin rằng trong lòng cô chỉ có Mạc Uyên. Bạch Thiển nằm mơ bắt đầu thấy lại những cảnh trước kia của mình bên Dạ Hoa, nhưng cô vẫn chưa nhớ ra mình chính là Tố Tố. Khi cô thức dậy là Dạ Hoa đã đi mất, cô lập tức ra ngoài tìm anh nhưng không thấy. Trên thiên cung, Dạ Hoa xin Thiên Quân cho anh đi đốt hết cỏ thần chi, sẵn tiện giết 4 con thần thú đó luôn. Thiên Quân cũng khó hiểu tại sao anh lại muốn làm vậy. Anh cho rằng loại cỏ này có thể hồi sinh người chết, nếu ai đó hồi sinh những kẻ ác trong thiên hạ tức là làm nghịch ý trời. Thiên Quân nghe vậy cũng đành cho anh đi, chứ đâu biết được anh vì Bạch Thiển mà làm vậy. Bên này Điệp Phong thấy Bạch Thiển tưởng cô là huyền nữ, nhưng Bạch Thiển nói cô chính là Tư Âm, với tiên khí quen thuộc nên Điệp Phong đã nhận ra cô, vì năm đó muốn bái sư nên mới biến thành con trai. Cô cho anh biết 7 vạn năm nay đã cất giữ thi thể Mạc Uyên ở Thanh Khâu. Anh nhớ lại 300 năm trước chính Bạch Thiển đã phong ấn Kình Thương, thì ra cũng chính là thập thất sư đệ của mình. Anh rất tự hào về cô. Sau đó anh dẫn cô đi đến phòng đại hoàng tử, nói cho anh biết chỉ cần đốt đèn này 3 ngày nữa là sư phụ sẽ tỉnh dậy. Chuyển cảnh, Ly Kính bên này đã tìm được tung tích của huyền nữ, biết được cô đang được Tam công chúa đưa đi tìm cỏ thần chi, nên anh đã quyết định dẫn quân đến bắt huyền nữ. Vì huyền nữ muốn cứu sống con mình nên đã nhờ Yên Chi và Tử Lan thần quân đi đến Doanh Châu để lấy cỏ thần chi hồi sinh con của huyền nữ. Sau đó cả ba cùng nhau đi vào động. Trời ơi, đi đánh nhau mà làm như đi chơi, dẫn theo con bánh bèo huyền nữ theo làm gì? Vô trong đó bà hết hoảng sợ. Còn nữa, tứ đại thần thú này, ngay cả hồ đế còn bị đánh hộc máu trọng thương, nên hai người vào lập tức bị tụi nó đánh trọng thương, Yên Chi thì bị đánh đến ngất xỉu. Cũng may Ly Kính cũng đưa quân đến kịp để cứu Tam công chúa, nhưng tất cả bọn quân lính đều bị 4 con thần thú này giết sạch. Anh kêu mọi người đưa Yên Chi ra ngoài, còn anh một mình ở lại đánh với tứ đại thần thú. Khi Tử Lan đưa Yên Chi ra ngoài thì Dạ Hoa vừa đi đến, anh lập tức đi vào bên trong. Lúc này Ly Kính đã chịu hết nổi, may mà thái tử xuất hiện. Ly Kính kêu huyền nữ đi ra ngoài nhưng cô ta không chịu, nhất quyết ở đây lấy cỏ thần chi. Dạ Hoa đánh với 4 con thần thú, anh dùng kiếm giết chết 2 con thì bị một con khác dùng 2 cái sừng đâm vào người. Con còn lại bay đến phun lửa vào anh, nhưng anh đã bay lên khiến nó phun lửa vào con kia chết queo. Ngay lúc đó anh cũng chém con còn lại một nhát, rồi xong 4 con đi gặp ông bà, nhưng anh cũng bị trọng thương. Dạ Hoa lấy một nhánh cỏ thần chi, sau anh tính dùng chép đốt các cây cỏ thần chi còn lại thì huyền nữ dùng kiếm lao đến đâm anh. Anh đánh huyền nữ một cái thì bất ngờ một con thần thú còn sống nhảy lên cắn đứt cánh tay của anh. Ly Kính xông tới cũng bị nó đánh té ra đất, nhân lúc đó anh phóng kiếm tiêu diệt hoàn toàn con còn lại. Dạ Hoa đốt hết cỏ thần chi còn lại trong sự đau đớn của huyền nữ, anh dẫn 4 người rời khỏi Doanh Châu, sau đó dùng phép thuật phá hủy hòn đảo này luôn. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, từ nay trên đời sẽ không còn cỏ thần chi nữa. Dạ Hoa bỏ đi thì Yên Chi chạy đến xin anh cho cô một góc nhỏ của cỏ thần chi, vì chỉ muốn cứu một đứa bé. Dạ Hoa động lòng trắc ẩn vì mình cũng làm cha nên cho cô một góc nhỏ. Huyền nữ vì bị thương quá nặng nên cô không qua khỏi. Trước khi chết cô nói, Yên Chi hãy cứu sống con mình, Tam công chúa hứa sẽ hồi sinh đứa bé. Sau khi huyền nữ chết, Ly Kính đi theo Dạ Hoa để báo cho anh biết một việc. Nếu anh dùng cỏ thần chi này để cứu Mạc Uyên thì Kình Thương sẽ giải phong ấn, vì chuông Đông Hoàng được 9 phần nguyên thần Mạc Uyên phong ấn. Nếu hội tụ nó về thì Kình Thương sẽ dễ dàng phá chuông. Nhưng Dạ Hoa đã tính hết rồi, cứ cứu Mạc Uyên trước, rồi ông kia phá chuông anh nhảy vào phong ấn là xong, anh đây một mình chấp hết. Bên này Yên Chi và Tử Lan đã biết thân phận của nhau, cô hỏi Tử Lan có xuống trần gian sinh sống với cô không, anh nói không thể, anh phải về Côn Luân Hư, vì sư phụ sắp tỉnh dậy rồi. Dù trong lòng họ đã yêu đối phương nhưng không dám thừa nhận, đành cáo từ mỗi người một hướng. Còn phía Dạ Hoa thì anh đi đến Côn Luân Hư, nhị sư huynh tưởng anh là Mạc Uyên, liền khấu bái. Nhưng Dạ Hoa nói anh là thái tử điện hạ, anh nói đến đây để mượn lò luyện đan của Côn Luân Hư. Nhị sư huynh dẫn anh đến lò luyện đan. Dù bị thương như vậy, nhưng Dạ Hoa vẫn đến đây để luyện đan cho Bạch Thiển. Điều này sẽ khiến anh mất rất nhiều tu vi. Dạ Hoa luyện đan mà miệng phun đầy máu, cuối cùng cũng xong, anh lết nữa cái mạng đến gặp Chiết Nhan, nhờ ông mang đến giao cho Bạch Thiển. Thật ra Dạ Hoa tính hết rồi, các bạn có biết tại sao phải nhờ cho Chiết Nhan đưa thuốc dùng không? Tại ông là bác sĩ giỏi nhất trên đời, nhờ vả ổng xong, ổng quay ra cứu giúp mình luôn, một công hai chuyện. Ông đang trị thương cho Dạ Hoa thì Bạch Chân đi đến, ông cho anh biết Dạ Hoa đã giết 4 con thần thú lấy cỏ thần chi về làm thuốc cho Mạc Uyên. Trong lúc chiến đấu đã bị mất một cánh tay, nên ông đang nắn một cánh tay từ củ sen gắn vào cho Dạ Hoa, nhưng nó chỉ có tác dụng là để trang trí thôi. Sau đó đại ca của Bạch Thiển đi đến, ông biết tin Bạch Thiển đã chữa khỏi bệnh cho đại hoàng tử Tây Hải. Trước đó Tây Hải thủy quân từng nói nếu ai có thể chữa khỏi cho đại hoàng tử, ông ta sẽ kết thông gia với họ.
nên cha của Bạch Phượng Cửu muốn gả cô cho Điệp Phong, nhưng Điệp Phong không chịu nên đã chuyển qua cho Đại Hoàng Tử. Cha của Phượng Cửu cũng đồng ý. Tin Phượng Cửu lấy Đại Hoàng Tử được lan truyền khắp nơi. Đế Quân lúc này đang rất nhớ Phượng Cửu, ông đi đến những nơi khi cả hai còn bên nhau. Sau đó được Ti Mệnh đến báo tin là cô sắp lấy chồng. Đế Quân cũng không nói nhiều, lấy một món quà kêu Ti Mệnh đến tặng cho Phượng Cửu. Ti Mệnh mang chiếc hộp đến cho Phượng Cửu, khi cô mở ra thì nhìn thấy đầu mũi tên mà cô đã đỡ cho Đế Quân dưới trần gian. Cô buồn bã quay lại căn nhà đó thì thấy Đế Quân đã đứng đợi mình, cứ tưởng ông sẽ nói lời yêu cô, nhưng Đế Quân đã quyết định cắt đứt với cô một lần nữa. Ông nói ông và cô thật sự không có duyên, dù là có thì đến một lúc nào đó cũng đến lúc phải ly tan. Thế là ông bước đi, bỏ lại Phượng Cửu đứng khóc một mình. Ở rừng đào, Dạ Hoa sau mấy ngày được Chiết Nhan chữa trị đã tỉnh lại. Anh cảm ơn Chiết Nhan đã làm một cánh tay giả cho mình, sau mấy vạn năm nó sẽ hồi phục như bình thường. Sau đó anh nhờ Chiết Nhan mang viên tiên đan mà mình đã luyện, đưa cho Bạch Thiền nhưng không được nói là anh làm. Chiết Nhan hỏi chuyện thì biết được, thì ra do đánh nhau với 4 con thần thú nên bị mất một cánh tay, còn dùng tu vi của mình để độ tiên đan. Chiết Nhan hỏi vì sao anh làm nhiều việc vậy mà không muốn Bạch Thiền biết. Anh nói Bạch Thiền không thích mang ơn ai. Anh sợ cô biết cô sẽ không dùng thuốc, với lại anh không muốn vì mình có ơn cứu Mặc Uyên, nên cô phải ở bên anh như trả nợ, nên cứ nói là do Chiết Nhan ngài, một mình làm hết, vì ngài và Mặc Uyên là anh em tốt. Ngài được phụ thần nuôi dưỡng, nên việc ngài làm là đến từ tình anh em của ngài và Mặc Uyên. Chiết Nhan nghe vậy đành đồng ý. Dạ Hoa sau đó quay về Thiên Cung, Bạch Chân muốn đi theo nói với Dạ Hoa, Bạch Thiền yêu anh thật lòng, không có yêu Mặc Uyên, nhưng Chiết Nhan đã ngăn lại. Ông nói duyên đến duyên đi đều có nhân quả, không cần xen vào, đến lúc cần nói thì tự khắc sẽ được nói, không cần vội. Về đến Thiên Cung, anh kêu thuộc hạ đưa Ali đi chơi, để anh có thời gian dưỡng thương. Thiên Quân bên đây được bẩm báo lại, vì anh đã giết chết 4 con thần thú, hủy đi đảo Đông Châu nên đã mang tội, vì dù sao đây cũng là nơi phụ thần tạo ra. Anh còn bị quỹ hết tu vi cả đời, khiến cho mọi người đều phải lo lắng. Thật ra cũng chỉ từ mê gái mà ra. Ở Tây Hải, Chiết Nhan đã đưa thuốc cho Bạch Thiền, sau đó cô đưa cho Đại Hoàng Tử uống, thì anh lập tức ngất đi. Có thể do tu vi của Dạ Hoa quá mạnh nên cần một thời gian nữa mới có thể biết được kết quả. Chiết Nhan vì đã biết Dạ Hoa cứu Ly Kính khỏi 4 con thần thú nên kêu Mê Cóc lấy danh nghĩa của Dạ Hoa mượn ngọc hồn, sau đó Mê Cóc mang đến cho Bạch Thiền. Cô cảm thấy lạ vì sao Chiết Nhan biết cô cần có ngọc hồn, vì sao Mê Cóc lại mượn được từ Ly Kính. Cô hỏi ra nhưng Mê Cóc cũng không nói rõ lắm nên cô nghĩ khi nào rảnh sẽ hỏi Chiết Nhan sau. Chiết Nhan được mời lên Thiên Cung cứu Dạ Hoa, ông đã biết tình trạng của anh rồi nên chả cứu chữa gì nhiều. Thay vào đó ông chửi cho anh một trận, sao đã làm nhiều điều cho Bạch Thiền mà không nói nó nghe. Dạ Hoa chỉ cười cho qua chuyện. Bên đây sau khi sử dụng ngọc hồn, Điệp Phong đến tìm Bạch Thiền, nói cho cô biết tình trạng Đại Hoàng Tử đang rất lạ. Anh dẫn cô đến phòng Đại Hoàng Tử, cô dùng thuật truy hồn đi vào bên trong, thì cảm nhận nguyên thần của Mặc Uyên đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng cô cũng nhận ra tiên khí luyện đan dược không phải của Chiết Nhan thượng thần. Cô liền nghĩ ngay đến Dạ Hoa, vừa xuất hồn ra ngoài, cô đã bị ọc máu vì tiên khí quá mạnh. Điệp Phong liền nói đây chính là tu vi cả đời của Dạ Hoa. Cô nghe xong liền bay lên Thiên Cung tìm Dạ Hoa. Dạ Hoa biết cô đến, liền thay đồ chỉ với một cánh tay. Anh dặn cung nữ không được nói với Bạch Thiền là anh bị thương, nên dù trong lúc bước vào cô có hỏi, các cung nữ chỉ nói Dạ Hoa mấy nay bận giải quyết chính sự. Khi cô vào đến nơi, thì Dạ Hoa đang bình thản uống trà, nhìn thấy anh cô như muốn khóc. Cô đến đụng vào cánh tay giả của anh, lập tức bị anh chặn lại. Cô nói cô ở trong người Đại Hoàng Tử đã thấy luồng tiên khí thuộc về anh. Cô hỏi đan dược có phải do anh đưa tới, tu vi cả đời của anh cũng đã truyền vào đó. Dạ Hoa cười và thừa nhận chuyện này. Cô thấy cánh tay phải của anh không thể cử động liền biết anh đã bị thương. Anh cố gắng nói xạo là anh chưa từng thấy tứ đại thần thú. Anh nói anh không sao, tu vi của anh chỉ cần vài ngàn năm là hồi phục hoàn toàn. Cô nói nếu vậy cô đi trước, vài bữa nữa sẽ đến thăm anh. Ngay cả ho anh cũng không dám ho lớn sợ làm Bạch Thiền lo lắng. Cô thì ở bên ngoài đành ngậm ngùi khóc một mình. Bạch Thiền nghĩ chỉ có cách chạy đến hỏi Chiết Nhan là tốt nhất, nên cô đi tìm Chiết Nhan và được ông kể cho mọi việc. Sau đó cô quay lại Thiên Cung và nói Dạ Hoa, dù anh bị thương nhẹ, nhưng tay anh cũng đã bị thương nên cô muốn ở đây chăm sóc cho anh. Dạ Hoa cũng không từ chối, cô tính xin anh qua phòng bên ngủ. Dạ Hoa liền tắt đèn và đi đến ôm Bạch Thiền, kêu cô hãy ngủ cùng anh đêm nay, cô cũng không từ chối. Ngủ đến nửa đêm, Dạ Hoa vì bị thương nên ho liên tục, nên anh chạy ra ngoài để ho. Bạch Thiền biết được Dạ Hoa đã làm rất nhiều chuyện cho mình, sợ mình lo lắng nên ôm mọi thứ một mình tự gánh chịu, khiến cô vô cùng cảm động, tình yêu của anh dành cho cô quá lớn, cô cũng không biết phải làm sao. Nên khi anh và cô quay sang ôm anh ngủ, bên đây Tố Cẩm biết được Bạch Thiền đã ngủ lại trong phòng Thái Tử. Chị đây vào cung gần 300 năm mà phải quét màn nhện mỗi ngày,
nhỏ đó chưa gì đã được lếu lều, nên Tố Cẩm lại suy nghĩ ra cách chọc tức Bạch Thiền bằng cách nhắc về Tố Tố. Còn muốn biết cách gì thì các bạn nhớ thích video bấm nút subscribe để theo dõi tụi mình là biết ngay hả? Bên này Thành Ngọc đưa Ali đi chơi thì biết được đế quân sắp ứng kiếp. Ứng kiếp là việc làm của các vị thần thượng cổ. Thường 1.000 vị tiên thì chết hết 1.000 vị, nên việc ứng kiếp này rất khó sống sót. Sau khi trở về, Thành Ngọc và Ali mang mía đến cho Dạ Hoa và Bạch Thiền. Thành Ngọc xin được sờ Bạch Thiền một chút, vì trên thế gian này hiện tại chỉ còn có một mình Bạch Thiền là nữ thượng thần duy nhất. Ali không cho vì chỉ có mình phụ thân cậu mới được sờ thôi. Dạ Hoa nói sẻ vẽ cho hai mẹ con, thế là Thành Ngọc được ngồi ké chụp hình chung. Nhìn cái mặt bà, Thành Ngọc cứ tưởng bà mê gái không. Sau khi vẽ xong, cả ba người cùng lại xem, thì phát hiện Dạ Hoa chỉ vẽ Bạch Thiền và Ali. Ôi má ơi, thái tử chơi vậy ai nể. Bạch Thiền mới nói đỡ, Dạ Hoa đang không đủ thể lực, còn có một tay nên vẽ nhiều sẽ mệt, nên kêu Thành Ngọc thông cảm. Nhưng Ali không hiểu, không đủ thể lực có phải là ẩm được Ali mà không ẩm được mẫu thân không. Nghe xong, Dạ Hoa liền đi đến dùng tay trái ẩm Bạch Thiền lên và đi về phòng. Thế là cái mặt Thành Ngọc và Ali tỏ ra rồi, xong tới công chuyện. Về đến phòng, Bạch Thiền cũng thừa nhận cô đã yêu anh rồi và xin lỗi anh vì lần trước đã nói từ hôn. Nhưng sau lần lếu lều, cô đã quyết định cưới Dạ Hoa, ngày cô cũng tính luôn rồi. Dạ Hoa nghe xong mừng rớt nước mắt. Anh không tin rằng đây là sự thật. Dạ Hoa cảm động rơi lệ, cuối cùng anh cũng làm cho cô yêu anh. Cả hai hôn nhau thắm thiết, cảnh sau thì không cần coi cũng biết họ làm gì. Sau đó hai người ôm nhau và nói dự tính sắp đến. Cô nói cô khát nước nên Dạ Hoa đi ra ngoài kêu người pha trà cho anh. Cung nữ mang trà vào, khi đi ra thì thấy Bạch Thiền đang lén bỏ cái gì đó vào bình trà của Dạ Hoa. Cô ta liền chạy về báo cho Lạc Tư Nương Nương và Tố Cẩm. Tố Cẩm cho rằng Bạch Thiền đang bỏ thuốc kích dục cho Dạ Hoa, có thể là vì thuốc mà Dạ Hoa đã bị mê hoặc nên mới quên đi Tố Tố mà yêu Bạch Thiền. Tuy vậy, Lạc Tư Nương Nương chỉ mới nghi ngờ nên bà quyết định đi đến đó để xác minh. Sau đó cả hai đi đến cung thái tử. Khi đến nơi, cả hai nói bóng nói gió rằng trong trà của anh đã có người bỏ thuốc vào, sợ nguy hại đến long thể của anh. Nhưng Dạ Hoa đã biết từ trước. Dạ Hoa nói Bạch Thiền đã bỏ thuốc mà Chiết Nhan thượng thần nhờ cô mang đến. Bạch Thiền cũng không biết vì sao anh lại biết được điều này, vì đúng là Chiết Nhan có kêu cô bỏ vào, nhưng sợ thái tử không chịu uống nên cô không nói ra. Lạc Tư Nương Nương nghe vậy nên quay qua cảm ơn Bạch Thiền. Sau đó thấy Dạ Hoa và cô cũng ân ái nên đề nghị làm đám cưới sớm một chút. Tố Cẩm thấy thôi xong rồi, cố tình hại nó, ai dè thành ra giúp nó cưới lẹ hơn luôn. Đúng là người tính không bằng trời tính. Ngay cả Ali cũng vui mừng, chạy lại ôm Lạc Tư Nương Nương nên việc này xem như đã định. Sau khi Lạc Tư Nương Nương rời đi, Bạch Thiền hỏi sao anh lại biết chuyện cô bỏ thuốc bổ cho anh. Dạ Hoa nói trời sinh anh có giác quan nhạy bén, chỉ cần trong trà có mùi khác là anh biết trong trà có thứ gì. Nhưng vì trà này do cô pha, thì cô có bỏ thuốc độc anh cũng uống. Sau đó Thiên Quân cho gọi anh đến bàn việc hôn sự, nhưng vì anh đã giết chết 4 con thần thú nên đã bị tội, đành phải lệch kiếp xuống trần gian 60 năm, tức là 2 tháng trên thiên cung. Rồi khi trở về mới tổ chức được đám cưới. Bạch Thiền sau đó về Thanh Khâu nói với tứ ca và nhị ca mình trước về việc làm lễ thành hôn với Dạ Hoa. Nhị ca là cha của Phượng Cửu, lại nhầm rằng Bạch Thiền yêu Mạc Uyên nên mới quyết tâm dùng mạng mình cứu sống ngài ấy. Bạch Thiền nói sư phụ là sư phụ, trong tim cô chỉ yêu một mình Dạ Hoa thôi. Tới lúc này nhị ca của cô mới hiểu ra, ông nói sẽ báo lại với Hồ Đế và Hồ Hậu sau khi họ xuất quan. Sau đó Bạch Thiền lại quay về Thiên Cung. Trước khi về, cô nói với Phượng Cửu, Thành Ngọc Nguyên Quân có chuyện muốn gặp Phượng Cửu, kêu cô khi nào rảnh hãy bay lên trời gặp cô ta. Trên này Tố Cẩm đang nói chuyện với Lạc Tư Nương Nương thì biết được Dạ Hoa sắp lịch kiếp 60 năm dưới trần gian nên cô đã có mưu đồ mới. Bạch Thiền quay lại Thiên Cung, đi ngang qua Hồ Sen, đột nhiên những ký ức từ thời còn là Tố Tố hiện lên trong đầu cô, khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Khi đến giữa hồ thì cô đã thấy Dạ Hoa cùng chúng tiên đứng đợi sẵn, tất cả mọi người đều phải khấu bái cô. Sau đó anh giới thiệu Bạch Thiền cho chúng tiên, khiến cô vô cùng hãnh diện và hạnh phúc. Về đến phòng, Bạch Thiền nói cô đã chọn xong ngày là mùng 2 tháng 9 này sẽ thành thân. Nhưng Dạ Hoa cho cô biết vì anh đã giết chết 4 con thần thú, nên giờ phải đi lịch kiếp để chịu tội. Phải 2 tháng nữa mới kết hôn được, nghe chuyện Dạ Hoa cũng vì mình, nên Bạch Thiền cũng vui vẻ đồng ý. Cô cũng không muốn anh ở dưới trần gian kết hôn với ai, nên hẹn đến năm 20 tuổi cô sẽ hạ phàm làm vợ của anh, rồi tranh thủ làm một nháy. Bên Tây Hải, Chiết Nhan cùng Bạch Chân đến thăm Đại Hoàng Tử, thì phát hiện tất cả nguyên thần của Mạc Uyên đã không còn ở trong cơ thể anh. Ông kêu Điệp Phong quay về Côn Luân Hư, triệu tập các sư huynh để chuẩn bị chào đón Mạc Uyên trở về. Điệp Phong vui vẻ trở về Côn Luân Hư. Bạch Thiền đưa Dạ Hoa ra ngoài cổng Thiên Môn, cô đưa cho anh Ngọc Hồn để Ly Kính không cớ tìm đến cô nữa. Dạ Hoa kêu cô hãy về Thanh Khâu, khi nào đến lúc hãy xuống trần gian gặp anh, rồi cô bay đi. Bên này Côn Luân Hư bắt đầu gõ chuông.
tứ hải bác quan đều biết Mạc Uyên đã tỉnh dậy, Dạ Hoa cũng nghe thấy tiếng chuông này, đế quân và thiên quân cũng vui mừng vì chuyện này. Bạch Thiển vừa về đến Thanh Khâu, thì Triết Nhan cũng vừa về đến, ông nói cho cô biết Mạc Uyên đã tỉnh dậy. Dạ Hoa bên này phải đi lịch kiếp mà lòng như lửa đốt, không biết Bạch Thiển thấy lại sư phụ xảy ra sao. Sau đó anh uống thuốc rong xuyên rồi được Ti Mệnh đưa xuống trần gian lịch kiếp. Bạch Thiển tính biến thành tư âm, nhưng Triết Nhan nói không cần, Mạc Uyên biết từ lâu rồi. Cô từng bước đi vào trong, lòng cảm thấy rối bời, cô không ngờ cô đã dùng nửa đời của mình để chờ ông tỉnh lại. Cô vào trong thì thấy Mạc Uyên đã tỉnh dậy, cả hai ôm nhau trong nước mắt. Mạc Uyên nói tiểu thập thất của ta, ăn mặc như vậy nhìn rất đẹp. Bên đây Kình Thương cũng biết Mạc Uyên đã tỉnh lại, ông ta nói mình cũng sắp tái xuất để lấy mạng Mạc Uyên. Mạc Uyên sau đó ngồi uống trà cùng Triết Nhan và Bạch Thiển. Ông hỏi suốt 7 vạn năm, có xuất hiện người nào có dáng vẻ giống ông không? Triết Nhan nói có người như vậy, người đó rất thân với Bạch Thiển. Bạch Thiển ngại ngùng một lúc mới nói ra, người đó hiện là Dạ Hoa thái tử tiên tộc, chồng sắp cưới của cô. Mạc Uyên liền thất thần, không ngờ Bạch Thiển lại lấy chồng. Ông nói đệ đệ ruột thịt của Di Sư đã bị cô dụ mất rồi. Mọi người tỏ ra ngạc nhiên, thì được Mạc Uyên nói rõ sự tình. Đây là đứa em chết từ trong bụng mẹ của ông, cũng là con của phụ thần, được ông truyền cho nữa tu vi. Sau khi ba mẹ Mạc Uyên chết, đã giao lại tim thai của đệ đệ cho ông nuôi dưỡng ở Hồ Sen. Mọi người cũng hiểu ra lý do vì sao Dạ Hoa lại giống Mạc Uyên đến như vậy, không những thế sức mạnh lại cao hơn cả Mạc Uyên. Sau đó Mạc Uyên và Bạch Thiển quay về Côn Luân Hư. Trên Thiên Cung Phượng Cửu cũng biết đế quân sắp ứng kiếp nên lập tức chạy đến tìm ông, vừa ôm ông vừa khóc, muốn sống chết cùng ông. Ông liền nói ai nói với cô là ta muốn ứng kiếp, anh đây còn muốn sống chị ơi. Dù đế quân nói ông đâu có muốn đi chết, nhưng Phượng Cửu mặc kệ cứ ôm ông cho đã cái thân rồi nói tiếp. Đế quân nói cha cô đến rồi, Phượng Cửu không tin cứ nhất quyết ôm đế quân, cô nói cha cô đến kệ cha cô. Thế là cha Phượng Cửu đành phải tham kiến Đông Hoa đế quân. Nghe giọng của ông, Phượng Cửu hoảng sợ bỏ đế quân ra. Đế quân hỏi sao Bạch Dịch Thượng Thần lại đến Thiên Cung, ông nói là đến bàn hôn sự của Bạch Thiển. Đế quân chỉ trả lời à thì ra là vậy, sau đó ông bỏ đi. Cho hai cha con nói chuyện riêng, Phượng Cửu quỳ xuống xin ông cho cô ở lại bên cạnh đế quân, ông đành bó tay. Bên Côn Luân Hư, Mạc Uyên vừa về thì đã có nhiều fan hâm mộ đứng đợi, nên họ đã bay thẳng về núi để không bị ai làm phiền. Trên núi tất cả đệ tử đã đợi sẵn, mọi người cùng nhau khóc lóc vui mừng vì Mạc Uyên đã về. Các sư huynh đệ buồn bã báo lại với sư phụ vẫn chưa tìm được tư âm sư đệ. Thì cô bước vào tham kiến các vị sư huynh, cô kể lại năm đó chính mình đã bỏ thuốc mê cho các vị sư huynh để đưa tiên thể của sư phụ về động hồ ly. Tử Lan lại gần và nói vì muốn trốn các sư huynh nên đệ mới từ nam giả thành nữ. Ôi gì vậy trời, bộ nhìn muội giống con trai lắm hả? Sau đó họ biết tư âm chính là con gái, liền mừng rỡ vây quanh trêu chọc cô, còn biết cô đã được phong thành thượng thần. Sau đó Triết Nhan gặp Mạc Uyên kể lại cho ông hết những chuyện đã xảy ra trong 7 vạn năm, tất nhiên đều Mạc Uyên muốn biết về Bạch Thiển. Ông mới biết thì ra tình duyên của cô và Dạ Hoa đã trải qua 2 kiếp, nên cô mới quyết định lấy Dạ Hoa. Trên trời cha Phượng Cửu thấy cô vì quá mê đế quân, nên đã trực tiếp đến hỏi ông có muốn lấy Phượng Cửu làm vợ không. Nhưng đế quân khẳng định rằng ông và Phượng Cửu không có duyên phận. Sau đó đế quân đưa Bạch Dịch ra cửa, thì biết Phượng Cửu đang đứng một góc, sau đó ông cự tuyệt cô một lần nữa. Đế quân còn nói cho cô biết, thì ra cha cô đến là xin đế quân lấy cô. Cô nghe xong khóc rất nhiều, sau những lần lụy tình của mình, cha cô đã chịu nhục đến cầu xin hạnh phúc cho con gái của mình. Phượng Cửu cảm thấy vừa nhục nhã và đau lòng nên cô đã chạy đi, cùng cha cô rời Cửu Trùng Thiên. Đúng là dù người cha có nghiêm khắc cỡ nào, thì họ vẫn đặt hạnh phúc của con mình lên hàng đầu. Ti Mệnh khó hiểu vì sao đế quân lại tuyệt tình như vậy, dù anh biết ông cũng yêu Phượng Cửu, thì ông cho anh biết trên đá Tam Sinh, không hề có tên ông và Phượng Cửu. Ti Mệnh cũng bất ngờ vì điều này. Bên này Bạch Thiển đang nghe Tử Lan kể chuyện, sau đó anh chọc cô, không biết người tình như Bạch Thiển thì không biết ai mà chịu lấy cô. Bạch Thiển cười và nói chuyện này dễ, tháng sau là muội kết hôn, các sư huynh đến uống rượu mừng là biết người đó là ai chịu cưới muội. Mạc Uyên nghe xong liền khó chịu không nói một lời bỏ đi. Bạch Thiển nói với Triết Nhan, thấy sư phụ mình cứ kỳ kỳ sao. Thật ra vừa sống dậy nghe tin người yêu mình đi lấy chồng là muốn chết quách cho xong, chứ kỳ cọ gì nữa. Sau đó Bạch Thiển được nhị sư huynh kể lại việc Dạ Hoa, thân người đầy máu lại mất một cánh tay đến Côn Luân Hư luyện đan dược. Lòng cô bắt đầu xót xa và nhớ đến Dạ Hoa, máy nay lo cho sự phụ quá quên mất chồng mình đang đi về đâu và ở đâu. Bạch Thiển xuống trần gian xem thử Dạ Hoa đang làm gì. Thì lúc này anh chỉ mới là một đứa bé 10 tuổi, nhưng vì anh đã mất cánh tay nên khi lịch kiếp anh cũng chỉ có một cánh tay hoạt động được. Khi trời tối cô đến gặp bé Dạ Hoa, cô hỏi bé Dạ Hoa có nhận ra cô. Tất nhiên anh trả lời là không rồi, cô nói cô là vợ tương lai của anh, nên 10 năm sau cô sẽ xuất hiện và thành hôn với anh.
Anh thấy cô rất đẹp nên đã đồng ý ghi nhớ khuôn mặt của cô. Sau đó Bạch Thiển đưa cho anh một chuỗi hạt, anh cũng đưa cô lại một miếng ngọc bội để làm tín vật. Cô dặn bé Dạ Hoa, đi học không được yêu người khác, cũng không được cưới người khác. Bé Dạ Hoa nói mình đã hứa với cô nhất định sẽ không thất hứa, sau đó cô rời đi. Bé Dạ Hoa tỉnh dậy cứ nghĩ mình nằm mơ, nhưng khi thấy chuỗi hạt thì mới biết đây là sự thật. Sau khi trở về thì Bạch Thiển cùng mọi người nhậu một bữa, Phượng Cửu đang buồn nên uống rất nhiều. Cô muốn biết vì sao đế quân không gần nữ sắc, thì mọi người cho cô biết vì ông chỉ muốn bảo vệ tứ hải bác quan. Sau đó Mạc Uyên quay về phòng, ông nhớ lại những ký ức cùng cô đánh đàn. Bạch Thiển thì đến hỏi thăm sức khỏe ông, vì 7 ngày nữa ông sẽ bế quan. Ông hỏi Dạ Hoa có tốt với cô không, cô nói Dạ Hoa rất thật lòng với cô, lo tính chu toàn khiến cô rất hạnh phúc. Mạc Uyên thấy vậy cũng an lòng. Ở dưới trần gian, bé Dạ Hoa luôn nhớ về Bạch Thiển. Tố Cẩm cũng đến thăm anh, cô gọi Dạ Hoa là Tiểu Lan Quân. Khác với Bạch Thiển, bé Dạ Hoa không có cảm tình với Tố Cẩm là mấy, nên chỉ nói vài câu anh liền bỏ đi, không thèm đếm xỉa đến cô ta. Nên cô ta kiếm cách biến thành biểu tỷ của anh. Tối hôm đó cha của bé Dạ Hoa giới thiệu biểu tỷ Tố Cẩm cho anh làm quen. Anh đã ngó lơ, kêu cô tự đọc sách, rồi khi nào mệt tự đi ngủ đừng làm phiền anh. Đúng là một khi đã ghét rồi, thì có biến thành cục vàng thì cũng ghét. Mấy ngày sau đó Tố Cẩm cũng tận tình chăm sóc bé Dạ Hoa, nhưng luôn bị anh từ chối. Bên này Bạch Thiển đang dọn kho, thì Mạc Uyên đi đến. Ông hỏi cô nếu năm đó ông không chết, cô có đi lấy chồng không? Bạch Thiển cũng thẳng thắn trả lời, năm đó sau việc Ly Kính phản bội cô chỉ muốn ở lại làm đệ tử của sư phụ thôi. Giờ cô rất mừng vì sư phụ đã trở về. Cả hai thầy trò ôm nhau, như tình cha con. Mạc Uyên dù lòng rất tiếc nuối nhưng cũng rất vui vì cô tìm kiếm được hạnh phúc của chính mình. Bên này A Ly đến tìm cô, gọi cô là mẫu thân. Mạc Uyên được Bạch Thiển cho biết, cậu là con của Dạ Hoa. Còn Dạ Hoa là em trai của Mạc Uyên thượng thần, nên A Ly phải gọi là bác. Mạc Uyên lúc này cảm thấy mình ngủ có một giấc sao mà tai hại vậy, biết vậy lúc đó không chết. Dưới trần gian Tố Cẩm chạy đến nói với bé Dạ Hoa là hai gia đình chúng ta đã hứa hôn. Dạ Hoa liền muốn hủy hôn. Cô giật sâu chuỗi của Bạch Thiển khiến anh tức giận lấy lại rồi bỏ đi. Tố Cẩm biết được thì ra chuỗi hạt đó có người đến từ Thanh Khâu tặng. Về thiên cung cô đã khắc ra một hình nộm giống như Bạch Thiển để có thể xuống trần gian làm vợ của bé Dạ Hoa. Cố tình dùng cách này để chia rẽ Dạ Hoa và Bạch Thiển vì nếu anh lấy hình nộm tức là anh đã phản bội cô. Bên này Ti Mệnh đến tìm Phượng Cửu cho cô biết được thì ra đế quân có yêu cô nhưng đá sinh mệnh không có khắc tên hai người nên đế quân mới tuyệt tình như vậy. Cô ngồi trước cửa đợi đế quân. Nhưng khi gặp cô, ông đã lạnh lùng đóng cửa lại. Cô biến thành tiểu hồ ly đánh nhẹ ông một cái, không ngờ ông đã bị ọc máu. Ông cho biết vì chuyện tình của ông và cô ở phàm giới đã khiến ông mất hết pháp lực. Đó là lý do vì sao ông nhất quyết không bên cô, ông cần có pháp lực để bảo vệ trời đất. Phượng Cửu ôm đế quân, cô vừa khóc vừa nói có phải vì trên đá tam sinh không có tên hai chúng ta, nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy. Cô nói không có cách nào cứu vãn hay sao, đế quân nói không có. Phượng Cửu nhất quyết không tin, nên cô quyết định chặt một cái đuôi của mình hóa thành một pháp khí. Dùng pháp khí đó đi khắc tên của cô và ông lên đá tam sinh. Cô đến đá tam sinh tìm kiếm sơ lượt không thấy tên của mình. Cô đau lòng khắc tên mình, vừa nói tại sao, vì cô rất yêu Đông Hoa đế quân mà, ông cũng yêu cô. Sau đó cô ngất xỉu, đế quân đi đến cũng chỉ biết rơi lệ. Ông ẩm cô về phòng, trên đường về ông gặp Ti Mệnh. Ông đưa Phượng Cửu cho Ti Mệnh, kêu anh đưa cô về Thanh Khâu, rồi đến chỗ Hóa Thiên Tôn để chịu phạt. Vì Ti Mệnh đã đem sổ sách đá tam sinh ra nói cho Phượng Cửu, đây là tội rất nặng. Ti Mệnh cũng đành chấp nhận và rời đi. Về đến Thanh Khâu, Ti Mệnh giao Phượng Cửu cho Mê Cóc rồi đi chịu phạt. Mê Cóc đưa Phượng Cửu đến Côn Luân Hư để Bạch Thiển và Chiết Nhang cứu giúp. Sau khi cho Phượng Cửu uống thuốc, Chiết Nhang kêu mọi người ra ngoài. Lúc này đế quân cũng đi đến thì bị Bạch Thiển chửi cho một trận. Cô nói nếu ông không thích ngay từ đầu không nên cho nó báo đáp ông. Sau đế quân lại xuống trần làm vợ chồng với Phượng Cửu làm gì? Đế quân cũng biết mình sai, Bạch Thiển nói nổi đau đứt đuôi ông có thể gánh chịu dùm không, chỉ xin lỗi thì có ít gì. Mạc Uyên đứng kế bên nói, đế quân cũng có nỗi khổ riêng, vì thế cô không nói nữa mà bỏ đi. Sau đó đế quân vào thăm Phượng Cửu, không nói nhiều cô nhảy vào lòng ông. Đế quân lúc này mới chịu ôm cô vào lòng, gọi cô là Cửu Nhi, cô rất vui vì ông đã gọi cô như vậy. Sau đó ông hôn lên tráng cô, rồi ông cũng lạnh lùng rời đi. Bạch Thiển đến nói sao cô lại khờ dại như vậy, nhưng Phượng Cửu nói một khi đã yêu thì phải yêu bằng tính mạng của mình. Bạch Thiển nghe vậy cũng biết không thể nói được gì hơn. Bên này Tố Cẩm đã khắc xong hình nộm Bạch Thiển, sau đó biến nó thành người. Tố Cẩm dạy cho hình nộm rằng, từ nay trở đi ngươi tên là Tố Tố. Sau đó cô đưa hình nộm xuống trần và để bảng bán thân chôn cha. Dạ Hoa dưới trần gian thấy một người y hệt vợ tương lai của mình. Nhưng khi lại gần Dạ Hoa lại biết đó không phải là Bạch Thiển, nên anh tính bỏ đi thì bị cô níu lại.
cô nói anh hãy mua cô, vì cô đang cần tiền. Dạ Hoa thấy vậy nên đã đưa cô tiền, kêu cô chôn cất cha mình xong thì đến nhà của anh. Bạch Thiển trên này thấy đã đến ngày nên cô đến chào sư phụ của mình rồi xuống trần gian làm vợ Dạ Hoa dưới trần. Nhưng không ngờ khi cô đến đã có một người rất giống Tố Tố, sau đó Tố Cẩm xuất hiện. Cô nói vì sợ Dạ Hoa dưới này cô đơn nên đã cố tình làm một hình nộm giống Tố Tố để Dạ Hoa đỡ cô đơn. Sau đó cô còn nói thật ra Dạ Hoa chỉ yêu một mình Tố Tố thôi, có thể là do Bạch Thiển quá giống Tố Tố nên Dạ Hoa mới xem cô như vật thế thân thôi. Sau đó Tố Cẩm rời đi. Tất nhiên nghe xong việc này Bạch Thiển làm sao có thể vui nổi, cô cứ nghĩ Dạ Hoa vẫn đang nhớ về Tố Tố nhiều hơn cô. Tố Cẩm về đến thiên cung thì cô vô cùng hả hê vì biết đã làm cho Bạch Thiển hiểu lầm Dạ Hoa. Bạch Thiển buồn bã về động hồ ly, cô uống rất nhiều rượu. Phượng Cửu đi đến thì được cô kể nghe hết mọi việc dưới phàm trần, cũng như việc Dạ Hoa còn nhớ đến Tố Tố. Phượng Cửu nói sao cô không đợi Thái tử Điện Hạ về hỏi trực tiếp, như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng lúc này Bạch Thiển đã uống quá say nên đã nằm xuống ngủ, cô kêu Phượng Cửu ra ngoài. Rồi cô tắt hết đèn trong phòng, nhưng đèn kết phách thì vẫn cháy. Trong lúc say cô đã làm rớt đèn kết phách xuống đất. Khi nó bể, tất cả những hơi thở của Tố Tố bay sát lại người Bạch Thiển. Cô lấy chiếc đèn lên thì vô tình làm mình bị chảy máu. Tất cả hơi thở của Tố Tố theo vết thương bay vào người cô. Và thế là những ký ức đau khổ mà Tố Tố từng trải qua hiện về trong đầu cô. Cô bắt đầu nhớ lại mọi thứ, thì ra mình chính là Tố Tố. Sự thật này khiến cô không tin vào mắt mình. Cô ngồi thất thần cho đến khi Mê Cóc chạy vào hỏi cô cần thêm rượu không. Sau đó cô kể cho Phượng Cửu nghe mình chính là Tố Tố. Phượng Cửu cũng không tin là sự thật, nhưng mọi việc đã được Bạch Thiển kể lại nên Phượng Cửu đã hiểu ra. Sau đó cô uống rượu liên tục trong 8 ngày, khiến Mê Cóc và Phượng Cửu rất lo lắng. Nhưng Bạch Thiển chợt nhớ ra, trên thiên cung có người còn đang thiếu mình một đôi mắt. Cô bay thẳng đến thiên cung, mấy con nô tỳ bị Bạch Thiển dùng phép bắt đứng im hết. Cô đi thẳng vào phòng Tố Cẩm. Tố Cẩm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cố tình đem chuyện Tố Tố ra chọc tức cô tiếp. Bạch Thiển ngồi xuống gác chân lên giường nói, hôm nay chị không quan tâm đến Dạ Hoa và Tố Tố, mà chị đến đây để quan tâm cô. Tố Cẩm chưa hiểu lắm, thì cô nói, đôi mắt của bổn thượng thần ta cô dùng đã 300 năm rồi, dùng có tốt hay không? Tố Cẩm bắt đầu lo sợ. Bạch Thiển nói 300 năm trước ta lỡ để quên đôi mắt ở đây, do phải trải qua tình kiếp nên giờ đến lấy lại. Tố Cẩm lúc này mới biết ra Tố Tố chính là Bạch Thiển. Tố Cẩm nói không thể nào, à nữ nhân đó chỉ là một người phàm, hay do cô biết chuyện gì đó nên cố tình đóng giả để cướp mắt ta. Bạch Thiển kể ra tường tận sự việc vì sao mắt của cô phải đền cho Tố Cẩm. Tố Cẩm chỉ đành cứng họng, đã vậy chị đây xin dùng phép móc mắt ngươi ra. Tố Cẩm đau đớn nằm quằn quại dưới đất, cô cũng biết chuyện 300 năm trước là do thiên quân âm thầm làm ra, nên hôm nay cô cũng âm thầm móc mắt Tố Cẩm không cần báo với ai. Thiên quân tự ác sẽ hiểu không dám làm lớn chuyện. Bạch Thiển sau đó bỏ đi, ra đến cửa còn nhiệt tình kêu bác sĩ cho Tố Cẩm. Phượng Cửu cũng đến thiên cung, sau đó cô gặp Ti Mệnh và cho anh biết Bạch Thiển đã nhớ ra mình chính là Tố Tố, nên tới đây đánh ghen Tố Cẩm. Ti Mệnh nghe xong cũng há hốc mồm. Dạ Hoa ở dưới trần vì quá thương nhớ Bạch Thiển nên cũng đã chết trước khi 60 tuổi, quay về thiên cung sớm. Dạ Hoa tỉnh dậy thấy Mạc Uyên đã đến tìm mình. Mạc Uyên đã kể cho anh nghe, anh chính là em trai của mình được nuôi dưỡng khi còn là hoa sen vàng. Mạc Uyên nói thật ra anh đang bế quan nhưng vì muốn gặp em trai của mình, vì dù sao cũng đã đợi anh hơn 18 vạn năm rồi. Lúc này Tố Cẩm đã cùng các thúc bá của mình đi đến gặp Thiên Quân, Phượng Cửu và Đế Quân cũng đi đến. Tố Cẩm nói rằng Bạch Thiển không có chứng cớ, chưa được phân xử đã móc mắt cô. Phượng Cửu ở kế bên muốn nói dùm Bạch Thiển nhưng còn non quá, nói câu nào cũng không có lý lẽ nên không ai tin. Thiên Quân liền tức giận nói Phượng Cửu hồn sược, Đế Quân thấy vậy liếc mắt kêu cô lui xuống. Sau đó Đế Quân nói rằng chuyện này liên quan đến vấn đề của Thanh Khâu và tiên tộc, Tố Cẩm từng là thiên phi nên chuyện này Thiên Quân không được phép phân xử. Bổn Đế Quân là người thích hợp nhất phân xử chuyện này, sẽ không ưu ái trong chuyện này. Thiên Quân nghe vậy biết là Đế Quân muốn ông rút chân ra khỏi chuyện này. Nếu vậy thì lần này khó mà bảo vệ Tố Cẩm, nên Thiên Quân đồng ý đứng một bên nghe thẩm tra sẽ không xen vào. Đế Quân còn hỏi từng người có mặt trong điện, tất nhiên không ai dám nói là ông thiên vị Thanh Khâu. Rồi ông kêu cô kể từ lúc đầu khi Tố Tố mới nhập cung. Dạ Hoa về đến thiên cung thì gặp được Ti Mệnh. Ti Mệnh kể cho anh nghe việc Bạch Thiển đến móc mắt Tố Cẩm. Sau đó Tố Cẩm đến Thiên Quân để kiện cáo Bạch Thiển. Dạ Hoa liền sai Ti Mệnh đi tìm tất cả mọi người liên quan lên thiên cung, bao gồm Nguyên Trinh, người nộm Tố Tố, Nhị Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử. Lần này Dạ Hoa quyết định sẽ làm ra ngô ra khoai với Tố Cẩm. Khi tất cả vừa bước vào cũng là lúc Đế Quân vừa nghe xong, Tố Cẩm kể lại mọi chuyện. Nghe Dạ Hoa vừa đi đến, Tố Cẩm lập tức tỏ ra mình đáng thương, cô níu lấy chân anh kêu anh làm chủ cho cô. Dạ Hoa nói cô yên tâm, hôm nay anh sẽ cho cô một sự công bằng.
Hình Nộm Tố Tố quỳ xuống kêu nương nương, Tố Cẩm liền hoảng sợ, nói ta không quen ngươi, ngươi đi chỗ khác đi. Mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Dạ Hoa liền biến Tố Tố thành Hình Nộm. Dạ Hoa nói rằng, khi anh đang lịch kiếp dưới trần gian, Tố Cẩm cố tình làm ra Hình Nộm này để quyến rũ anh. Đại hoàng tử nói, đây là tội dùng yêu phép làm thay đổi vận mệnh, tội này sẽ không cho làm tiên nữa, đọa vào kiếp súc sinh. Đế quân quay sang kêu Ti Mệnh ghi lại. Sau đó đến vụ của Nguyên Trinh, Nguyên Trinh khẳng định rằng mình không hề chọc ghẹo Tố Cẩm. Anh kể lại hết sự việc hôm đó là do Tố Cẩm dẫn anh đi vào cung thái tử, sau đó mới dùng phép làm anh ngủ đi, rồi đến lúc tỉnh dậy Tố Cẩm đã nói anh uống rượu còn đòi lếu lều cô. Nguyên Trinh chưa kịp nói gì đã bị ông Thiên Quân đem đi đọa kiếp. Tố Cẩm quay sang nói Nguyên Trinh nói láo. Đế quân hỏi lần đó là lần thứ mấy cậu lên thiên cung. Nguyên Trinh nói là lần đầu tiên, đế quân nói vậy. Việc Nguyên Trinh mới lần đầu lên trời làm sao biết đường đi đến cung thái tử. Còn có 44 căn phòng khác nhau, anh lại biết Tố Cẩm ở phòng nào mà nhảy vào phòng cô để lếu lều. Trước đó Nguyên Trinh còn uống rất nhiều rượu thì làm sao cậu đến đó được. Vậy là thêm một tội hãm hại người khác. Tố Cẩm nhất quyết không nhận tội, cô nói với Thiên Quân mọi người cố ý hãm hại cô, Thiên Quân kêu cô hồn sược. Chuyện đến nước này ông Thiên Quân dù muốn bảo vệ cô nhưng không thể nào bất chấp lý lẽ, bất chấp chứng cớ được. Ông tự nhủ ông thông đồng với cô hại Tố Tố thôi, ai dè khiến cô chơi lớn hại cả nhà ông luôn. Không cần xử vụ Bạch Thiển mọi người cũng biết là ai sai, có truy cứu tiếp thì là lôi Thiên Quân ra chịu tội luôn. Sau đó Thiên Quân trục xuất cô khỏi Cửu Trùng Thiên, phạt cô xuống làm tiểu tiên, xuống bờ vực thủy canh chuông Đông Hoàng, dù cô khóc lóc van xin thì cứ y tội mà phạt. Mọi chuyện kết thúc con yêu nghiệt Tố Cẩm bị phạt khiến mọi người cảm thấy hả hê. Dạ Hoa sau đó đến tìm Bạch Thiển, nhưng lúc này hận cũ buồn mới nên Bạch Thiển rất khó chịu, không muốn gặp anh. Dạ Hoa đã đứng bên ngoài đợi cô dù mưa gió anh vẫn đợi. Đế quân biết được chuông Đông Hoàng mấy hôm nay đang rực chảy, có thể kình thương sẽ sớm phá chuông. Ông đi đến bờ vực thủy, Phượng Cửu cũng đi theo. Khi đến nơi chuông Đông Hoàng đang rung lắc dữ dội, nhưng đế quân không còn đủ pháp lực. Thấy vậy Phượng Cửu đã bay lên khống chế chuông Đông Hoàng. Ở dưới vực tộc, Ly Kính biết được kình thương sắp ra ngoài, nên đã làm phép triệu hồi nguyên thần của cha anh về đây. Anh muốn giết chết kình thương trừ họa cho sau này, ai dè yếu mà ra gió. Anh tính giết ông, ai dè bị ông giết ngược lại. Sau khi giết chết Ly Kính, kình thương còn hút nguyên thần của anh vào người, công lực của ông tiếp tục được tăng lên. Sau khi nguyên thần ông quay về chuông thì đã đánh bật Phượng Cửu, đế quân cho người chạy đến Thanh Khâu báo cho Bạch Thiển biết. Bên này tất cả mọi người có mặt ở đó đang dùng tiên pháp để ngăn kình thương lại. Bạch Thiển lúc này vẫn còn đang rất giận Dạ Hoa nên cô ngồi uống rượu một mình. Thì Ti Mệnh đến báo Đông Hoàng chuông xuất hiện chuyện lạ. Cô lập tức chạy ra ngoài thì thấy Dạ Hoa đang được Ti Mệnh báo lại. Giờ chỉ có mình cô có thể phong ấn Đông Hoàng chuông. Bạch Thiển sau đó bay đến bờ vực thủy, Dạ Hoa cùng Ti Mệnh cũng đi theo sau. Đến nơi thì thấy Tố Cẩm đang sợ chết bỏ chạy. Chúng tiên thì hợp lực chết sống cũng phải ngăn chặn kình thương. Bạch Thiển lập tức bay lên tính đánh với ông một trận. Thì Dạ Hoa dùng phép của mình trói cô lại, đưa cô bay về phía sau. Dạ Hoa bay lên đánh với kình thương một trận. Bên này mấy tên lính quèn của kình thương chạy đến đánh các thiên binh. Thì Bạch Chân xuất hiện đánh với bọn chúng. Dạ Hoa dù đã mất hết tu vi cả đời nhưng kình thương chỉ có thể đánh huề với anh. Đúng là hào quang của nhân vật chính không ai sánh nổi. Cả hai người dùng phép đánh với nhau long trời lỡ đất. Dạ Hoa lại dùng chiêu cũ, cho kình thương đâm mình một nhát, để ông mất đà, sau đó chém gãy cây thương của ông, rồi dùng đầu thương đâm xuyên người kình thương. Cả hai rơi xuống đều bị trọng thương, nhưng kình thương sau 7 vạn năm đã tu luyện khiến ông và Đông Hoàng Chuông hòa lại làm một. Khi ông chết Đông Hoàng Chuông hút thiên địa vào đó. Sau đó ông đưa nguyên thần của mình vào chết trong chuông Đông Hoàng. Lần này không có Mặc Uyên nên Dạ Hoa đã bay lên dùng nguyên thần phá hủy chuông Đông Hoàng. Anh cũng vì thế mà chết. Bạch Thiển bay lên đỡ thân xác của Dạ Hoa. Cô không ngờ cũng một việc mà xảy ra hai lần trong đời của cô. Hai người mà cô yêu thương nhất đều chết theo một cách này. Ti Mệnh về báo Thiên Quân và mọi người. Dạ Hoa hy sinh để phá hủy Đông Hoàng chuông cũng như giết chết kình thương, khiến tất cả mọi người đều đau lòng. Bên này Bạch Thiển ôm xác Dạ Hoa, dùng tiên pháp tạo thành một vòng tròn không cho ai lại gần. Dù Phượng Cửu khóc lóc van xin, gõ như thế nào Bạch Thiển cũng không quan tâm. Khi Mặc Uyên đến cô mới chịu mở ra, ông nói Dạ Hoa là thiên tài còn được tu vi của phụ thần nên chỉ cần vài ngàn năm sau thì anh sẽ tự hồi phục nguyên khí mà sống dậy. Nên nếu có đợi anh sống dậy thì kiếm một chỗ thoải mái cho anh nằm nghỉ, chứ đừng ngồi ở đây mà khóc. Nghe vậy cô mang anh về động không cho ai đến gần. Trên thiên cung Thiên Quân tiếp tục xử tội Tố Cẩm, phạt xuống canh Đông Hoàng chuông. Mà đến khi có chuyện thì sợ chết bỏ trốn, nên lần này đã phạt cô vào kiếp súc sinh không được siêu thoát. Rồi xong vừa lòng thiên hạ. Sau đó cha mẹ Dạ Hoa đến khóc lóc, rồi tức giận nói Bạch Thiển tại sao lại cứ cố chấp giữ xác Dạ Hoa ở Thanh Khâu. Vì anh cũng có gia đình, có cha mẹ, cô không thể ích kỷ như vậy. Bạch Thiển tuy nặng tình,
nhưng nghe hết tâm sự của một người mẹ, cô cũng không đành lòng nên đã đưa thi thể Dạ Hoa về cho tiên tộc. Sau khi đưa thi thể Dạ Hoa về tiên tộc thì họ đã chôn cất Dạ Hoa ở Vô Vọng Hải. Bạch Thiển ngày nào cũng nhớ đến anh, cô hay cùng Ali đến Vô Vọng Hải thăm anh, cô tin sẽ có ngày anh sống lại. Rồi đến một ngày trên trời lại có 72 con chim ngũ sắc bay tạo thành vòng tròn trên thiên cung. Tử Lan đến báo thi thể của Dạ Hoa tỏa ra rất nhiều tiên khí, Thiên Quân và cha mẹ Dạ Hoa rất vui mừng. Họ cùng Mạc Uyên đến Vô Vọng Hải. Mạc Uyên đã chuyển tu vi của mình để khiến cho Dạ Hoa tỉnh dậy. Thì ra Vô Vọng Hải là nơi hội tụ rất nhiều tiên khí giúp cho các thần tiên có thể mau chóng hồi phục. Vậy tính ra Mạc Uyên ngủ 7 vạn năm không tỉnh là do bà Bạch Thiển không biết chuyện này, giữ ông trong động nên ông mới ngủ lâu như vậy. Chứ Dạ Hoa mới ngủ có 3 năm là đã dậy rồi. Dạ Hoa mở mắt ra thì thấy Mạc Uyên, ông liền kêu anh hãy đi tìm Thập Thất, cô đã đợi anh 3 năm rồi. Nhưng không cần, Bạch Thiển lập tức chạy đến cung thái tử, nhưng mọi người nói anh đã đi ra ngoài rồi. Thì ra lúc này hai người đang chạy đi kiếm nhau. Bạch Thiển nhớ lại lời hẹn trước kia, có bao nhiêu kiếp đi nữa thì hẹn gặp tại Thập Lý Đào Lâm. Nên cô đã bay đến vườn đào của Chiết Nhan, cuối cùng cả hai đã gặp nhau, họ tương phùng trong nước mắt. Bao nhiêu chất chứa trong lòng được giải tỏa, họ ngồi tâm sự trong vườn đào bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, lúc này là lên nhạc hết phim nè. Mọi thứ trên thế gian này xảy ra đều là duyên số, nếu đã là của nhau thì sẽ mãi là của nhau. Chúc các bạn xem xong video review này tìm được hạnh phúc như Dạ Hoa và Bạch Thiển nha. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue.